Chương 771, điên cuồng dẫm lên cục trưởng cục công an, 1+2. Còn có thể hiểu được ý tứ của tôi, cậu xem ra cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu như cậu đại diện cho phòng công an Ma Xuyên đến đây lấy xe, thì phải xuất ra bản lĩnh dùng xe. Tôi đã từng nói với cấp dưới ở các huyện rằng, ai muốn lấy xe đều có thể đến lấy, nhưng phải so tài một chút. Muốn so tài thì phải so tài về bản lĩnh của công an, như có thể so về quyền cước, so về tài bắn súng cũng được. Tuy nhiên một chủ tịch huyện như cậu, chưa động đến súng bao giờ, công phu quyền cước phỏng chừng còn có chút mạnh, nhưng không thể so sánh. Đấu văn tôi không có sức mạnh, xem ra cậu hôm nay không có gì để biểu diễn rồi. Súng thì tôi cũng từng chơi rồi, tôi đã được huấn luyện khi học đại học. Diệp Phàm nói ra những lời này, lập tức khiến Lâm Thiên nhe răng cười châm biếm. Được, tôi cho cậu cơ hội, tuy nhiên, ngay cả súng cũng bắn không ra thì đừng nói tôi không cho cậu cơ hội đấy nhé. Lâm Thiên cười vang, quát thư ký Sung. Gọi Bảo Dũng chuẩn bị, đừng để tôi phải mất mặt. Cách thức đấu như thế nào? Diệp Phàm bình tĩnh thong dong, còn cười cười, tư thế có vẻ rất hồn nhiên, không có vẻ gì lo lắng cả. Tùy cậu khiêu chiến, một ván một chiếc xe, tuy nhiên, nhiều nhất tỉ thí 5 ván. Tôi không có thời gian chơi cho thử vận may với cậu. Lâm Thiên rất thẳng thắn nói. Giữ lời chứ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ha ha, cậu hỏi tên đứng sau cậu xem, Lâm Thiên tôi có bao giờ thất ngôn? Lâm Thiên nhìn thư ký Giang đứng sau Diệp Phàm nói. Đúng vậy, cục trưởng Lâm trọng nhất là lời hứa. Giang Kiệt tỉnh táo lại, nói thêm. Vệ Dũng là nhân vật chơi súng đứng thứ hai ở Đức Bình. Trước kia còn, thi đấu ở đại hội tỉnh đạt được giải thưởng xuất sắc nhất. Mặc dù không phải thiện xạ, nhưng ở khoảng cách 80 mét hoặc hơn lại có thể bắn được 7-80 điểm. Ở trong cục công an địa khu chúng tôi được gọi là thần xạ thủ. Diệp Phàm biết đây là thư ký Giang nhắc nhở mình, quay đầu hướng nhìn anh ta gật gật, tỏ vẻ cảm tạ. Nghe nói chủ tịch huyện Ma Xuyên đấu súng với thần xạ thủ số 2 của Đức Bình Vệ Dũng. Tin này mà được truyền đến các ngóc ngách của cục công an địa khu thì mọi người sẽ chen chúc nhau đến xem mất. Và khi Diệp Phàm cùng cục trưởng Lâm Thiên đến trường bắn, đã thấy trên trăm cảnh sát, công an vây xem. Không có ai có vẻ là có việc làm, nhìn thấy nhiều người đến như vậy, Diệp Phàm cứ đi thong dong, không có cảm giác chột dạ chút nào. Biết những người này đại bộ phận là do cục trưởng Lâm gọi đến góp vui, để trợ uy làm cho chính mình chịu nhục. Lâm Thiên tiếng nói sang sảng. Cầm micro quát. Các đồng chí, hôm nay là một ngày đặc biệt, cục C ông an địa khu chúng ta nghênh đón một người khiêu chiến đặc biệt, chủ tịch huyện Diệp Phàm. Trước kia, người khiêu chiến đều là ngoại thị hoặc cùng ngành với các anh em, hôm nay chủ tịch huyện Diệp tự mình mặc giáp ra trận, khiến tôi mỏi mắt mong chờ, xem một chút tài bắn súng của người không có chuyên môn. Để cho mọi người biết, bên ngoài lẫn bên trong, cũng có thần xạ thủ. Để tránh cả ngày tự cao tự đại. Bỏ hung sông con rùa. Hôm nay chủ tịch huyện Diệp đề xuất đánh 5 ván, lấy số đạn chuẩn làm người thắng. Tôi Lâm Thiên coi như hứa trước mặt mọi người, chủ tịch huyện Diệp thắng 1 ván cấp huyện Ma Xuyên 1 chiếc xe cảnh sát. Thắng 5 ván tức là có thể lấy đi 5 cái, chúng tôi sẽ cho đưa đến Ma Xuyên. Để chứng tỏ 3 nguyên tắc công bằng, công khai, công chính, tôi mời bí thư hạ của Ủy ban Chính trị Pháp luật và chủ nhiệm khâu của Ủy ban Nhân dân địa khu làm chứng. Bọn họ cũng đến rồi. Phía dưới, mời chủ tịch huyện Diệp nói với mọi người vài câu. Thưa mọi người, tôi là quyền chủ tịch huyện Ma Xuyên Diệp Phàm. Hôm nay cầm quyết định phê chuẩn của lãnh đạo đến lấy xe, kết quả cục trưởng Lâm nói lấy xe thì phải tỉ thí. Hơn nữa còn nói, việc này cũng có lợi cho việc đẩy mạnh rèn luyện các đồng chí trong hệ thống công an, luyện kỹ năng nghiệp vụ, bất cứ lúc nào cũng tận lực vì quốc gia. Cho nên, người vợ dù xấu thế nào cũng phải gặp nhà ông, tôi là người ngoài nghề, không có trâu bắt chó đi cày. Vì các đồng chí huyện Ma Xuyên không đủ sức phá vụ án máy kéo, tôi phải làm bất cứ giá nào. Đương nhiên, nếu bị thua, bản thân tôi hứa rằng, trong 2 năm công an huyện Ma Xuyên sẽ không đến cục công an địa khu đòi bất cứ kinh phí gì. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi đấu với cục trưởng Lâm Thiên 5 trận để bày tỏ khâm phục, tuy nhiên, nếu hôm nay gặp đại vận, may mắn có thể lấy đi 2-3 chiếc xe. Tin rằng các đồng chí cảnh sát cục công an địa khu sẽ giữ lời hứa, thắng cũng vui, thua cũng vui, tôi tin các anh đều là hảo hán. Tuy nhiên, bản thân trước khi đến Đức Bình, có gặp một thầy tướng số mù, ông ta vừa xem quẻ cho tôi, nói tôi hôm nay có phúc tinh chiếu mạng,
ấn đường đỏ lên, chỉ mong được. Diệp Phàm bình tĩnh buông micro xuống. Thời khắc căng thẳng, hồi hộp đã tới rồi. Cặp mắt Vệ Dũng bắn ra giống như dã thú, đích xác có chút dọa người. Tuy nhiên, hôm nay anh ta gặp Diệp Phàm, chuyện không may sắp phát sinh. Chỉ thấy Vệ Dũng vung tay. 3333. 5 phát súng vang lên, trên sân lập tức náo động. Có người khoa trương hô lên. Ông trời, bắn liền 5 phát, không biết bắn trúng mấy phát. Chỉ một lát sau, một công an cảnh sát xem bia ngắm đã trở về. Vẻ mặt vui sướng, trong miệng hô điểm số nói. Báo cáo Bí Thư Hạ, Cục trưởng Lâm, chủ nhiệm Khâu, chủ tịch huyện Diệp, trưởng phòng vệ bắn liền 5 phát, cự ly 80 mét, bắn trúng 5 bia ngắm khác nhau, cái thứ nhất 78 điểm, thứ hai 85 điểm, thứ ba 80 điểm, thứ tư 85 điểm. Đưa tin này, viên cảnh sát cố ý dừng một chút, liếc mắt toàn trường một cái, nói giống lên. Một bia ngắm cuối cùng, trúng hồng tâm mục tiêu, 100 điểm. A, à, nha, oa, này vẫn là người sao? Thần xạ thủ quả nhiên phi phàm khác người, vừa mới ra tay đã kinh thiên động địa. Tiếng hô liên tiếp vang lên giống như trào dâng, như thủy triều cuốn về phía Diệp Phàm. Đương nhiên, trong đó có đồng nghiệp trưởng phòng vệ cố ý đưa vào. Hạ Hải Vĩ nhíu nhíu mày, trong lòng bất đắc dĩ thở dài nói. Cậu Diệp cũng thật là hồ đồ. Tuy nói cậu kết nghĩa anh em với đoàn trưởng Thiết, phỏng chừng có vài lần mang cậu đi báo săn chơi súng, nhưng Vệ Dũng không phải đơn giản, người ta là thần xạ thủ. Mặt này, ôi, đường lớn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu, đồng chí chủ nhiệm Khâu Mậu Thủy vẻ mặt đương nhiên được sắt, nhìn Hạ Hải Vĩ, cười nói. Bí thư Hạ, chủ tịch huyện Diệp không phải là bộ đội đặc chủng chuyển nghề chứ, tuy nhiên, hắn bao nhiêu tuổi, bằng tuổi hắn, hẳn chỉ là tân binh, như thế nào mà chuyển nghề. Việc này, thật đúng là rất lạ. Bộ đội đặc chủng, không phải, nghe nói tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Phỏng chừng trước đây đã từng tham gia câu lạc bộ súng ống con lừa. Hạ Hải Vĩ thản nhiên cười cười. Ô con lừa, còn súng, có hương vị. Khâu Mậu Thủy thản nhiên cười nói. Hiện tại mời Bí Thư Hạ và chủ nhiệm Khâu qua bãi bắn kia kiểm tra một chút xem số điểm chính xác không. Lâm Thiên cười tủm tỉm nói. Hạ Hải Vĩ và chủ nhiệm Khâu cũng qua bãi bắn kiểm tra một hồi, chứng minh số điểm hoàn toàn chuẩn xác, cũng không báo cáo láo. Mặt khác vài cảnh sát lại lên sân bắn, thay đổi bia ngắm, Hạ Hải Vĩ và chủ nhiệm Khâu kiểm tra một hồi, chứng minh không vấn đề gì, sau đó Diệp Phàm lên sân bắn. Ha ha, trước kia tôi khi ở đại học chỉ là nghịch qua thôi, hiện tại tay có chút không quen. Các vị bao dung một chút. Diệp Phàm miệng cười nói, tùy ý khoát tay. Giống như khua tay đuổi muỗi. Chuyển động thoải mái, tự do nhàn nhã. 33333. 5 tiếng súng trong trẻo vang lên, hiện trường yên lặng, mọi người đều đang chờ báo điểm số. Báo cáo Cục trưởng Lâm, súng cự ly 80 mét, bia ngắm thứ nhất 90 điểm, bia thứ hai 90 điểm, bia thứ ba 90 điểm, bia thứ tư 90 điểm, cuối cùng, thẳng trúng dấu hiệu đặc thù hồng tâm, hình như là đặc biệt, 109 điểm. Viên cảnh sát báo cáo lúc trước có vẻ uể oải, thậm chí run rẩy, phỏng chừng là do kinh ngạc mà thành. Ngươi không nhìn lầm chứ? Lâm Thiên dường như không thể tin được, hai mắt đột nhiên trợn to, rốt cuộc khó có thể giữ bình tĩnh, quả thực chính là miệng giống lên. Lúc này toàn bộ cảnh sát trợ uy xung quanh hô lên. Không có khả năng, nhất định lầm, tuyệt đối lầm. Thậm chí có đồng chí chửi mắng, bọn họ đương nhiên khó có thể chấp nhận rồi. Ha ha. Tôi đi xem, mọi người tin tưởng tôi chứ? Âm thanh tràn đầy Hạ Hải Vĩ truyền thật xa. Không lâu trở lại, cầm micro hô. Đúng vậy, vừa rồi đồng chí này báo cáo hoàn toàn chính xác. 5 phát, chủ tịch huyện Diệp toàn thắng. Hạ Hải Vĩ cũng không rông dài, nói xong, đem micro trực tiếp giao cho Lâm Thiên. Để xem thằng nhãi này thực hiện lời hứa như thế nào, kỳ thật, trong lòng Hạ Hải Vĩ kinh ngạc trình độ bắn súng không thua gì cảnh sát của Diệp Phàm. Thậm chí còn hơn. Bởi vì Hạ Hải Vĩ biết rõ cái khó của bắn súng, sớm đã có thể xưng là xạ thủ thần. Đưa xe, mẹ kiếp. Lâm Thiên không nhịn được, lớn tiếng chửi, không ngờ bị micro truyền ra thật xa. Phỏng chừng y nhất thời đã quên điều này. Ha ha, thật đáng tiếc, Cục trưởng Lâm, may mắn đến đây, cái kia là gì, chắn cũng không ngăn được. Cảm ơn Cục trưởng Lâm đã chiếu cố huyện Ma Xuyên chúng tôi. Cục trưởng Lâm là người rất biết giữ lời lứa, Diệp Phàm tôi khâm phục.
Diệp Phàm nhiệt tình đưa tay, bắt tay Lâm Thiên. Đương nhiên, cũng phải nói vài câu dễ nghe, ca ngợi Lâm Thiên một chút, nếu không thằng nhãi này không phát khùng lên mới là lạ. Đương nhiên, trong lòng cục trưởng Lâm có mùi vị gì, phỏng chừng sẽ không so với lão Trần Sơn Tây, giấm chua tốt làm sao. Tuy nhiên, trong nháy mắt Diệp Phàm cảm giác được âm thanh cay độc của Lâm Thiên. Vốn thấy có chút kỳ quái, người này trước kia lợi hại mà, đến văn phòng anh ta ngồi ghế xoay cơ bản không nhìn tới mình. Bây giờ như thế nào lập tức đổi tính, không ngờ đồng ý bắt tay mình. Dường như lập tức đổi tính, trở lên quá mức nhiệt tình. Tuy nhiên, trong nháy mắt tình huống rất khẩn trương, một lực mạnh truyền đến tay, cảm giác bàn tay Lâm Thiên kia cứng ngắc như kìm nhổ đinh, nhìn Lâm Thiên như rất nhiệt tình, cười vang sấm lớn, Diệp Phàm cảm thấy tay hắn bóp lại với cường độ ngày càng mạnh. Thằng nhãi này định đánh phủ đầu Diệp Phàm, tay nắm quá chặt, phỏng chừng dồn toàn bộ lực vào tay, đến lúc đó Diệp Phàm hô lên đau, ít nhất cũng có thể lấy lại một chút thể diện vì bị thua xe. Tuy nhiên, điều khiến cục trưởng Lâm mất mát chính là chủ tịch huyện Diệp Phàm cũng không nói gì, giống như không cảm giác được tay của anh ta càng ngày nắm càng chặt. Hơn nữa, càng làm mạnh hơn, đồng chí Lâm Thiên càng khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Tay của chính mình, dường như đang siết vào một cây cột, dùng toàn bộ lực không ngờ không niết vào được. Không lâu, ngược lại, tay Diệp Phàm truyền đến một lực mạnh mẽ. Lâm Thiên cảm giác có chút không ổn, tay của mình càng ngày càng bị niết nhỏ lại, cơ thể bị nén ép, xương cốt có cảm giác rõ ràng, cảm giác bị ép thành dưa muối. Đau, đau chết mất. Cục trưởng Lâm Thiên đang cười sang sảng dần dần chuyển thành vẻ mặt tương đối quái dị, nhíu mày cười, giống như gần khóc. Đến khi cảm giác được trên trán cục trưởng Lâm Thiên toát mồ hôi nhỏ, Diệp Phàm dường như thấy xương tay đồng chí Lâm Thiên đang chen chúc nứt ra, chịu đựng cực hạn, âm thanh hơi răng rắc mới thản nhiên cười buông lỏng tay ra. Cục trưởng Lâm Thiên biết người ta nể mặt mũi mình, khẩn trương lui như con lừa xuống núi. Thằng nhãi này trong lòng vừa kinh ngạc không thể hình dung ra, ý nghĩ không thoát khỏi một từ cao thủ. Mơ hồ còn sinh ra sự sợ hãi, đương nhiên, cục trưởng Lâm Thiên sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, đây không phải tật xấu của anh ta. Tự nhiên, Diệp Phàm muốn bóp nát xương tay thằng nhãi này, khiến uy phong của cục trưởng Lâm trong nháy mắt thành kẻ tàn tật, việc đó hắn có thể làm được. Hạ Hải Vĩ cũng cảm giác được vẻ mặt quái dị của hai người, cẩn thận đánh giá, lập tức mồ hôi lạnh xông ra, âm thầm nói, không thể tưởng tượng lần này Lâm Thiên thật sự là đá vào cánh cửa sắt. Mẹ kiếp, không niết chết con rùa nhà mày đi. Ôi, đáng tiếc, tuy nói hiện tại cũng có thân thủ nhất định, giống như Lâm Thiên kia thân thủ cũng không thể so với thằng em Diệp được. Cứ thật, không thể tưởng tượng còn có chiêu thức ấy, làm chủ tịch huyện thật đáng tiếc. Người như vậy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức cục trưởng công an địa khu. Làm ta chút được cơn giận. Trang Thế Thành một quyền đấm vào bàn làm việc, mọi đau đớn đều không cảm giác được. Ánh mắt phiêu hồ, miệng còn lẩm bẩm nói, ngày còn ở đập nước Thiên Thủy, Lão Phượng nói đội trưởng cảnh vệ cường tráng kia, người thanh niên họ Diệp hơi đặc biệt, phỏng chừng trước đây đã luyện qua mấy tay. Xem ra không phải giả, có lẽ không riêng gì cậy mạnh, thật đúng là luyện qua mấy tay. Người như vậy đến Ma Xuyên tôi càng yên tâm. Ma Xuyên, là một huyện phức tạp, phải phái thần xạ thủ chủ tịch huyện đi áp chế một phen. Một chủ tịch huyện bạch diện, xem ra phải tăng cường lực lượng cho công an Ma Xuyên, để hỗ trợ cậu ta mới được. Trang Thế Thành trong nháy mắt giống như giành được lợi thế ánh dạng đông. Không thể tưởng tượng được, thật sự không ngờ tới, khả năng như thế nào, tuyệt đối không thể có, chuyện này là gì. Chủ tịch địa khu Vương Triều Trung lặp đi lặp lại mấy câu đó, nhắc tới mấy chục lần mới tỉnh táo lại. Bởi vì tàn thuốc đã cháy tới ngón tay, nghiễm nhiên là đau mà tỉnh lại. Phải đánh giá lại thằng danh này mới được, tuy nhiên, chính trị, không phải chỉ bắn súng có thể giải quyết. Trí tuệ, mới là cái quyết định, đã qua cái thời dùng gậy gộc giành chính quyền, nắm đấm tranh thiên hạ nữa rồi. Trong chốc lát, chủ tịch địa khu Vương khôi phục tự tin. Buổi chiều, xuất phát, từ ban tổ chức cán bộ thành ủy, trưởng ban Tôn Quốc Đống tự mình đưa Diệp Phàm đi xuống, phỏng chừng là nhân vật số một Trang Thế Thành giao cho. Bằng không, Tôn Quốc Đống đường đường là ủy viên thường vụ địa khu, làm sao lại đồng ý đưa Diệp Phàm đi, cùng lắm là phái phó trưởng ban đi xuống là được rồi. Kỳ thật Trang Thế Thành cũng không giao cho cái gì, mà Tôn Quốc Đống đồng ý đi xuống, chủ yếu là trưởng phòng Tào Dũng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lờ mờ lộ ra một chút, giống như chủ tịch huyện Diệp này cùng con gái trưởng ban Tống,
Tống Trinh Giao có liên quan gì đó. Mặc dù nghi hoặc, không tin, hoài nghi, nhưng Tôn Quốc Đống cũng thà rằng sai 1000, cũng không buông tha cơ hội có thể nịnh bợ trưởng ban Tống. Dù sao, đối với ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc mà nói, Tống Sơ Kiệt cũng tương đương với bọn họ. Không riêng gì ban tổ chức cán bộ, hẳn là đặt ở tất cả cán bộ bên ngoài ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban Tống uy lực, người kia tuyệt đối cũng là loại dũng mãnh. Diệp Phàm đương nhiên là được sủng ái mà lo sợ, đồng hành còn có Hạ Hải Vĩ, anh ta thuận đường mà đến Ma Xuyên, nói là nhận chức lâu như vậy mà còn chưa tới Ma Xuyên. Hơn nữa, lần này cũng thuận tiện đưa xe đi. 5 xe cảnh sát mới tinh uy phong đi trước mở đường, trong đó kèm theo xe Wrangler rác rưởi của Diệp Phàm, hai cái Santana 2000 của trưởng ban Tôn và bí thư Hạ, gào thét nhằm thẳng hướng Ma Xuyên mà đi. Mọi người đi trên đường đều ghé mắt nhìn, chỉ trỏ, còn tưởng rằng ở nơi nào đó có phải đã xảy ra vụ án giết người phóng hỏa rồi không. Xe đến thị trấn Quy Nguyên thì dừng lại, bởi vì phải vượt qua núi Thiên Sa Mạch, buổi tối xe đi sẽ không an toàn. Núi Thiên Sa Mạch ở phía nam của huyện Quy Nguyên, mà huyện Ma Xuyên lại ở một phía khác của núi Thiên Sa Mạch. Núi Thiên Sa Mạch giữa hai huyện có độ cao cách so với mặt nước biển hàng ngàn mét. Giống như hai thế giới bất đồng, huyện Ma Xuyên toàn bộ tỉnh là khu lót hàng hóa động, Quy Nguyên cũng xếp hạng thứ 8 toàn bộ địa khu, xem như đứng vào hàng chung. Vì sao chỉ cách một ngọn núi, kinh tế khác nhau như thế nào, điều này đương nhiên là do núi Thiên Sa Mạch tạo thành. Núi Thiên Sa Mạch chỉ là lên núi xuống núi, xe đạp mà lên xuống núi sẽ mất 4-5 giờ. Ngay tại núi này một vòng xuống dưới đạt hàng trăm cây em. Núi này quả thật chắn ngạch làm giàu của người Ma Xuyên, trên đường cùng nhau khó mà vượt qua thiên tường đáng sợ. Diệp Phàm đột nhiên nhớ lại ngày ở đầm Ngô Công có biết lão già họ Cổ, nói ông ta là người nhà họ Cổ huyện Quy Nguyên Đức Bình, vốn định đi thăm hỏi một chút, thám thính một chút lai lịch Xuân Tiêu, tuy nhiên hiện tại không phải thời điểm. Cũng liền từ bỏ. Ngay sáng sớm hôm sau liền lên đường. Xe bò lên núi Thiên Sa Mạch thật khó khăn, Diệp Phàm cười nói. Bí thư Hạ, núi Thiên Sa Mạch này rốt cuộc cao bao nhiêu? Làm sao đi nửa ngày rồi mà giống như vẫn ở tại chỗ? Tuy nhiên, quang cảnh xung quanh thật không tồi, biển mây mờ ảo, bay lượn, ở trên sườn núi có cảm giác hơi mộng ảo tiên cảnh. Điều này anh cũng không rõ lắm, Tiểu Giang, cậu nói nghe xem. Hạ Hải Vĩ nhìn thư ký Giang cười nói. Núi Thiên Sa Mạch được gọi là Thiên Tường, theo tên này có thể hiểu, vượt qua nó là tương đối khó khăn. Từ trung tâm địa khu Đức Bình đến huyện Ma Xuyên tổng cộng 300 km, mà quốc lộ vòng qua núi Thiên Sa Mạch này chiếm khoảng trên dưới 100 km. Tình hình này hai vị lãnh đạo cũng thấy, con đường rách này, chỉ rộng 5 mét, hơn nữa thêm phần biên, đường rộng thành 7-8 mét. Hơn nữa đường đi uốn lượn, qua nhiều sườn dốc. Như là ngồi kiệu. Hàng năm sự cố giao thông như lật xe ngã chết không dưới 10 lần. Huyện Quy Nguyên trước núi độ cao so với mặt nước biển khoảng 60 mét, mặt trái núi huyện Ma Xuyên độ cao so với mặt nước biển gần 100 mét. Chẳng qua cách một ngọn núi, giống như hai thế giới vậy. Bởi vì thiên tường giống như một chướng ngại vật chắn ở đây, khiến cho sản lượng kinh tế Ma Xuyên còn không bằng 1/3 huyện Quy Nguyên. Thu nhập tài chính không bằng 1/4 huyện Quy Nguyên. Thư ký Giang nhớ rất rõ ràng, phỏng chừng ngày hôm qua Hạ Hải Vĩ có bảo cậu ta đi tìm hiểu một chút tư liệu liên quan. Chương 772, thị trấn Thổ Phỉ 1+2. Chủ tịch huyện Diệp, con đường đến Ma Xuyên không bằng phẳng rồi. Hạ Hải Vĩ nói một câu khiến người ta hiểu theo hai nghĩa. Tuy nhiên cảnh vật núi Thiên Sa Mạch này không tồi, đáng tiếc là vẫn chưa có cách nào khai thác, tiền đầu tư quá lớn, bằng không, làm cái sơn trang nghỉ dưỡng. Sơn trang nghỉ hè thì cũng phải là tồi đâu. Việc đó, trước kia ở địa khu cũng có người đề cập qua rồi, có thể lấy du lịch để đưa kinh tế Ma Xuyên phát triển lên hay không, đồng thời để thúc đẩy huyện Quy Nguyên và huyện Hồng Sa Châu không xa đó. Kết quả mời những cao nhân của các ngành sản xuất đi khảo sát một vòng, người ta cười nói, muốn làm du lịch, khoản đầu tư phỏng chừng người địa khu các anh không thể chịu đựng được. Chỉ riêng việc sửa chữa lại con đường này, đầu tư cũng đến hàng trăm triệu. Về nghe vậy, chẳng còn ai dám đề cập đến chuyện dựa vào du lịch để phát triển huyện nữa. Năm trước tổng tài chính thu vào của địa khu chúng ta chỉ được trên dưới 300 triệu. Việc bỏ ra 100 triệu để làm núi Thiên Sa, điều này tuyệt đối không thực tế. Trưởng ban thư ký xem ra cũng có trình độ, nói năng cũng lưu loát hơn. Ừ,
không có tiền thì đừng nghĩ đến làm cái gì, tiền tài không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được việc gì cả. Chủ tịch huyện Diệp, đến Ma Xuyên, phải nắm được nền kinh tế. Nếu không, những mặt khác cũng khó làm được lắm. Nói đơn giản như mấy chiếc xe cảnh sát kia, nếu như không có chúng thì công an muốn triển khai hành động gì cũng khó như lên trời. Đi mấy cái xe kéo kia thì có thể làm được cái gì chứ? Tội phạm có đứng ngay trước mặt mình thì cũng chẳng làm gì được. Hạ Hải Vĩ cười nói. Ừ, việc này để ý ai cũng hiểu, mấu chốt là kinh tế nên làm như thế nào. Nếu dễ dàng thì đã chẳng cần chờ đến bây giờ. Tuy nhiên, cái gì cuối cùng rồi cũng đều có cách giải quyết hết. Diệp Phàm lời nói chung chung nhưng tràn ngập chí khí quyết tâm. Trước mắt, chính mình bị hai người đứng đầu Trang Thế Thành và Vương Triều Trung đánh từ hai phía, thành tiêu điểm đấu tranh của bọn họ. Làm không ra thành tích thì như vịt xám cút đi, làm ra thành tích có lẽ còn có đường sống. Diệp Phàm trong đầu không thể nhịn nói ra bốn chữ ép đến đường cùng. Ma Xuyên này, giống như hồ nước Lương Sơn trong Thủy Hử. Diệp Phàm cảm thấy mình không phải là báo tử đầu Lâm Xung thì cũng là võ nhị lang võ tòng. Mấu chốt vẫn là đường. Cho dù Ma Xuyên có hàng hóa nào tốt, nhưng không đưa ra ngoài được mà tiêu thụ thì cũng có ích gì. Hạ Hải Vĩ nói ra chủ ý. Đường, không phải vừa rồi thư ký Giang nói, về phương diện này phỏng chừng không làm được. 100 triệu, đối với Ma Xuyên mà nói, không khác chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho dù là với toàn bộ địa khu Đức Bình, thì cũng chưa chắc đã làm được. Diệp Phàm vừa lái xe vừa lắc đầu. Chủ tịch huyện Diệp cũng không nên nhụt chí, rồi cũng có cách thôi. Chỉ có điều tầm mắt chúng tôi còn hẹp, tư tưởng còn chưa đủ nhận thức, có lẽ ánh mắt của cậu sẽ độc đáo hơn một chút, lão Hạ tôi luôn mỏi mắt mong chờ, ha ha. Hạ Hải Vĩ lại lấy lại tính cách cởi mở. Ngày hôm qua Diệp Phàm đoạt lại 5 chiếc xe cảnh sát từ trong tay Lâm Thiên, giống như khiến Lâm Thiên phải ăn 5 cái tát vào mặt. Hạ Hải Vĩ đương nhiên là chút được cơn giận. Tối hôm qua về nhà còn làm một trận cười sảng khoái. Khi xe đến đỉnh núi Thiên Sa Mạch, trước mắt lập tức trở nên trống trải. Dưới chân núi có một đám sương mù tràn ngập chính là Ma Xuyên, tuy nhiên, thời tiết hôm nay khá tốt, nhìn tương đối xa. Bí thư Hạ, chủ tịch huyện Diệp, các anh dùng kính viễn vọng thử xem. Xe dừng lại, thư ký Giang chuẩn bị thật chu đáo, còn lấy ra kính viễn vọng quân dụng trong túi du lịch. Ừ, giống như là một thung lũng lớn, còn có một con sông tương đối rộng chảy xuyên qua. Cảnh sắc thật mê người, cảm giác giống như đang ở cõi bồng lai tiên cảnh. Chủ tịch huyện Diệp, có thể ở lại đây giữa chốn đào nguyên tiên cảnh cũng tốt. Rồi kết giao với vài đạo sĩ cao nhân, du sơn ngoạn thủy, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ cười, đưa kính viễn vọng cho Diệp Phàm. Hoàn toàn chính xác, ở giữa có một con sông giống như hình tam giác quanh co. Xung quanh con sông bốn phía tất cả đều là nhà cửa, đáng tiếc là quá xa, bằng không, cảnh gà gáy chó sủa cũng thật thú vị. Về phần giao lưu với đạo sĩ cao nhân, không chừng có lẽ hội ngộ tiểu phu sơn dã trước. Diệp Phàm cười nói, đột nhiên có cảm giác leo lên Thái Sơn mà được thiên hạ. Chủ tịch huyện Diệp, anh xoay người nhìn sang, nhất định là có cái hay. Thư ký Giang còn chơi thần bí. Diệp Phàm cũng làm theo, trong chốc lát có chút kinh ngạc, kêu lên. Kia không phải là thị xã Đức Bình sao? Thị xã Đức Bình, có thể nhìn thấy thị xã Đức Bình. Hạ Hải Vĩ cũng ngạc nhiên, cầm kính viễn vọng xem xét một lát, có chút cảm thán. Quả nhiên là thị xã Đức Bình, tòa nhà Đức Hồng cao 20 tầng kia tương đối bắt mắt. Không thể tưởng tượng núi Thiên Sa Mạch cao như vậy, có phải là núi cao nhất ở Đức Bình không? Đúng vậy, núi Thiên Sa Mạch này đích thực là núi cao nhất ở Đức Bình. Theo đường quốc lộ chúng ta đi hay là xuyên qua cửa khẩu Lão Hổ, kỳ thật còn chưa lên tới đỉnh núi. Ngọn núi cao nhất núi Thiên Sa Mạch gọi là Giao Chỉ Phong, nghe nói độ cao so với mực nước biển lên tới 1.300 mét. Chúng ta hiện tại ở trạm Lão Hổ, độ cao so với mặt nước biển khoảng chừng trên dưới ngàn mét. Thư ký Giang đúng là người Đức Bình, giới thiệu tới danh thắng Đức Bình đúng là thao thao bất tuyệt. Giao Chỉ Phong, chẳng lẽ vẫn còn hồ nước Vương Mẫu Nương Nương tắm? Diệp Phàm thuận miệng nói đùa. Ha ha ha, chủ tịch huyện Diệp, anh nói đúng truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Hầu Tử, có một ngày đến Giao Trì tắm trộm, bị Vương Mẫu phát hiện, miệng mắng chửi Hầu Tử thối. Sau đó tức giận phất tay áo, đem phần Giao Trì mà Tôn Hầu Tử đã tắm đầy xuống hạ giới, rơi xuống liền hóa thành đỉnh Giao Trì Phong ở núi Thiên Sa Mạch.
Kỳ thực đúng là Vương Mẫu tạo ra một tòa giao trì, có thời gian Chủ tịch huyện Diệp đi xem đi, nước kia, trong suốt như người ta ca ngợi, rượu ngon không gì hơn cái này, tuyệt đối chuyến đi không tệ. Lúc này trưởng ban tôn của ban tổ chức cán bộ cười ha hả đi tới. Trưởng ban tôn hẳn là đã từng đến đó. Diệp Phàm cười nói, hỏi việc trong quá khứ. Chuyện từ rất lâu rồi, lúc đó tôi mới 20 tuổi, đến làng Ma Xuyên, phải đi lên đỉnh giao trì phong một chuyến. Bên trên có một hồ nước tự nhiên, cây cỏ chưa sinh, nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy, bầu trời giống như bị đảo ngược, đặt tên là giao trì cũng không có gì không đúng. Tuy nhiên trên này hay nhất chính là tảng đá lớn ở giữa, không biết gì nguyên nhân gì mà sau đó bị vùi lấp xuống dưới. Các nhà địa chất nói có thể là mảnh thiên thạch rơi xuống va chạm hình thành. Tuy nhiên, bọn họ tìm kiếm hồi lâu, cũng không tìm thấy mảnh thiên thạch trong truyền thuyết. Có chút đáng tiếc, bằng không giao trì của nước Bình chúng ta đã nổi danh, nói không chừng còn có thể được nhà nước mở viện nghiên cứu địa chất để nghiên cứu khu vực này, ha ha. Trưởng ban tôn nói có vẻ rất hứng thú. Lúc rảnh rỗi tôi thật muốn đi xem nơi tôn đại thánh từng tắm một cái, ha ha. Diệp Phàm cười. Xe xuống núi càng chậm, phỏng chừng nhanh nhất đến 20 km/h. Xe giống như chạy từ một vách núi thẳng đứng về thủ đô. Một đường cong xuống dưới, mỗi người lái đều phải can đảm mới được. Có khi cảm giác bánh xe kia như đang bay đi nhẹ nhàng. May mắn tài nghệ lái xe của Diệp Phàm không tồi, tuy nhiên đi cùng xe với hắn là Hạ Hải Vĩ và thư ký Giang có vẻ lo lắng. Hạ Hải Vĩ vẫn luôn chú ý phía trước, thỉnh thoảng còn nhắc nhở một chút. Anh ta có chút lo lắng Diệp Phàm sẽ không thể chạy xe xuống tới chân núi. Vốn Hạ Hải Vĩ muốn sắp xếp một lái xe kinh nghiệm, tuy nhiên bị Diệp Phàm từ chối, hơn nữa thằng nhãi này còn mời anh ta và thư ký Giang ngồi chung một xe. Làm Hạ Hải Vĩ nhìn đến chiếc Wrangler rác rưởi kia cũng ngây người vài giây, còn nói đùa là chủ tịch huyện Diệp có thể đổi xe, vừa mới kiếm được 5 chiếc xe cảnh sát, tự chọn cho mình một chiếc, đừng có giả mạo cảnh sát là được. Anh Hạ, tuyệt đối tiện nghi, so với xe cảnh sát mới kia chắc chắn không thua kém. Diệp Phàm cười kỳ dị. Hạ Hải Vĩ lúc trước còn không hiểu được, tuy nhiên ngồi một đoạn đường dài như vậy, trong lòng cũng nghi hoặc, cảm giác ngồi xe ngày thoải mái thật, hơn nữa động cơ mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhấn ga đã có thể lên đường dốc. Chỉ có điều không cảm nhận được xe của Diệp Phàm thực ra là xe mới, Hạ Hải Vĩ còn tưởng rằng có phải đã đổi bên trong một lần rồi hay không. Đồng chí Diệp đương nhiên cũng không bóc trần việc này, trong lòng cũng hơi có vẻ tự đắc, ít nhất Trương Cường nói đúng. Chiếc xe này đã qua, cải trang, của cao thủ báo săn, trông giống như chiếc xe hỏng. Đến ngay cả Hạ Hải Vĩ là người chơi xe cũng không thể nhận ra được. Vất vả, mệt mỏi. Mấy người trằn trọc, vặn vẹo, rốt cuộc cũng nhìn thấy thị trấn Ma Xuyên. Thị trấn này lớn thật, phỏng chừng lớn gấp 3 Ngư Dương. Diệp Phàm cảm thán nói, nơi này chính là nơi mình sắp thi triển quyền cước, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên trào dâng lên một sự hăng hái. Đây đều là con dân do chính mình cai trị. Ở giữa có một con sông lớn theo hướng Tây Bắc vần quanh mà đến, ước chừng đất bồi bên trong thành một hình tam giác rất rộng. Thị trấn Ma Xuyên bị con sông lớn này chia thành vài phần. Tuy nhiên kỳ lạ chính là không có một cầu cống nào cả, hình như trên mặt sông còn vài chiếc thuyền các loại đỗ. Chủ tịch huyện Diệp, quả thực hoàn toàn chính xác, thị trấn Ma Xuyên là thị trấn có diện tích lớn nhất Đức Bình. Tuy nhiên nơi đây không phải tất cả đều thuộc địa phận của huyện Ma Xuyên. Thư ký Giang nói, không phải tất cả là của Ma Xuyên, chẳng lẽ còn có huyện khác? Ma Xuyên không phải huyện xa xôi nhất của Đức Bình hay sao? Diệp Phàm hỏi có chút kinh ngạc. Đúng là huyện xa xôi nhất, địa thế của Đức Bình chúng ta giống như một lá cây rủ xuống, mà huyện Ma Xuyên nằm ở phía trên cuống lá. Cho nên cách thị trấn Đức Bình rất xa, anh xem. Phía tây bắc con sông có rất nhiều nhà dân, địa bàn đó kỳ thật là thuộc huyện Giang Tân tỉnh Giang Đô cai quản. Phía đông bắc trên kia thuộc huyện tự trị Sương Châu của tỉnh An Đông. Bọn họ đều có hai thị trấn ở trên địa bàn đó, cũng có khoảng chừng 100.000 người. Cho nên anh mới cảm thấy lớn như vậy, giống như vượt qua phủ Đức Bình. Thư ký Giang có vẻ rất quen thuộc, phỏng chừng đã nhiều lần đến Ma Xuyên. Ma Xuyên này, thật đúng là phức tạp, một vùng sát cổng thành. Không ngờ còn lẫn cả với 4 thị trấn của 2 tỉnh ngoài, nhà nước quản lý huyện Ma Xuyên này như thế nào? Mẹ kiếp, đúng là đau đầu thật. Diệp Phàm trong lòng chấn động, có chút cảm giác lạnh, cảm giác huyện Ma Xuyên này không phải phiền toái bình thường. Đúng vậy,
So sánh một cách đơn giản, ở trong này thường xuyên sẽ sinh ra chuyện như vậy. Một tội phạm ở huyện Ma Xuyên đánh người, người ta hơi chút là chạy, không ngờ chạy ra ngoài tỉnh. Phòng công an huyện Ma Xuyên trước đây mở ra máy kéo, nhưng phòng công an tỉnh ngoài Giang Tân không vui, nói phòng công an huyện Ma Xuyên quá lợi hại. Muốn sang tỉnh khác bắt thì cũng phải nói với người ta một tiếng, có đúng không? Cho nên, tranh cãi tương đối nhiều. Vẻ mặt thư ký Giang nghiêm trọng. Một khúc xương khó gặp, nơi hỗn loạn, không có cơ quan hành chính thống nhất, làm thế nào để cai quản Ma Xuyên? Giao tỉnh, tìm đề cập đến các mặt đều tương đối phiền toái. Hạ Hải Vĩ cũng cảm thấy nhức đầu, việc trị an này chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu tạm gác lại. Đi từng bước xem từng bước. Diệp Phàm ừ một tiếng, cũng không cảm thấy thê lương mấy. Mới từ đường như rắn từ núi cao thấp đến, rốt cuộc thấy một tấm biển dài ghi dòng chữ, nhân dân Ma Xuyên chào mừng quý khách. Tấm biển này, theo lý thuyết phải đặt ở bên kia núi, ở chân núi ranh giới huyện Quy Nguyên mới đúng, làm sao lại đặt ở thị trấn này. Diệp Phàm cảm giác có chút không hiểu. Bên này cho tiện lợi. Thư ký Giang thốt lên một câu, thiếu chút nữa dọa chết chủ tịch huyện Diệp. Không lâu, mở gần, mới hiện tấm biển đang nói chuyện. Một đám người dài rằng rặc, thư thái đứng bên dưới tấm biển. Nhiều người xem náo nhiệt quá. Hạ Hải Vĩ cười nói. Bí thư Hạ, đó không phải xem náo nhiệt, là bí thư Chu huyện Ma Xuyên mang theo cán bộ tới tiếp đón. Thư ký Giang nói. Bí thư Chu, còn có nghênh đón cơ à? Hạ Hải Vĩ thiếu chút nữa thì nói ra ba chữ không chính hiệu, ánh mắt không hiểu trao đổi cùng Diệp Phàm. Cán bộ huyện Ma Xuyên cho tới bây giờ đều như thế này, nơi này ở đáy, bọn họ cảm thấy cũng không có mục tiêu gì, cho nên một đám. Trưởng ban thư ký Giang nói nửa chừng. Một đám như thế nào nữa, có phải lười nhác quá hay không? Diệp Phàm nhíu mày, biết Hạ Hải Vĩ tín nhiệm thư ký Giang, phỏng chừng bịt kín miệng anh ta. Rõ ràng nói trắng ra cho xong. Con người mà, đã không có hy vọng thì tất nhiên ôm bình ném đi, tính toán được chăng hay chớ. Hơn nữa, nơi này bồng nai tiên cảnh, tiền lương thấp quá. Anh lười nhác thì tôi cũng lười nhác, cuối cùng một huyện tất cả đều lười nhác. Càng lười việc càng không ai làm, dần già, đi thành tuần hoàn, toàn bộ nhân dân huyện tâm đều đen. Bọn họ cho rằng chính mình không cứu nổi, thì làm gì còn nói chuyện kinh tế hưng thịnh, trong mắt bọn họ, một tháng chỉ cần giữ vững tiền lương trong tay chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Tuy nhiên, nơi này tuy tiền lương chỉ được 70% so với cả Đức Bình, nhưng giá cả hàng hóa cũng thấp. Cũng đủ để cán bộ công nhân viên chức ăn cơm ngon, không đến nỗi chết đói. Tuy nhiên, dân chúng bình thường vẫn còn nghèo, nghe nói hàng năm đều có người già chết vì đói vì bệnh. Tuy nhiên việc này cũng đã quen ở Ma Xuyên, cũng không ai làm gì. Nhà ai mẹ góa con côi, người già chết đói, được cho mấy đồng tiền, mua ít tiền giấy quan tài. Đi lên núi đào cái hố nhét vào bên trong, cái gì cũng vậy. Cũng không ai đi tìm đến cán bộ chính quyền gây phiền toái. Ôi! Thư ký Giang đau lòng nói. Giang, cậu cũng biết không ít đấy nhỉ? Hạ Hải Vĩ thản nhiên khen ngợi thư ký của mình. Tôi ở trong này gần 2 năm, đương nhiên cũng nhìn ra được một chút. Chủ tịch huyện Diệp đến nhận chức, tôi nghĩ có thể cố gắng cung cấp tin tức cho anh ấy. Nói thật, ở huyện đại đa số mọi người không muốn thấy điều này. Chỉ có điều một người không đủ lực, không có lực hướng tâm ra, cũng thành cái dạng này. Giang Kiệt trả lời, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, dường như chờ đợi điều gì đó. Ha ha, lực hướng tâm, thư ký Giang nói rất hình tượng, sẽ có. Diệp Phàm nắm chặt tay lái. Rốt cuộc chạy tới chỗ có tấm biển lớn. Thật đúng là quân không chính hiệu, nhóm cán bộ huyện Ma Xuyên sống chân thật. Có 8 phần cán bộ đều hai tay đút túi quần đón tiếp lãnh đạo. Bởi vì trời lạnh, đây cũng là một nguyên nhân, nhưng điều này không phải nguyên nhân chủ yếu, mà đây đã thành một thói quen của họ rồi. Phía sau một loạt xe cũng ngừng lại, đánh thẳng trước xe một đồng chí, phỏng chừng là bí thư huyện ủy Chu Phú Đức, một chiếc Sơn một nửa Santana, tất nhiên không phải hai hình. Phía sau xe có một xe tải kim bôi cũ kỹ, sau đó cơ bản đều là xe không chính hiệu. Hơn nữa đều là xe cũ kỹ, nhìn qua như sắp hỏng. Đương nhiên máy kéo cũng có 7-8 cái, phỏng chừng là vừa sơn lại, nhìn qua có vẻ mới. Một nửa xe còn phun chữ công an, hóa ra đúng là của công an huyện Ma Xuyên. Nghe Giang Kiệt nói loại này cũng rẻ, một chiếc chỉ mấy ngàn đồng. Phía trên một thùng dầu ma rút,
thình thịch vang lên là có thể đi phá án. Hơn nữa cũng phù hợp với đường đi ở Ma Xuyên, đường ở nơi này cũng chẳng khác là bao so với đường, cày bằng máy, ở các khu phát triển khác, xe kéo thì còn dễ chạy hơn nữa không dễ bị mắc trong bùn. Nếu có một chiếc Mercedes-Benz, phỏng chừng người ta phải mang trâu lớn ra kéo lôi đi. Đồng chí Chu Phú Đức vẻ mặt cũng không dám hưởng ứng, Diệp Phàm vừa thấy đúng là sợ nhảy dựng. Người này phỏng chừng trên dưới 50 tuổi, vẻ mặt đồ tể, da mặt thô ráp, tuyệt đối có thể so sánh với da trâu, nhưng thật ra vẻ mặt giống bần nông và trung nông. Hơn nữa, trên mặt bắp thịt nổi thành khối, không nghĩ là ai đùa xếp gỗ mới làm ra cái hình tượng này. Hơn nữa, gương mặt còn rất dọa người, vết sẹo dài đến 7-8 cm. Nhìn thấy trưởng ban Tôn Quốc Đống của ban tổ chức cán bộ địa khu và bí thư Hạ Hải Vĩ của Ủy ban Chính trị Pháp luật, lão này cũng không cung kính giống như cấp dưới nhìn thấy cấp trên, hơn nữa tương đối cao ngạo, tùy tay đem thuốc lá ngậm trong miệng ném xuống đất, còn lấy chân dẫm vào mẩu thuốc lá trà sát xuống đất, sau đó mới bắt đầu đi chậm về phía hai vị lãnh đạo chào hỏi. Kẻ lõi đời khó chơi đối thủ, Diệp Phàm đã sớm quan sát tướng số của người này, trong đầu nghĩ ra chính là vài chữ này. Trong lòng đầy áp lực, đối với người lão thành như thế này, mọi thứ đều không quan trọng, đối phó với lão già này quả thật không dễ. Mà trưởng ban Tôn Quốc Đống biết rõ bản tính của người này, cũng không bắt tay cùng ông ta nữa mà cầm tay tương đối thân thiết. Trong lòng Hạ Hải Vĩ thầm nhủ, tuy nhiên, mặt ngoài không thể hiện ra, vẻ mặt tươi cười, vươn tay theo ông ta cầm. Bởi vì lần trước Chu Phú Đức lên xin xe cảnh sát thì đã đến Ủy ban Chính trị Pháp luật tìm Hạ Hải Vĩ, cho nên hai người cũng nhận ra nhau. Lão Chu, tôi giới thiệu với anh một chút, đây là đồng chí Diệp Phàm, quyền chủ tịch huyện Ma Xuyên các anh. Tôn Quốc Đống cười giới thiệu nói. Chương 773, huyện là hang ổ thổ phỉ 1+2. Xin chào bí thư Chu, về sau còn cần tiền bối dạy bảo nhiều hơn, ha ha. Diệp Phàm cười ha hả, niềm nở sải bước đi về phía trước. Không dám dạy bảo, tôi còn phải nhờ cậu chỉ bảo thêm ấy chứ. Chủ tịch huyện Diệp là người tài ở Đức Bình rồi, lần trước tôi đến địa khu lấy xe, một lốp xe cũng không mang về được. Chủ tịch huyện Diệp vừa ra tay, nghe nói đã mang về 5 xe cảnh sát, mà đều là hàng mới tinh. Vừa rồi, trưởng phòng công an huyện Ngô Đồng luôn luôn bên cạnh tôi kỳ kèo, còn không phải là vì muốn mau chóng đem xe về trụ sở của mình sao. Tôi nói cho anh ta, xe này là do chủ tịch huyện Diệp lấy về, muốn lấy thì đi tìm chủ tịch huyện Diệp, ha ha. Chu Phú Đức nói chuyện, trên mặt khó gạt bỏ vẻ tươi cười. Dường như không hề khách khí. Lời nói này có chút gượng gạo, dường như còn mang một ý tứ nào khác, làm cho người ta suy nghĩ không ra, là khen ngợi hay trêu chọc Diệp Phàm, dù sao ý tứ cũng rất sâu xa. Bí thư đảng quần chúng vì bất lý ngược lại là một bí thư trẻ tuổi, bề ngoài tương đối khôi ngô. Đúng là người lễ nghĩa, nhiệt tình, làm cho Diệp Phàm cảm giác người này là một người khiêm tốn, tuy nhiên Diệp Phàm cảm giác trên người anh ta hơi quái dị, chỗ nào quái dị thì không thể nói rõ, chỉ là trực giác mà thôi. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Quốc Hồng xem ra cũng không có gì, lão ta chính là một người trung niên, tướng mạo cũng bình thường. Đúng là người không kiêu ngạo không nịnh nọt, rất khó nhìn ra ý nghĩ trong đầu ông ta. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Phương Viên thì không cần phải nói, Diệp Phàm làm cho hợp tác được. Khi nhìn thấy trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc, Diệp Phàm thoáng ngây người một chút, lại mịt mờ liếc mắt nhìn trưởng ban Tôn Quốc Đống một cái, cuối cùng cũng hiểu được, họ là hai ông cháu. Thái độ Tôn Minh Ngọc không mặn mà cũng chẳng nhạt, lễ phép bắt tay Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm biết người này có thói kiêu ngạo, không phục một chủ tịch huyện còn ít tuổi như mình. Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương, một bộ ngực mềm cỡ lớn, mặc dù là mùa đông có mặc áo lông dày màu vàng bên ngoài, nhưng không thể ngăn cản nó nhô lên, Diệp Phàm dường như thấy nó dâng lên hướng về phía trước giống như hai cây măng muốn phá bỏ y phục hướng về phía mình. Người phụ nữ này dáng người cao gầy, phỏng chừng cao trên dưới 1m7. Có vẻ cô ta ngại mình không đủ cao, còn đi thêm một đôi giày cao gót tới mười mấy phân, lập tức giống như hạc giữa bầy gà. Bên cạnh là Chu Phú Đức, nhân vật số 1 của huyện Ma Xuyên, vừa có tác dụng làm đệm cho cô. Hơn nữa, bí thư Chu Phú Đức giữ tợn đứng cạnh Liễu Mi Phương nhã tú thanh lệ hình thành sự đối lập. Xấu đẹp rõ ràng, này đúng là một đôi, tương đối hút ánh mắt người khác. Làm cho mắt người ta một xung lượng mãnh liệt. Người phụ nữ này bắt tay Diệp Phàm tương đối nhiệt tình, hơn nữa nắm rất chặt,
vừa nắm vừa gọi chủ tịch huyện Diệp rất thân thiết. Dự đoán nếu gặp đồng chí Diệp Phàm cũng được coi là đẹp trai, nên liếc mắt về phía Diệp Phàm chào hỏi một chút, đương nhiên trong mắt Diệp Phàm người phụ nữ này giống như ném ánh mắt quyến rũ với mình, lập tức một thân nam nhi nổi da gà lên. Trong lòng mắng, ông đây không thích hàng cũ đâu. Tuy nhiên, người phụ nữ này, phỏng chừng cũng không già, trên dưới 30 tuổi. Trưởng ban tuyên giáo Đỗ Lan Gia là loại ngọc bích, khí chất hơi giống Tống Trinh Giao. Không thích nói chuyện, chỉ có thản nhiên bắt tay Diệp Phàm rồi bỏ ra ngay, như thể bàn tay Diệp Phàm mang theo bệnh độc nào đó. Trái ngược với sự nhiệt tình của Liễu Mi Phương, rất đúng với vẻ tươi đẹp. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền, một người trung niên, cười tủm tỉm, cùng Tạ Cường huyện Ngư Dương có thể hợp thành một đôi lợi hại. Tuy nhiên, đôi mắt Diệp Phàm cũng đọc được trong ánh mắt anh ta một sự khinh miệt và bất mãn lớn. Thằng nhãi này thầm nói, quái, ông với tôi cũng là lần đầu gặp, tại sao lại bất mãn với tôi như vậy chứ? Tôi đâu có động gì đến vợ ông đâu, đúng là chẳng hiểu ra làm sao cả. Trưởng ban chỉ huy quân sự nghe nói tên là Tề Quy Vân, có việc không tới được. Người cuối cùng là chủ tịch thị trấn Thanh Sơn Trấn Thiết Đông, một người trong nhóm lão thành dày dặn kinh nghiệm. So với Diệp Phàm nhiều tuổi hơn, nên cũng tương đối cao ngạo, trong mắt kia có cảm giác khinh thường Diệp Phàm. Bắt tay ngoại giao mà văng lên bốn câu chào chủ tịch huyện Diệp. Dường như bốn chữ này từ miệng anh ta phun ra tương đối khó chịu, về sau, bỏ mặc ở nơi này, giống như thân dây dẫn điện, sống thoát trần phô bày hình ảnh dây dẫn điện gậy tre. Không có phục hay không, ông đây cũng là người lãnh đạo, không phải chẳng qua cũng chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn sao. Còn có thể nhảy lên trời. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm oán lão già này, giọng cứng ngắc cười nói. Bí thư Thiết là người tài ba của huyện Ma Xuyên chúng ta, tại địa khu tôi đã nghe nói qua. Nói thị trấn Thanh Sơn các ông là thị trấn số 1 huyện Ma Xuyên, tổng thu nhập của huyện Ma Xuyên, có 30% là của thị trấn Thanh Sơn đóng góp. Quá khen. Thiết Đông lại hừ ra hai tiếng, không hề hé răng. Đoàn người trên xe. Đằng trước 10 cái xe phun chữ máy kéo công an thình thịch vang lên hỗn loạn, đi đầu mở đường, theo sau là một ít xe tải cũ của huyện Ma Xuyên, tiếp sau là xe Wrangler cùng với hai cái Satana. Cuối cùng đương nhiên là 5 chiếc xe cảnh sát mới. Đoàn người chậm rãi nhầm hướng huyện phủ mà đi. Tuy nhiên vì huyện phủ ở phía tây thị trấn, muốn tới huyện phủ còn phải vượt qua sông Thần Nữ trước. Cho nên, không lâu sau đoàn người đi ra bến tàu. Sông Thần Nữ xuyên qua toàn bộ Ma Xuyên. Từ thượng lưu tỉnh Giang Đô đến huyện Giang Tân chảy qua Ma Xuyên. Sau khi đến Ma Xuyên, hình thành một tam giác quanh co chạy quanh thị trấn. Tới bến tàu rồi, có khá nhiều xe, sắp xếp một lượt. Diệp Phàm cùng Hạ Hải Vĩ xuống xe, phía trước mặt gần bến tàu có một chiếc tàu thủy. Kỳ thật không thể gọi là tàu thủy, mà là một con thuyền nhỏ dài, dài chừng 20 mét, chiều rộng bằng chiều rộng hai chiếc xe. Vài công nhân chính đang luống cuống tay chân lôi thuyền. Bởi vì thuyền chỉ dùng một dây thừng to thô xuyên qua, sau đó công nhân kéo thuyền đi tới, phòng tua bin cơ bản chỉ là để trang trí, bên trong dùng mấy phiến để kiểm soát phương hướng mái chèo. Vì sao không đổi sang dùng động cơ dầu ma rút, những công nhân này, phải kéo tới khi nào? Diệp Phàm nhíu mày. Nhân công cho rẻ, dầu ma rút đắt lắm. Trưởng ban tuyên giáo Đỗ Lan giật giật khăn quàng cổ thản nhiên nói. Sao lại thế được, một động cơ dầu ma rút cũng bằng mười mấy người công. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Ha ha, nơi này công nhân làm một ngày chỉ có 6 tệ, xử lý bến có 10 công nhân, chia làm vài ca, làm 24 giờ không ngừng nghỉ. Một ngày tiền lương toàn bộ gần 100 tệ, một bến này một năm chúng ta bỏ ra 50.000 tệ là đủ rồi. Nếu sử dụng động cơ dầu ma rút, một ngày phải mất hơn 100 tệ. Hơn nữa nhân công còn không thể bỏ. Chỉ bớt đi 2-3 người mà thôi. Hơn nữa, sửa chữa máy móc, tiêu hao từ từ, một năm không dưới 100.000 tệ. Lúc này tránh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương gặp đúng nghiệp vụ quen thuộc, liền nói cho Diệp Phàm biết dầu là thứ xa hoa đắt tiền, chủ tịch huyện cấp tài khoản đi. Đúng vậy, chủ nhiệm Liễu nói rất có lý. Hơn nữa, huyện chúng ta không chỉ có một bến này, toàn bộ huyện phỏng chừng đến 10 cái. Chỉ riêng thị trấn này đã 4 bến. Một bến có thể bớt 50.000 đồng, một năm cũng tiết kiệm được một khoản lớn. Đỗ Lan thản nhiên cười nói. Ừ, thế sao không xây dựng cầu? Không phải càng tiện lợi sao? Diệp Phàm lại hỏi. Xây dựng cầu, làm gì có tiền mà xây? Đỗ Lan rất rõ ràng,
trả lời rất thẳng thắn. Chủ tịch huyện Diệp, anh có vẻ không hiểu rõ lắm, sông thần nữ này chiều rộng hơn 100 mét, chỗ hẹp nhất cũng rộng đến 80 mét. Điều này còn chưa sợ, sợ chính là sâu quá. Chỗ sâu thì tới 4-50 mét, chỗ nông cũng đến 10 mét. Tính độ sâu trung bình ở thị trấn chúng ta cũng 20 mét. Xây dựng một cây cầu dài đến 100 mét hình vòm, được bơm nước, ngăn đón thủy triều, không thấm nước, trước đã thử thăm dò, không có mấy chục triệu không thể làm được. Kinh tế huyện chúng ta như thế này, thu nhập tài chính toàn bộ huyện một năm còn không đến 10 triệu, toàn bộ đem đổ vào đáy sông phỏng chừng có chút mạo hiểm quá. Huống chi tiền lương cán bộ công nhân viên chức vẫn còn chưa đủ, nói gì đến chuyện xây cầu. Và lại, xây dựng một cây cầu thì chưa đủ, phỏng chừng thị trấn này phải xây dựng 4 cái. Như vậy phải mất vài trăm triệu tiền đầu tư. Liễu Nghi Phương phân tích rõ ràng, Diệp Phàm nhất thời nghẹn họng. Chỉ vào bến tàu cạnh thuyền gỗ hỏi. Chủ nhiệm Liễu, thuyền này dùng để chở người phải không? Đúng vậy, đò chở xe, thuyền chở người. Trước kia vốn là dùng cùng một chỗ, sau lại bởi vì người xe hỗn tạp, xe ở trên thuyền sợ đè chết người. Sau đổi thành xe và người riêng ra. Liễu Nghi Phương nói. Theo lý thuyết Ma Xuyên hẳn là không có nhiều xe như vậy, làm thế nào sẽ có nhiều xe đi sang bên bờ kia mà chạy? Diệp Phàm hỏi lại. Đối với hình huống bên này hắn đương nhiên càng biết nhiều càng tốt. Thứ nhất huyện phủ ở ngay tại bờ phía tây bên kia, thứ hai nhà ga ở phía tây, xe đương nhiên phải đến bên kia trước. Liễu Nghi Phương nhíu mày, giống như nhà ga xây dựng ở phía tây dường như hơi không ổn. Thị trấn Ma Xuyên này xây dựng quy hoạch đô thị quá bất hợp lý. Biết rõ phải qua sông, còn đặt nhà ga ở phía tây, đúng là không thể hiểu được. Đám người cục xây dựng đô thị bất tài có phải hay không? Việc này không phải bảo lái xe ăn no không có việc gì trêu đùa thuyền hay sao? Nếu đem nhà ga sửa ở bên này, không cần đò, dòng xe cộ kia tự nhiên không phải thiếu. Trong lòng Diệp Phàm suy tính, cảm thấy sau khi mình nhận chức chuyện đầu tiên phải nghĩ sẵn trong đầu, đó là rời nhà ga, giảm bớt hao tài tốn của. Kỳ thật Diệp Phàm không rõ ràng lắm, ở đây nói phức tạp lắm. Chu Phú Đức chỉ vào đồng chí cục trưởng công an Ngô Đồng Quát. Mày đúng là đồ bất tài, đã sớm nói với mày rồi, hôm nay lãnh đạo tới, mày xem. Việc đảm bảo giao thông thông suốt trở thành cái gì rồi? Ngô Đồng, cái đầu 1m8, bộ dạng tương đối khỏe mạnh, cũng tương phản với tên anh ta. Giờ phút này cúi đầu xuống, giống như gà trống bại trận, miệng có chút không phục, cãi lại. Không gọi xe, phòng, huyện chúng ta duy trì giao thông như thế nào? Có khi nhóm cảnh sát phải từ thị trấn Mã Hồ tới thị trấn Lang Đầu để giải quyết sự cố giao thông, ở giữa còn có sông thần nữ bốn phương ngăn cách, ở huyện ta đến cái thuyền rách cũng không có. Không thể bảo nhóm cảnh sát làm phao cấp cứu bơi qua xử lý sự cố được. Hơn nữa, máy kéo cảnh sát kia, thật đúng là uy phong, mở đường quá chậm, lại còn vang lên thình thịch. Bọn trộm vừa nghe thấy âm thanh kia là biết cảnh sát đã tới, làm sao có thể ngồi đó để bị bắt. Bí thư Chu, xe này không giải quyết được. Đòi xe chứ gì, tôi không có, hỏi chủ tịch huyện Diệp đi, vừa lúc, hôm nay bí thư Hạ ở thành phố cũng tới, cậu muốn thì tự đi hỏi đi. Chu Phú Đức một cái liền bảo cục trưởng Ngô Đồng chạy lại phía Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ. Thằng nhãi này thật đúng là da mặt dày, Diệp Phàm đến nhậm chức, còn chưa kịp ngồi vào cái ghế chủ tịch huyện, mà đã đến hỏi xe rồi. Đầu tiên làm lễ đúng chuẩn mực cảnh sát, kêu lên. Xin chào Bí Thư Hạ, chào Chủ tịch huyện Diệp, tôi ở phòng công an huyện Ma Xuyên, Ngô Đồng. Xin chào trưởng phòng Ngô. Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm thay nhau bắt tay. Bí Thư Hạ, chúng ta cũng đến lúc giải quyết xe, không giải quyết việc này thì phòng công an huyện chúng tôi sẽ biến thành ruộng cầy, mất. Tính cả 16 xã, thị trấn, tất cả có gần 300 cảnh sát, mà chỉ có một chiếc xe tải kim bôi, một chiếc xe cảnh sát mà cục công an địa khu vứt đi, mà tất cả đều sắp hỏng hết rồi. Còn lại toàn là xe kéo, tôi là trưởng phòng mà cũng phải ngồi xe kéo đi phá án đây này. Không cần nói bắt kẻ xấu, ngay cả trộm chúng tôi cũng bắt không nổi. Người ta tất cả đều là Santana, nhanh hơn xe kéo của chúng tôi nhiều. Vẻ mặt Ngô Đồng chua xót, thật là khéo làm khó người khác. Trưởng phòng Ngô, tình hình các cậu tôi cũng biết, tuy nhiên địa khu có khó khăn của địa khu, vấn đề xe cơ bản đều là do nguồn tài chính của huyện mình giải quyết. Địa khu cũng đã chiếu cố các cậu, hàng năm phí dầu ma rút không phải đều cho cục công an Ma Xuyên các cậu trên dưới một nửa sao.
việc này phòng công an huyện khác là không có đãi ngộ đặc biệt. Hạ Hải Vĩ đương nhiên giảo hoạt, một chiếc xe chưa cho còn biến anh ta thành người có công, địa khu còn phối hợp với phòng, huyện. Tuy nhiên, anh ta quay đầu hướng Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, hôm nay cậu rất may mắn, chủ tịch huyện còn chưa tới Ma Xuyên, trước tiên đã nghĩ tới tình hình phòng công an huyện các cậu. Lấy mấy chiếc xe trong tay cục trưởng Lâm của công an địa khu, muốn xe, cậu tìm hắn lấy đi. Biết Hạ Hải Vĩ đẩy ân tình này cho chính mình, Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đồng chí Ngô Đồng, nỗi lòng của cậu tôi hiểu được. Xe này mang về 5 cái, tuy nhiên, lúc đó cũng là bí thư Hạ chiếu cố, không có anh ấy phê chuẩn, cục trưởng Lâm tuyệt đối sẽ không cấp. Chỉ có điều xe này nên điều phối như thế nào, tôi nghĩ, tôi có thể đáp ứng trước cho cậu 2 cái. Bây giờ cậu có thể lấy chìa khóa ở chỗ người mà cục trưởng Lâm đã sắp xếp. Kia không phải còn 3 cái nữa sao? Ngô Đồng thấy chưa đủ, không lùi lại, lại nhìn chăm chú, định ỉ lại vào Diệp Phàm. Cậu đúng thật là, ha ha, tình hình huyện chúng ta cậu cũng biết, còn lại 3 cái, tôi nghĩ hẳn là để bí thư Chu đến thống nhất cách điều phối. Có thể cho cậu 2 cái đã là chiếu cố, nhanh đi lấy xe đi, đừng có để đến lúc một chiếc cũng không có. Diệp Phàm nói rất lớn, Chu Phú Đức cách đó không xa cũng nghe thấy được. Ừ, thằng nhóc này coi như cũng biết điều, không có ăn mảnh. Chu Phú Đức khóe miệng hơi hơi giật. Kia, tôi. Ngô Đồng nhìn Diệp Phàm, còn muốn nói thêm, tuy nhiên bị Diệp Phàm quát một tiếng. Có phải không muốn lấy xe phải không, nghiện máy kéo rồi hả? Sợ tới mức cúi đầu khẩn trương chuồn mất. Tự nhiên, phải đi lấy xe. Việc này còn gọi là xe tới tay, bằng không, khi qua bến, ai biết nhóm lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào. Mặc dù xe xin được dưới danh nghĩa công an, nhưng việc chuyển người sử dụng ở Trung Quốc là chuyện bình thường. Và lại, Ngô Đồng chỉ là trưởng phòng công an, cũng không kiêm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, một trưởng phòng, cãi cọ cùng Diệp Phàm cũng không có gì là hay. Tuy nhiên, coi như Ngô Đồng có lá gan to, bằng không, phỏng chừng 2 chiếc xe này có thuận lợi đến tay anh ta không còn chưa biết. Diệp Phàm đương nhiên cũng suy nghĩ tới tình hình Ma Xuyên, phỏng chừng ngày hôm qua tin tức lấy về 5 chiếc xe đã truyền khắp thị trấn Ma Xuyên, có bao nhiêu chức phó đều đỏ mắt không thôi, chứ đừng nói đến Ngô Đồng. Phải biết rằng xe cảnh sát phê chuẩn này tuy gọi là xe cảnh sát, nhưng trong 5 chiếc cũng có 2 chiếc trên đầu có dấu hiệu cảnh sát, 3 chiếc khác còn có dòng xe chở khách Toyota, nghe nói phải mấy trăm ngàn. 2 chiếc xe Santana 2 khác, đừng nói Ngô Đồng mê tít, ngay cả Chu Phú Đức, nhân vật số 1 huyện ủy cũng mê tít xe đó. Chu Phú Đức tuy có một chiếc Santana, nhưng rất cũ, phỏng chừng đã 7-8 năm. Chạy trên đường của Ma Xuyên 7-8 năm thì bằng với chạy trên đường nhựa mười mấy năm. Chu Phú Đức đương nhiên đã sớm muốn đổi xe, tuy nhiên, tài chính ở huyện quá mức eo hẹp, nếu dùng tài chính này mua Santana 2, phỏng chừng sẽ bị mấy trăm dân chúng Ma Xuyên dùng nước miếng phun chết. Tiền lương người ta còn không đủ, bị đói cái bụng, phòng công an còn phải dùng máy kéo phá án, mình làm nhân vật số 1, làm sao dám qua mặt thiên hạ to lớn để mua xe. Cho nên, lần này xe cảnh sát có 2 loại, này, không dưới 10 cán bộ cục phó nhìn chằm chằm 2 chiếc xe cấp cán bộ cục. Nghe nói ngay cả các lão gia trong Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc đều ngồi không yên, từ lúc ở bến bên kia. Thị trấn Ma Xuyên thực ra có 3 cái trấn, thị trấn Mã Hồ Tử, thị trấn Dương Giác, thị trấn Ngưu Đầu. 3 thị trấn này dùng 3 tên động vật, hợp thành Ma Xuyên, nghe nói có gần 100.000 người. Lớn nhất đương nhiên là thị trấn Mã Hồ Tử. Bởi vì huyện phủ đặt ở đó. Xe qua bến, không lâu, xa xa trông thấy tấm biển đảng ủy huyện Ma Xuyên. Tường vây quanh cao tới trên dưới 4 mét, tất cả đều dùng đá thô, một mặt chừng 400-500 cân đá hoa cương xanh thô ráp xây lên. Trên tường vây đã ngả màu rêu xanh, dây leo, có vẻ tường này đã xây nhiều năm, chắc chắn không phải mới xây. Vào trong huyện, một cảm giác tang thương lập tức nổi lên trong lòng Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ. Bên ngoài huyện phủ là một bãi đỗ xe trống trải, tuy nhiên, trên sàn bãi đỗ xe tất cả đều là cành thạch, màu xanh rêu, hoa hơi có vẻ màu trắng ngà. Tiếp qua là bãi cỏ xanh dần, không ngờ còn có một dòng suối nhân tạo róc rách, cá vàng tự do tự tại thảnh thơi bơi. Phía sau chính là nơi làm việc, kỳ quái chính là không có nhà cao 5 tầng trở lên, ngay cả nhà mái bằng cũng không có. Cao nhất chính là 3-4 tầng, dùng đá thạch thế dựng lên phòng ở. Bên trong nhà một phòng,
Hơn nữa mỗi nhà ở bên ngoài đều có sân nhỏ, dường như đi vào nhà giàu ngày xưa, muốn làm nhiều sân nhỏ. Chương 774, trời muốn cản tôi phá trời, 1+2. Ha ha, Bí thư Hạ, Chủ tịch huyện Diệp, có phải cảm thấy kỳ lạ hay không? Trưởng ban tôn của ban tổ chức cán bộ cười híp mắt, có chút đắc ý. Ừ, nhà lầu này hẳn không phải kiến trúc hiện đại. Hạ Hải Vĩ không kìm được hỏi. Ha ha ha, xếp Hạ, chính xác là như vậy. Toàn bộ, nhà môn huyện phủ này dài chừng trên 100 mét, chiều rộng tôi không nhớ rõ, chỉ biết là đi từ cửa đến mặt sau Amnico phải mất gần nửa giờ. Nơi này sân nhà đều xây dựng trước giải phóng, cụ thể phỏng chừng khoảng những năm 40. Toàn bộ huyện phủ trước giải phóng là một gia tộc, kỳ thật họ là đầu lĩnh thổ phỉ, rất nổi danh ở Đức Bình chúng ta, tên là Mã Hồ Tử. Trước giải phóng, toàn bộ thị trấn Mã Hồ Tử này đều là người nhà họ Mã khống chế, ngay cả tên thị trấn cũng do chúng đổi thành thị trấn Mã Hồ Tử, nguyên gốc gọi là thị trấn Ngàn Thạch. Sau giải phóng, Mã Hồ Tử bị quân giải phóng tiêu diệt. Nhà cửa gia đình chúng đều bị cấp cho nhân dân chính phủ, làm trụ sở của chính phủ lâm thời. Trước kia cũng không thành lập huyện nha, toàn bộ huyện Ma Xuyên lúc ấy là 3 thị trấn. Mười mấy năm trước mới nhập 3 thị trấn thành một huyện, gọi là Ma Xuyên. Huyện thành lập thì lãnh đạo địa khu lưu lại nhà cũ Mã Hồ Tử toàn bộ đá xây dựng, ngay cả trần nhà cũng đều là cành mảnh dài, dài nhất là 8-9 mét. Đương nhiên cái loại dài này ít hơn, bình thường đều dùng ở đại sảnh. Cơ bản đều là đá khối dài khoảng 4 mét, mặt trên có gắn một ít xi măng, làm thành một cái sân toàn bằng đá như bây giờ. Đương nhiên, tường ngoài của sân đều làm từ đá khối, còn bên trong thì là đá khối xen lẫn gạch xanh. Các chuyên gia của Cục Xây dựng Đô thị Địa khu đã qua xác định, cho rằng đá này thêm gạch vào không có nguy hiểm, có thể dùng thêm vài chục năm. Tảng đá vĩnh viễn sẽ không bị hỏng, sàn nhà xi măng hỏng rồi sửa lại một chút là được. Thêm nữa, tình trạng kinh tế địa khu không tốt, cho nên đã không xây lại trụ sở huyện một lần nữa. Chỉ có điều, lúc trước quân giải phóng công kích vào làm hư hỏng rất nhiều chỗ, sau đó địa khu rút ra mấy triệu sửa lại toàn bộ, cũng là không tồi. Chủ tịch huyện Diệp, phòng làm việc của anh thì chút nữa chủ nhiệm Liễu đưa anh đi chọn. Trụ sở huyện chúng ta mọi thứ hiện đại đều thiếu, nhưng sân lầu thì không thiếu. Bí thư Chu Phú Đức vung tay múa chân, dường như có chút đắc ý. Ừ. Này quả thực chính là đồ cổ nhất, rất giản dị mà nghệ thuật. Là chỗ tốt. Diệp Phàm thuận miệng khen, trong lòng cũng thầm oán, những thứ trước kia dù tốt thế nào, nhưng chắc chắn không thoải mái bằng ở nhà hiện đại. Chỉ mỗi phòng vệ sinh thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi. Trước kia làm gì có phòng vệ sinh, có một cái nhà xí đã là tốt lắm rồi. Ha ha, Chủ tịch huyện Diệp, phía sau còn có thể ở, cũng là chỗ trước kia người nhà Mã Hồ Tử ở. Hòn non bộ. Nước ao, đình đều có, cảnh trí tương đối thanh nhã. Để chủ nhiệm Liễu đưa anh đi chọn sân. Bí thư đảng quần chúng Vi Bất Lý thản nhiên mỉm cười nhã nhặn. Một đám người vào lầu đảng ủy, kỳ thật không thể gọi là lầu đảng ủy, mà là một đại viện. Xuyên qua một hồ nước mới đi vào trong đại sảnh, toàn bộ bên ngoài được ngăn cách bằng vách kính. Trên trần có mấy cái quạt điện, tuy nhiên, hiện tại là mùa đông, cũng không cần dùng. Nơi này hẳn là trước kia Mã Hồ Tử dùng làm nơi triệu tập thuộc hạ để bàn công chuyện phải không? Diệp Phàm cười nói, hiện tại trên một bên tường vẫn còn rất nhiều vết đạn. Như vậy lúc trước quân giải phóng muốn bao vây khống chế một cái sân rộng như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy, trước kia nơi này còn bày rất nhiều ghế dựa lão hổ, sau bị ngọn lửa chiến tranh thiêu hủy không ít. Bằng không còn có thể bán đi kiếm ít tiền. Chu Phú Đức cười. Đề nghị trưởng ban tôn và Hạ Hải Vĩ lui qua giữa ngồi ở ghế trên. Chu Phú Đức và Diệp Phàm ngồi hai bên, ghế trên đã sớm sắp xếp, mọi người vào ngồi xuống là được. Chu Phú Đức quay đầu vào tránh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương hỏi. Lãnh đạo các đơn vị, xã, nhân vật số 1, số 2 thị trấn cùng với các cấp phó đã tới chưa? Toàn bộ tới rồi, chỉ còn chờ gọi vào. Chủ nhiệm Liễu trả lời. Được, cho bọn họ vào. Vẫn là quy tắc cũ. Vẫn quy tắc cũ, quy tắc gì vậy? Trong lòng Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều thắc mắc. Một lát sau, phòng ở hai bên sân đều đã được mở ra, một đám người từ bên trong đi ra. Tuy nhiên, mỗi người trong tay đều mang theo một chiếc ghế thô kệch. Đi đến ngay ngắn có thứ tự, giống như sớm đã biết vị trí của mình, đặt ghế dựa xuống, sau đó đứng phía trước ghế dựa.
nhìn trang phục này, hẳn chính là các nhân vật số 1 số 2 các xã, thị trấn, các lãnh đạo các phòng và các chức phó. Tụ tập dưới một mái nhà, Diệp Phàm quét qua một vòng, ước chừng có 300 người tới. May mà đại sảnh Mã Hồ Tử này tương đối dài, lần lượt mọi người cũng ngồi hết xuống. Ha ha, toàn bộ anh hùng dân gian đã tới rồi. Trong lòng Diệp Phàm đột nhiên toát ra ý tưởng hoang đường đó, chính mình cảm thấy buồn cười. Không phải chính mình và Chu Phú Đức trở thành đại đương gia và nhị đương gia sơn trại. Nhìn lên phía sau, sau lưng một bức lão hổ xuống núi, chính là một mảnh gỗ điêu khắc, lão hổ kia, được khắc rất sống động, giống như muốn ăn thịt người. Không biết hội nghị thường vụ huyện ủy họp chỗ nào trong phòng. Diệp Phàm trong lòng xem xét hai bên, đúng là huyện phủ quái dị này tương đối mới mẻ. Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương chủ trì hội nghị. Quy trình rất rõ ràng, đầu tiên là Liễu Mi Phương tiếp đón, sau đó là trưởng ban Tôn tuyên bố bổ nhiệm nhân sự địa khu. Chủ tịch huyện Diệp, anh nói vài câu đi, chào đón mọi người. Liễu Mi Phương dứt lời, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Đương nhiên, mấy người kia Diệp Phàm vẫn nhớ kỹ, một người là Phương Viên, một người là trưởng phòng công an huyện đồng chí Ngô Đồng. Có vẻ là cho anh ta hai xe cảnh sát nên trong lòng cảm kích. Ngoài ra còn có mấy người không biết, tuy nhiên Diệp Phàm nhớ rõ khuôn mặt bọn họ. Xem ra mọi người không thể nào chào đón tôi được, đồng chí Diệp trong lòng thầm nghĩ, cũng không để ý, ngẫu hứng cầm lấy microphone, nói. Xem ra mọi người rất nhiệt tình, ha ha. Diệp Phàm vừa dứt lời, lập tức vang lên tiếng vỗ tay như nước vỗ bờ. Thằng nhãi này đương nhiên hiểu được mọi người giả bộ. Vỗ tay loạn lên, cũng không ngại. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, chờ một chút mới nói. Điều này cho thấy tính giác ngộ của các đồng chí Ma Xuyên rất cao, tôi cũng không muốn nói nhiều cũng không có nghĩa gì, còn phải xem biểu hiện thế nào. Mọi người thấy tôi tuổi trẻ ngồi ở vị trí này, kỳ thật trong lòng rất không thoải mái, cảm giác này giống như ghế dựa dài gờ đầy giáp. Đương nhiên, ghế dựa này cũng không dài gờ giáp, mà là lòng ta rối bời. Tới thời điểm này, tôi đã ký kết trách nhiệm tại Ủy ban Nhân dân địa khu, lãnh đạo địa khu yêu cầu tôi trong 2 năm phải đưa kinh tế Ma Xuyên phát triển lên. Không phải nói chơi, có con số cụ thể. Kinh tế Ma Xuyên chúng ta hơi kém, toàn bộ tỉnh đặt gánh nặng trọng trách trên vai tôi, có thể chìm, nặng đến nỗi trong lòng không biết xoay sở thế nào. Chủ tịch địa khu Vương yêu cầu tôi trong 2 năm hệt như gán cho chiếc mũ đảo ngược toàn bộ tỉnh, hơn nữa, còn không để toàn bộ địa khu bị ở đáy. Đó là một khái niệm gì, nói vậy không phải ở xã, thị trấn, lãnh đạo trung tâm, mà là thành viên đảng ủy. Các anh chỉ tính toán giỏi hơn tôi, nói tổng quát thì thực ra là một chỉ tiêu, trong 2 năm, phải làm cho kinh tế Ma Xuyên chúng ta vượt qua huyện Hồng Sa Châu của địa khu chúng ta. Điều đó cũng nghĩa là chúng ta lấy được đại biểu đỉnh cao để hả nỗi nhục này. Toàn bộ tài chính thu vào huyện Hồng Sa Châu năm trước là trên dưới 20 triệu, gấp hơn 2 lần Ma Xuyên chúng ta. Ma Xuyên chúng ta thu nhập còn chưa đến 10 triệu. Toàn bộ một khối cán bộ công nhân viên chức, có gần 8 người ăn lương. Tiền lương ở huyện hàng năm nhiều hơn 20 triệu. Ngoại trừ trợ cấp từ cấp trên, ở tỉnh ủng hộ một phần tiền lương, huyện chúng ta, hàng năm chỉ có tiền lương còn thiếu 5, 6 triệu mới đủ chỗ hổng. Một con số rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các vị ngồi đây hàng tháng không thể lấy được toàn bộ lương của mình. Tình hình này, đương nhiên không thể nói trước đây chính phủ không làm, chủ yếu là vì Ma Xuyên chúng ta ở vị trí địa lý quyết định. Khéo léo cũng khó, vì không bột khó gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, chúng ta kinh tế có cánh bay lên, lại bị tòa thiên tường chặn ở sau lưng. Bí thư Chu, bí thư Vi, trước đây toàn thể cán bộ trong huyện chẳng lẽ không nghĩ tới một ngày tốt hơn sao? Khẳng định không phải như thế, bọn họ cũng hết sức, chỉ có điều. Ông trời muốn làm khó Ma Xuyên chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ khuất phục như vậy sao? Tuyệt đối không phải vì bí thư Chu là lãnh đạo đảng ủy trung tâm huyện Ma Xuyên hạ lệnh xuống. Tôi cho các vị câu trả lời, chỉ là một câu, trời muốn ngăn tôi phá trời. Lời nói Diệp Phàm tương đối có lực, nói xong mọi người còn trầm tĩnh suy nghĩ một lát. Sau hơn 10 giây, tiếng vỗ tay rốt cuộc vang lên rầm rầm, kéo dài mãi không thôi. Khí phách Diệp Phàm. Lời nói hào hùng Diệp Phàm, lần đầu tiên ở hội nghị nhận chức thật đã cắm rễ sâu vào trong lòng các vị cán bộ. Đương nhiên, lúc này ánh mắt mọi người tự nhiên là mong chờ. Tự nhiên, cũng có một bộ phận cán bộ trong lòng mơ hồ,
có một phần chờ mong có một người đứng đầu có thể lãnh đạo mọi người, quyết đánh, một phen, người này chính là Diệp Phàm. Và sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Diệp Phàm rất bình tĩnh, nói. Hôm nay tất cả mọi người hãy trở về, ngày mai tôi sẽ dàn xếp một chút. Bắt đầu từ ngày kia, tôi muốn đến các xã, thị trấn đi thị sát một vòng. Tranh thủ một ngày đi hai xã, thị trấn, nhiều nhất là một tuần sẽ hoàn thành việc này. Tôi xuống dưới không phải nghe khó khăn, tôi chỉ nghe xem các anh chị có cái gì dễ làm để phát triển kinh tế. Hợp mưu hợp sức, tin rằng, một ngày tốt đẹp sẽ đến với Ma Xuyên chúng ta, không phải là lời đồn vô căn cứ. Câu hào ngôn của Diệp Phàm trời muốn ngăn tôi phá trời qua thời gian dài đã trở thành câu truyền miệng của người dân huyện Ma Xuyên. Truyền tới các vị lãnh đạo địa khu cũng chỉ cho là không đáng gây xôn xao, đa số lãnh đạo chỉ cười trừ. Cho rằng chỉ là đồng chí Diệp muốn thể hiện thôi, hết thảy lãnh đạo mới nhận chức đều nói chuyện như vậy, để mọi người có ấn tượng tốt. Kết quả, chỉ là điều hứa hẹn mà thôi, không thực hiện được một câu, nói là dám cũng không quá đáng. Nhóm dân chúng nghe sau này Ma Xuyên sẽ vượt qua huyện Hồng Sa Châu thì cho là nói láo, chỉ là ăn nói lung tung. Chủ tịch huyện Diệp mà có thể làm được điều này, tôi lấy trứng ra làm đạn cho anh ấy. Buổi tối, vì chỗ ở còn chưa có, Diệp Phàm liền ở tạm nhà khách Ma Xuyên. Kỳ thực kinh tế nhà khách tốt hơn một chút nên huyện thị đều lấy hình thức nhà khách thay thế. Ở Ma Xuyên, cơ bản là không có khả năng xây dựng nhà khách, cho nên, tiếp đãi khách người địa phương hay đến nhà khách Ma Xuyên, một tòa nhà cũ sắp đổ, nghe nói được xây dựng từ những năm 70. Chuyện nhà khách thật ra là phó chủ nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Nông viện viện sắp xếp, bởi vì Nông viện viện còn là trưởng ban tiếp đón của huyện. Cô này phỏng chừng 23-4 năm tuổi, một đôi mông đặc biệt gợi cảm. Diệp Phàm xuất hiện, đi theo tới nơi ở. Cán bộ huyện không có mấy người không mịt mờ mà nhìn trộm cái mông căng tròn của cô một chút. Hơn nữa, một đôi mắt to vô cùng có thần, thậm chí có hương vị câu hồn. Mặc một bộ áo phụ nữ choang, phần mông khá gọn, tự nhiên có vẻ rất thướt tha. Chủ nhiệm Nông là người dân tộc choang ở bờ đối diện à? Diệp Phàm cười hỏi. Chủ tịch huyện Diệp sao cái gì cũng biết. Nông viện viện có vẻ rất kinh ngạc, đôi lông mi thật dài chớp chớp một chút, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, đoán. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, có vẻ hơi thần bí. Kỳ thật Diệp Phàm đương nhiên là từ họ của cô và quần áo mặc mà đoán được. Người dân tộc choang chưa lập gia đình thích để tóc dài, để lưu hải, và lấy cái này để phân biệt việc kết hôn. Bình thường các cô quấn tóc từ trái sang phải ước chừng 3-7 phân, dùng cặp cố định, hoặc kẹp bím tóc dài chút. Đuôi bím tóc kẹp một khăn màu, khi làm việc thì đem bím tóc kẹp cố định trên đỉnh. Con gái đã kết hôn thì như sơ long phượng kế, tựa đầu từ sau về trước giống như đuôi con gà, cắm ngân chế hoặc trang. Hiện tại khăn lụa mỏng màu xanh bạch hiếm thấy, đa số dùng khăn đen hoặc khăn hoa trùm đầu, thường là phụ nữ trung niên trở lên. Diệp Phàm theo cách ăn mặc của cô vừa thấy, liền biết rằng cô này chưa có kết hôn, là khuê nữ hoa cúc. Vậy anh là Gia Cát Khổng Minh, có thể tính quẻ được rồi, ha ha. Tiếng cười Nông viện viện vang lên như chim oanh rời tổ, tuy nhiên, cô lập tức ý thức được người đứng trước mặt mình nên dừng lại, cũng không phải là dân tộc choang bọn họ hát đối thanh niên, người ta là một chủ tịch huyện cho nên, lập tức mông có chút kích động, bộ dáng thanh thuần đáng yêu rất mê người. Nói như vậy, cô là ở tỉnh khác. Diệp Phàm trêu chọc giống như cười nói. Tỉnh ngoài, ô, vâng, tổ tiên của tôi chính là ở bên kia bờ sông huyện tự trị Sương Châu, người thị trấn Phủ Dung. Kỳ thật, chủ tịch huyện Diệp, không chỉ bờ sông bên kia có người dân tộc choang, trong huyện Ma Xuyên chúng ta cũng có rất nhiều người dân tộc choang. Trước kia có phụ nữ người choang ở Nhất Hà Chi gả tới Ma Xuyên, dần dần ở Ma Xuyên cũng hình thành nhóm dân tộc choang. Cho nên, người dân tộc choang cũng chưa chắc là người huyện Sương Châu tỉnh An Đông. Vẻ mặt Nông viện viện rất nghiêm túc nói. Huyện tự trị Sương Châu có mấy thị trấn liền với huyện Ma Xuyên chúng ta? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Bởi vì phương diện này cũng là một trong những vấn đề làm người ta đau đầu. Hai thị trấn, phía nam sông chính là thị trấn Phủ Dung, phía bắc sông là thị trấn Khang Kiều. Hai thị trấn đều có trên dưới 30.000 người, trong đó người dân tộc choang gần như chiếm nhiều nhất. Nông viện viện kiện nhẫn giải thích cho Diệp Phàm. Người bên kia giàu hay là người Ma Xuyên chúng ta giàu? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Không khác biệt lắm,
huyện Sương Châu tỉnh An Đông bọn họ vốn giàu hơn huyện Ma Xuyên chúng ta, tuy nhiên, phỏng chừng là nằm sát huyện Ma Xuyên, cho nên cũng nghèo. Cho tới nay, mọi người bên kia nói dính vào khí nghèo người Ma Xuyên chúng ta, ngay cả chính mình cũng nhuộm khí nghèo. Trong lòng nông viện viện có chút không phục, miệng cũng vênh lên. Gặp mặt Diệp Phàm đột nhiên trầm nặng, lập tức lắc lắc đầu nói. Chủ tịch huyện Diệp, đây không phải tôi nói. Tôi cũng hy vọng Ma Xuyên chúng ta có thể giàu có lên, đừng để bọn họ coi thường. Nhưng cho tới nay, Ma Xuyên chúng ta đích xác không bằng họ. Có khi bên kia có cô nàng gả đến bên này, bình thường nhà trai bên này có thể bị làm khó dễ. Nhưng thậm chí đôi khi cha mẹ chết sống không đồng ý, nói không thể để con gái mình đến Ma Xuyên gặp cảnh khốn cùng. Không riêng gì Sương Châu như vậy, chính là hai trấn của huyện Giang Tân tỉnh Giang Đô người ta cũng nói như vậy. Bởi vì huyện Giang Tân cũng giàu hơn nhiều Ma Xuyên chúng ta. Người ta nói thế nào, chính là nói huyện Ma Xuyên chúng ta là ổ ăn mày nghèo nhất, làm hàng xóm với ăn mày không phải là bất đắc dĩ sao? Thật sự là giận lắm, lần đó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liễu còn thiếu chút nữa thì đánh nhau cùng chủ tịch thị trấn Sư Vương, chủ tịch thị trấn Hồ. Đến đánh nhau, nói nghe thử một chút, như thế nào lại đến đánh nhau? Diệp Phàm đến đây hưng phấn, đương nhiên. Diệp Phàm không phải hứng thú cái chuyện đánh nhau, chủ yếu là suy nghĩ để giải quyết tranh cãi giữa các tỉnh như thế nào, về sau chính mình gặp tình huống này còn biết cách tranh cãi. Còn không phải chủ tịch thị trấn Hồ từ thị trấn Sư Vương cậy mình có tiền, nói thị trấn Mã Hồ Tử huyện Ma Xuyên chúng ta đến thị trấn Sư Vương bọn họ đều phải qua bến cửa hồng. Vốn bến này thị trấn Mã Hồ Tử huyện Ma Xuyên cũng nên chi ra một nửa tiền, Ma Xuyên các người keo kiệt, chỉ chi hai phần. Ý như nói bến kia phải để bọn họ làm chủ, sẽ đưa xe qua huyện Ma Xuyên lấy tiền. Sau chủ nhiệm Liễu làm ầm ĩ một trận, may mắn thủ hạ của trưởng phòng Ngô, cũng chính là đồn trưởng Lan của đồn công an thị trấn Mã Hồ Tử chạy tới đúng lúc mới không đánh nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, đồn trưởng công an Trịnh Đông thị trấn Sư Vương cũng tới. Phái đoàn xe tải người ta tới, chưa nói hai câu, liền đẩy ngã đồn trưởng Lan xuống một bên. Miệng còn càn rỡ cười nói. Dạo ai cái nỗi gì, phá án bằng tay vịn máy kéo cũng dám so với xe tải của tao, mày có chết cũng không cản nổi tao. Còn dám cùng chủ tịch thị trấn Vương tranh cãi, có bản lĩnh thì mang xe tải kim bôi quay về chúng ta lại so. Lúc ấy, thiếu chút nữa sở trưởng Lan tức chết, nếu không có chủ nhiệm Liễu buộc anh ta trở về, phỏng chừng lần đó đánh nhau. Vài cảnh sát dưới quyền đều nắm đấm, khí phun trào, rất đáng sợ. Huyện Giang Tân bọn họ thật ức hiếp người quá đáng. Một đồn trưởng cũng dám cùng tránh văn phòng huyện ủy chúng ta tranh luận, ôi! Ngày hôm đó thật khổ sở. Nói tới đây, nông viện viện có xê dịch mông một chút, đôi mắt như đều đỏ lên. Hừ! Diệp Phàm nặng nề vỗ vào bàn làm việc, trong lòng cảm giác nặng trịch, giống như có mụn cơm mấy cân, thật sự khổ sở, cảm giác không thở nổi. Mẹ kiếp, có tiền chính là đại gia, không tiền phải ra vẻ đáng thương đúng không? Huyện Giang Tân, huyện Sương Châu. Các người chờ coi, Diệp Phàm tôi sẽ cho các người nếm thử, chút hương vị con cháu. Cục trưởng Cục Giao thông địa khu Ngô Bạch Khai ngón giữa kẹp điếu thuốc lá Trung Hoa hơi có vẻ đồi trụy. Thằng nhãi này liếc mắt nhìn chủ tịch địa khu Vương một cái nói. Chủ tịch địa khu Vương, anh xem, thằng nhóc kia thật đúng là kiêu ngạo, ngông cuồng, vừa nhận chức đã nói chuyện ước định kia ra, thật sự là ngây thơ. Nghe nói hôm nay lời nói đó rơi vào tai bí thư lý và chủ tịch Quách huyện Hồng Châu Sa. Thiếu chút nữa khí bùng nổ, mắng là lời trẻ con vớ vẩn. Chương 775, phòng bà xã. Lúc trước chúng ta cũng không yêu cầu thằng nhóc kia giữ bí mật. Hơn nữa, việc này cũng không phải cái gì không thể nói ra, cấp trên định ra cho cấp dưới chỉ tiêu phấn đấu trong quan trường cũng là chuyện bình thường, không cần phải đến mức sợ người khác biết. Chỉ có điều thằng danh con kia còn có chút chưa chín chắn, mặc dù không phải cạnh tranh cùng Hồng Sa Châu, cũng phải âm thầm phân cao thấp mới đúng. Làm sao lại để cho dư luận xôn xao? Có lẽ hắn muốn lấy sĩ khí ủng hộ, tuy nhiên cũng cho Chiêm Cường và Quách Tân Bình của Hồng Sa Châu lời cảnh báo. Như thế tất thúc đẩy Lý Chiêm Cường quyết chiến đến cùng, tuyệt đối không để cho tên kia cưỡi lên đầu. Bằng không, anh ta còn để lại thể diện gì trong mắt bí thư huyện ủy chứ? Đặc biệt chủ tịch huyện Quách, trong lòng phỏng chừng càng khó chịu, cái này có thể trở thành trận chiến chủ tịch huyện với chủ tịch huyện. Chủ tịch địa khu Vương thản nhiên nói xong, dường như thấy Lý Chiêm Cường đang nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng Quách Tân Bình đang cười u ám. Ha ha, chủ tịch địa khu Vương nói đúng đấy.
buổi tối tan tầm, tôi còn nhận được điện thoại của Chủ tịch huyện Hồng Sa Châu Vương Tân Bình. Người này trước kia luôn luôn kiêu ngạo bướng bỉnh, từ khi anh ta làm Chủ tịch huyện đến nay vẫn chưa có tìm đến tôi. Chuyện quốc lộ huyện bọn họ năm trước cũng không tìm tới tôi, lần này, phỏng chứng cũng là bởi vì nghe được phong phanh cái gì. Ngô Bạch Khai mỉm cười có chút tự đắc nói. Bình thường, người ta có người ở Sở Giao thông tỉnh, trưởng phòng Quách Thế Danh chính là anh họ anh ta. Có người ở trên giúp đỡ, hơn nữa nghe nói trưởng phòng Quách Thế Danh còn nắm trong tay quyền kiểm toán tài sản cố định giao thông tỉnh. Năm trước, anh ta trực tiếp đến sở xin được hơn 1 triệu, cần gì đến địa khu để tranh giành chút cơm thừa canh cặn chứ. Như vậy cũng tốt, cũng là địa khu chúng ta không ít tiền. Tôi thật ra hy vọng có thể có vài Quách Tân Bình, như vậy tôi là chủ tịch địa khu cũng bớt lo hơn. Chủ tịch địa khu Vương kia nói run lên. Cục trưởng Vương Bạch Khai không kìm nổi kêu lên. Thảo nào, tôi nói thằng cha đó sao lại có bản lĩnh như vậy? Năm trước Sở Giao thông đưa khoản tiền chỉ đích danh cho Hồng Sa Châu, không cho phép địa khu nhúng tay, còn nói, nếu địa khu nhúng tay vào thì bằng muốn chết. Làm hại các huyện khác đều không ngớt tít mắt, thán phục chủ tịch huyện Quách năng lực cao. Thì ra là thế, tuy nhiên vừa rồi anh ta gọi điện thoại tới, anh đoán xem anh ta nói gì. Chẳng lẽ là muốn khoản tiền kia? Vương Triều Trung nhẹ dương mắt lên. Không phải, anh đoán anh ta nói như thế nào, không ngờ nói với tôi, thỉnh cầu tôi đừng đem khoản tiền kia cấp cho huyện Ma Xuyên, ha ha ha. Ngô Bạch Khai không nhịn được, cười phá lên. Rút củi dưới đáy nồi, lợi hại, đối thủ tầm thường đều tìm anh đòi tiền, để cố gắng làm tốt mẫu ruộng có 3 phần đất nhà mình. Thủ đoạn của Quách Tân Bình thật thâm hiểm, người ta không làm khó dễ anh, không tìm anh đòi tiền, mà lại đi vòng, đến đây ngăn trở. Chỉ cần Ma Xuyên không có tiền, càng khó mà phát triển. Huống chi cục giao thông địa khu cũng không có bao nhiêu tiền. Đòi tiền, phỏng chừng anh ta lại diễn lại trò cũ, đi tìm anh họ anh ta. Chủ tịch địa khu Vương cũng cười, thầm nghĩ. Lão Trang à lão Trang, xem ông hy vọng gì ở thằng nhóc con miệng còn hôi sữa kia, làm thế nào chấn hưng kinh tế Ma Xuyên, không có giao thông ủng hộ, còn chấn hưng cái giám. Tôi đây sẽ chờ ông trở thành trò cười. Chủ tịch địa khu Vương liệu việc như thần, còn tuyệt hơn khi chủ tịch huyện Quách vì muốn chặt đứt đường lui của Diệp Phàm, không ngờ nói với tôi, chỉ cần trong 2 năm không cho huyện Ma Xuyên bất cứ khoản tiền nào, anh ta có thể sẽ đến Sở Giao thông tỉnh xin cho chúng ta không dưới 2 triệu. Ngô Bạch Khai rất vui vẻ, miệng kia há hốc, có người đưa tiền cũng không vui như vậy. Khoản tiền lớn phỏng chừng không riêng gì phía giao thông, lão Lý ở Hồng Sa Châu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Dự đoán không lâu sẽ phản kích và chặn lại. Ôi, bọn họ như vậy sẽ làm nháo loạn một trận, tuy nói chúng ta đang nhìn thấy thắng lợi, tuy nhiên, nhân dân Ma Xuyên lại phải vã lây. Chủ tịch địa khu Vương dường như có chút không đành lòng. Hừ, lại giả bộ, nếu ông không đành lòng, sao không thì rút ra khoản lớn ủng hộ nhân dân Ma Xuyên kiến thiết dân sinh đi, còn ở trong này giả từ bi mèo khóc chuột. Mẹ kiếp, thế giới này, tất cả đều là người âm độc. Ngô Bạch Khai liếc mắt nhìn chủ tịch địa khu Vương một cái. Tay này thầm mắng trong lòng, gặp chủ tịch địa khu Vương kia cũng nhanh đến phần đuôi. Khẩn trương rút ra một điếu thuốc, miệng cũng cười nói. Nhiều nhất 1 năm là có thể biết được kết cục rồi. Thằng nhóc họ Diệp đó 1 năm sau nếu như chẳng có được chút thành tích nào, đến lúc đó nó có muốn thì lão già Trang Thế Thành cũng không cho. Kẻ rõ ràng khiến cho mình mất mặt như vậy thì Trang Thế Thành sẽ sớm loại bỏ thôi. Bị loại trước tiên cũng tốt, chúng ta cũng dễ sắp xếp một chủ tịch huyện mới ở Ma Xuyên, tuy nhiên, Trang Thế Thành kia cũng không thể không bị mất mặt, ha ha. Chủ tịch địa khu Vương nhẹ giọng cười nói, dường như thấy bộ dáng Trang Thế Thành cúi đầu đi vào trong đại lầu. Ba thấy chủ tịch huyện Diệp mới tới như thế nào? Ở nhà khách huyện Ma Xuyên, trong phòng trưởng ban Tôn Quốc Đống, một người ngồi ở mép giường có 3 phần giống như là người của ông ta. Minh Ngọc. Không phải ba thấy hắn như thế nào, mà là con thấy hắn như thế nào. Con cũng không còn nhỏ, hiện tại cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Ma Xuyên. Muốn học phải lấy việc mà động não, chính mình suy nghĩ vấn đề, phân tích lợi hại được mất, quyết định lợi ích của chính mình mà lấy hay bỏ. Không thể cái gì cũng chờ ba tới tham mưu, nếu cứ như vậy, đối với con mà nói không phải là việc tốt. Con chim ưng non, muốn dương cánh bay. Vậy trước tiên phải tôi luyện chính mình. Té ngã sấp xuống, thậm chí nhất thời gãy cánh cũng không đáng sợ,
đáng sợ chính là con không dám hướng lên trời cao bay đi. Như vậy, con vĩnh viễn không thành con chim ưng khỏe mạnh, vĩnh viễn chỉ có thể ngồi một chỗ thở dài nói vận mệnh đối với con bất công, ông trời đối đãi không tốt với con mà thôi. Kỳ thực, vận mệnh với mọi người đều rất công bằng, ông trời đối đãi bình đẳng, như thế thật là tốt. Mấu chốt là ai là người đem mình mài thành kim cương trước tiên, sau đó tài năng mới có thể thống trị mọi thứ kia. Cho nên, có bản lĩnh, mấu chốt là nắm chắc cơ hội. Chỉ một lần trượt chân có thể trở thành thiên cổ hận, xưa nay chỉ dùng để giáo dục con cháu bất lương. Kỳ thật, trong quan trường mà nói, rất thích hợp. Con sai một ly là đi cả một dặm ngay, có thể khiến con vĩnh viễn sa vào bước trầm luân. Đương nhiên, trắc trở nho nhỏ là bình thường, chúng ta không thể nào sợ khó khăn mà không đi làm, đây là nói cho con ánh mắt phải ngắm được chuẩn mới được. Tôn Quốc Đống cười tủm tỉm phun khói thuốc, nhìn sương khói mông lung xem xét chính con trai mình là Tôn Minh Ngọc. Giả tưởng một ngày nào đó con trai thể tiếp nhận vị trí của mình, từ nay về sau sẽ bắt đầu. Tôn Quốc Đống sẽ vì con mình mưu đồ về tương lai tươi sáng. Con đây rốt cuộc phải đối đãi với Diệp Phàm thế nào? Tôn Minh Ngọc có ông ấy ở bên chỉ số thông minh dường như thấp đi không ít, kỳ thật anh ta bị tâm lý ỷ lại làm hại. Không phải đã nói với con rồi sao? Tự mình quyết định, ba lần này sẽ không giúp gì, con hãy để ý quan sát một thời gian rồi nói sau. Tuy nhiên có vài điều phải chú ý, phải dương lỗ tai lên mà nghe, mắt phải mở to lên mà xem. Mọi tin tức sẽ quyết định sự lựa chọn của con là thành công hay thất bại. Tôn Quốc Đống tức giận mắng. Con biết rồi. Vẻ mắt Tôn Minh Ngọc buồn bực, ra khỏi phòng ông già. Khi đi ngang qua phòng Diệp Phàm tạm dừng vài giây, tuy nhiên, cuối cùng cũng không gõ cửa. Lúc này, hay là quan sát một thời gian rồi nói sau, bằng không ngày đầu tiên chủ tịch huyện đến nhận chức đến ngay cùng hắn, bí thư Chu kia sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình tuy làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện, nhưng phía trên lại có hai, bà. Một đương nhiên chính là bà Chu Phú Đức là số một, người kia chính là quản lý đảng quần chúng, đồng chí bí thư Vi Bất Lý. Bí thư Chu gần đây luôn cương quyết, tràn đầy khí phách thổ phỉ. Vi Bất Lý ngược lại thật sự âm nhu, dường như xen vào khí phách là sự yếu ớt. Tuy nhiên, Tôn Minh Ngọc cảm giác chính là dường như Vi Bất Lý so với Chu Phú Đức còn đáng sợ hơn. Có lẽ, đây chỉ là trực giác, bảo Tôn Minh Ngọc nói ra nguyên nhân anh ta cũng không thể nói được. Đương nhiên, không riêng gì trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc, phỏng chừng ở huyện đại đa số cán bộ đều áp dụng phương pháp dò chừng thái độ trước. Bởi vì Chu Phú Đức này là bí thư mạnh mẽ thế, thậm chí có thể nói là có khí phách thổ phỉ. Trở mặt với ông ta, việc ấy không đáng. Đương nhiên, nếu chủ tịch huyện Diệp mới tới cũng có mánh khóe, bọn họ cũng không lại làm một cây cỏ góc tường nữa. Dù sao, lãnh đạo thổ phỉ giống Chu Phú Đức, con đường thăng quan tuyệt đối không xa, tại Ma Xuyên xa xôi còn được, nếu địa khu sẽ không được lòng dân. Mà Diệp Phàm sẽ không như vậy, một người tuổi trẻ, thứ hai người ta nghe nói hắn tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Quan trọng nhất, hắn là tướng yêu thích của Bí Thư Trang, phỏng chừng sau lưng cũng có người không tầm thường giúp đỡ. Về sau còn xem biểu hiện của hắn. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Hải Vĩ và Tôn Quốc Đống sau khi ăn điểm tâm sáng thì lên đường trở về. Diệp Phàm và những người liên quan tiễn bọn họ đi rồi trở về trụ sở huyện. Chủ tịch huyện Diệp, tôi dẫn anh đi xem chỗ làm việc. Lúc này tránh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương cười nhợt nhạt, từ từ đi tới. Người phụ nữ này hôm nay lại thay đổi áo liền quần, mặc một bộ màu vôi chất vải váy dài, váy, cũng không phải rất dài, vừa tới tất. Áo bông màu hồng nhạt tinh khiết. Bộ áo lông mỏng còn mở rộng cổ ra, giữa có hai cúc, không biết là vô tình hay cố ý, dù sao cũng không cài. Bộ ngực đầy đặn của cô theo thân thể rung lên rung xuống. Váy ngắn ôm mông tròn nhếch lên, để lộ một đường cong tuyệt đẹp, hai chân thon dài và cân xứng đi đôi tất đen mỏng manh, bắp chân trắng nõn nhìn thấu qua đôi tất kia lúc ẩn lúc hiện làm mê người. Một đôi giày trắng cao, khéo léo là lướt, một hơi thở tuổi trẻ như nước tràn ngập toàn thân. Dường như đều mơ hồ toát từ trên thân người đi ra, giống như thuốc mê phát tán ra, vòng eo nhỏ nhắn cứ lắc lư như một con rắn nước. Nghe nói người phụ nữ này kết hôn đã 2 năm, Diệp Phàm đã nghe sở trưởng nông viện viện nói ở nhà khách. Tuy nhiên tuổi mới khoảng 25-26, ông xã là Cổ Tín Lâm, làm ở Cục Giao thông Địa khu, đảm nhiệm chức phó cục trưởng. Người phụ nữ này trước kia là một phó trưởng phòng ở văn phòng Ủy ban Nhân dân Địa khu.
Tuy nhiên được 4 năm, thì điều lên huyện Ma Xuyên, làm chánh văn phòng, chính thức làm ủy viên thường vụ thêm chức cục phó. Tốc độ thăng quan của cô cũng khiến không ít đồng chí cán bộ nam địa khu không ngừng xấu hổ. Hơn nữa, hai vợ chồng mà ở riêng, sau lưng khó tránh khỏi có chút tin đồn, ủy viên thường vụ nào đó của địa khu nào đó thân mật, chức phó nào hợp lại thành nhất. Tuy nhiên, trong một năm ở Ma Xuyên còn thể hiện được sự quy củ, cũng không truyền ra điều tiếng gì. Diệp Phàm mỉm cười đáp lời, ánh mắt tự nhiên lướt qua từ bộ ngực cao ngất của người phụ nữ này đến thắt lưng, cuối cùng tới bắp chân mới thôi. Trong lòng thầm nhủ, lại một báu vật, trong quan trường như thế nào lại có một nữ cán bộ sáng giá như vậy? Loại phụ nữ này thường dùng sắc đẹp là nguồn gốc của tai họa, hình dung cũng không đủ, không nghĩ qua là dính vào trên người, thường thường sẽ bị màu hồng phấn khiến cho kiệt sức, mệt mỏi. Ta phải cẩn thận, đừng để lật thuyền trong cống ngầm, như vậy đúng là chưa xuất trận thân đã chết, mà chết như vậy, thật đúng là không quang vinh, chết vì phụ nữ đẹp, cán bộ đương thời không phải là ít. Không lâu sau tới sân trước một tòa nhà, vào cửa viện, phát hiện kiểu dáng đều không khác nhau lắm, chỉ là nhỏ hoặc lớn hơn mà thôi. Ở giữa là một sân nhà lớn, trong giếng có nhiều cá vàng bơi qua bơi lại, ra vẻ rất nhàn nhã. Chủ tịch huyện Diệp, viện lầu này có 3 tầng rưỡi, tầng đỉnh chính là nơi làm việc và chỗ họp của anh. Tầng thứ 3 là chỗ làm việc của các vị phó chủ tịch huyện, tầng 1, 2 là các phòng trực tiếp thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. Cùng sở hữu trên 100 phòng. Phòng có rất nhiều tiểu, trên cơ bản đều là kết cấu đá. Đây là khu vực Ủy ban Nhân dân huyện, là toàn bộ khu vực nhà hộ Mã, ngoại trừ khu vực tòa lầu đảng ủy thứ 2. Khu vực này trước đây là nhà họ Mã, cũng chính là nơi em trai ruột Mã Hồ Tử dựng trụ sở. Lúc ấy đây là khu vực của nhị đương gia họ Mã. Liễu Nghi Phương nói một câu hai nghĩa, hiện tại Diệp Phàm là quyền chủ tịch huyện, là nhị đương gia Ma Xuyên sao? Xem ra việc an bài nhà cửa cũng không thể rối loạn thân phận, cũng có xếp hạng trước sau. Đi qua một đường, nhìn thấy Diệp Phàm, nhân viên làm việc bất luận là có biết hay không đều tươi cười nói mấy chữ. Chào chủ tịch huyện Diệp. May mà nhà này xây dựng trước giải phóng, toàn bộ là kết cấu bằng đá, bằng không, nhiều người ở bên trong làm việc như vậy, lầu kia không thùng thùng ầm ĩ, không ngừng. Thẳng lên tầng 3. Phát hiện tầng này thiết kế cũng không cũ. Gian thông gió tốt, ánh sáng cũng tốt. Thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cửa sổ này, Liễu Mi Phương cười nói. Lúc ấy cửa sổ cái nào cũng rất nhỏ, liền một tảng đá dài rộng, sau thu về huyện cải tạo một chút, đem mở rộng cửa sổ ra, tấm gỗ cửa sổ trước kia được thay bằng cửa kính. Bình thường, nghe nói nơi này trước kia bị thổ phỉ hoành hành, Mã Hồ Tử chính là có danh thổ phỉ nơi này. Tuy nhiên, thổ phỉ Mã Hồ Tử này cũng là vua một cõi. Cho nên dám ở Ma Xuyên này xây dựng một dãy nhà lớn như vậy phải không? Diệp Phàm cười hỏi. Đúng vậy, lúc ấy vùng Ma Xuyên này kỳ thật không có chủ tịch thị trấn, cũng không có chính phủ, người quản lý thực sự chính là Mã Hồ Tử. Một tính cách tàn bạo, rất thích giết người. Tuy nhiên, cũng có người nói, Mã Hồ Tử kỳ thật là người tốt, lúc ấy quân đội quốc dân đảng từng đến Ma Xuyên quấy nhiễu dân, trêu ghẹo con gái nhà lành, cướp đoạt đồ vật này nọ. Sau nghe nói Mã Hồ Tử tổ chức người trong làng tống cổ bọn họ đi. Tuy nhiên, nói về Mã Hồ Tử rất phức tạp, có phản ứng tốt, nhưng cũng nhiều tội ác, nghe nói khi anh ta còn sống, chỉ riêng vợ bé còn có 16 phòng. Chỉ cần hắn ngắm được phụ nữ nào, mặc kệ cô ta có ý hay không, ngày hôm sau thiệp nhà họ Mã sẽ đến nhà cô ấy, không lâu sau sẽ có người đến đón về. Phụ nữ có chồng rồi cũng phải rưng rưng nước mắt mà đi. Còn với những cô gái chưa chồng thì đành phải tự nhận mình xui xẻo thôi. Chương 776, tập trung của đàn ông. Đương nhiên, Mã Hồ Tử đã chi là sẽ rất rộng rãi, lễ hỏi đó trả tốn một đống tiền ý chứ. Tuy nhiên, nghe nói tên này đã khiến 7-8 cô gái phải chết cho nên khi đó thiệp cưới của nhà họ Mã được ví như thiệp mời của Diêm Vương. Liễu Mi Phương dở cười dở khóc nói, còn liếc nhìn Diệp Phàm. Ha ha! Xem ra Mã Hồ Tử thật là kẻ biết hưởng thụ, sắp sánh kịp mấy ông vua thời xưa rồi đấy, có cả tam cung lục viện với 16 phi tần, thật là có mầm mống phong lưu. Diệp Phàm liếc xéo bộ ngực Liễu Mi Phương, trêu chọc. Là bệnh chung của đàn ông thôi mà, lẽ nào chủ tịch huyện Diệp lại không muốn có được thành tích như Mã Hồ Tử? Liễu Mi Phương bất ngờ nói đùa. Nếu bảo không thì bị cho là nói dối, tuy nhiên bây giờ đã là thời đại nào rồi? Luôn có một khoảng cách giữa ý muốn và thực tế.
Chúng ta từ trước đến nay luôn là kiểu có ý đồ nhưng không có gan thực hiện ý đồ đó. Diệp Phàm mỉm cười nói, đùa vui cũng thoải mái hơn nhiều. Phải không vậy, người vừa trẻ tuổi lại có địa vị cao như chủ tịch huyện Diệp đây còn phải lo không? Liễu Mi Phương nói nửa chừng, ánh mắt đầy ngụ ý. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện phiếm với cô gái này thì sắp thành, rồi. Diệp Phàm giật mình, nhưng cũng may, đã đến tầng cao nhất rồi. Tầng cao nhất này thật ra chính là một căn gác xếp. Ở giữa là đại sảnh, bên cạnh là một phòng, hai bên là hai phòng. Khá giống căn hộ hiện đại với hai căn bốn phòng. Trong đại sảnh đã dọn xong bàn hội nghị khá lớn từ lâu. Một bên đại sảnh có mấy cái ghế dựa khắc hổ, bình thường dùng khi bàn việc với cấp dưới. Cái ghế dựa kia hình như là do Mã Hồ Tử trước kia giữ lại, thật ra như vậy thật là rẻ rúng Diệp Phàm. Phòng làm việc còn tạm chấp nhận được, bên trong cũng có một chiếc bàn cho xếp, một giá sách, mấy cái ghế xoay. Ừ, cũng không tồi, so với phòng làm việc hiện đại hóa còn thoải mái hơn. Hễ mở cửa sổ trệt là có thể nhìn thấy cá bơi lội trong giếng. Diệp Phàm khen, nếu chủ tịch huyện Diệp hài lòng thì hãy ở lại đây luôn. Thật ra bên kia còn có tòa nhà lớn hơn, chỉ là bên đó lại không có ai ở. Liễu Mi Phương cười nói. Không ai ở, sao lại thế? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Trong lòng thầm nghĩ phải chăng tòa nhà đó là nơi trước kia chủ tịch Giang từng ở. Quả nhiên, vì trong tòa nhà đó có phòng làm việc của một vị chủ tịch bị điên, và một vị đã chết. Người ta đồn đại nơi đó có ma, huyện ta còn mời cả đạo sĩ bắt ma. Tuy nhiên, sau đó vẫn không ai chịu làm việc ở đó. Tận bây giờ tòa nhà vẫn để không? Liễu Mi Phương hơi nhíu mày nói. Ô, còn có chuyện như vậy sao? Tôi thật sự thấy tò mò đấy, đi xem. Diệp Phàm nổi hứng, trong lòng vốn không tin chuyện quỷ thần gì đó. Vừa tiện nhớ ra mối quen biết qua lại với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Thiết Thác, muốn trước tiên đi thăm dò tình hình. Tòa nhà đó cả năm nay không có ai đi vào, có lẽ rất bẩn, chuột dán hoành hành. Có xem không hay là thôi đi. Liễu Mi Phương càng nhăn mặt nhíu mày, có vẻ không muốn đi. Không sao đâu, chỉ. Diệp Phàm cười nói. Vậy để tôi sắp xếp phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân đi cùng anh. Liễu Mi Phương không muốn đi, đành tìm người khác đi cùng Diệp Phàm. Làm phiền chủ nhiệm Liễu rồi, tôi thấy phòng làm việc này cũng khá ổn. Diệp Phàm gật đầu. Còn vấn đề thư ký của anh. Trước mắt có vài người ở văn phòng huyện ủy là thích hợp. Tôi đã để tư liệu của họ trên bàn, anh rảnh thì xem qua. Chọn ai thì gọi điện cho tôi sẽ sắp xếp. Tạm thời tôi cử phó chủ nhiệm nông đến giúp anh mấy việc vặt. Liễu Mi Phương liếc Diệp Phàm một cái, nói. Được, lại làm phiền các vị rồi. Diệp Phàm cười gật đầu, nhìn Liễu Mi Phương quay mông đi xa, nhẹ giọng nói. Cô gái này xem ra đối đãi với người khác cũng không tệ. Liệu có phải với ai cô ấy cũng vậy? Không lâu sau, nông viện viện ôm một đống tài liệu vào. Nói, chủ tịch, chủ nhiệm Liễu sắp xếp tôi tạm thời giúp anh giải quyết mấy việc vặt. Anh có việc gì cứ trực tiếp nói với tôi là được. Nông viện viện nói, tiện tay cầm chén trà lên, hỏi. Chủ tịch, anh thích trà ô long hay gì? Vùng này có các loại trà xanh, thuộc trà bình thường. Còn có loại chỉ huyện Ma Xuyên có thôi chính là trà thanh vụ. Trà thanh vụ, chủ nhiệm nông, trà thanh vụ chỉ Ma Xuyên có mà cô vừa nói có gì đặc biệt vậy? Diệp Phàm như vừa nghĩ ra điều gì, hỏi. Bởi vì hắn chợt nhớ ra năm ngoái khi còn ở Ngư Dương. Khi đó Cổ Bảo Toàn có bảo hắn đi tới Sở Nông nghiệp tỉnh ra sức thực hiện dự án nghiên cứu về vùng đất liên quan đến một loại trà có lợi cho sức khỏe. Sau đó lúc đến học ở trường đảng vốn muốn cùng bạn học lúc đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, Vệ Thiết Thanh bàn bạc vấn đề này. Tuy nhiên sau đó ông anh Vu Kiến Thần lại nhắc nhở hắn phải khiêm tốn, đừng có giành lấy nhiều thành tích quá sẽ khiến Cổ Bảo Toàn trong lòng không vui, đây được gọi là công cao lấn chủ. Sau đó Diệp Phàm liền tạm gác chuyện này lại. Bây giờ tới Ma Xuyên rồi, nếu hạng mục này trong tỉnh vẫn chưa có ai thực hiện, nếu trà thanh vụ của Ma Xuyên thực sự đặc biệt, cũng có thể làm thử xem sao. Có Vệ Thiết Thanh giúp, nói không chừng có thể giành được dự án này. Ma Xuyên chẳng có gì để đầu tư cả. Diệp Phàm tạm thời chỉ có thể lập chỗ đứng vững chắc từ nông nghiệp mà thôi. Xem ra không thể tìm ra con đường nào khác, bởi vì về cơ bản Ma Xuyên không có thu nhập gì từ ngành công nghiệp cả, đến nhà máy cũng chỉ vài cái, nói gì đến chuyện phát triển công nghiệp.
Đây chính là loại trà thanh vụ chỉ có ở Ma Xuyên chúng ta. Nó sinh trưởng ở độ cao 800 mét so với mực nước biển. Nơi càng cao so với mặt nước biển thì trà càng ngon. Vì loại trà này sinh trưởng ở vùng thường xuyên có mây mù bao phủ, chúng lắng đọng lại thêm vào nữa là trà pha ra có màu xanh ngọc nên được gọi là trà thanh vụ. Phó chủ nhiệm nông vừa biểu diễn tài nghệ về trà của cô vừa chỉ cho Diệp Phàm đạo pha trà. Phó chủ nhiệm nông, hình như cô là một người giỏi trong việc pha trà, có phải từng học qua? Diệp Phàm tủm tỉm cười hỏi. Sao phải học chứ? Cái này là do ở Ma Xuyên chúng ta có rất nhiều nông dân trồng trà. Tôi nhìn họ và học theo, còn không lên tới mặt bàn, chỉ là vài phương pháp thủ công. Ừ, xem ra không khác mấy loại trà xanh bình thường nhỉ. Hơn nữa hình như vị còn nhạt hơn một chút, còn không bằng trà xanh của bản địa. Diệp Phàm nói sau khi nhấp một ngụm, hơi có vẻ thất vọng, không thèm nhíu mày. Nếu chính là loại trà này thì đừng nói đến việc đi tỉnh thực hiện dự án gì đó, đến mình còn chả thèm uống loại trà rác rưởi này. Xem ra để tìm được con đường làm giàu không dễ vậy. Chủ tịch, anh đừng vội, hãy nhắm mặt lại và thưởng thức, cảm nhận đầu lưỡi anh một chút, có phải có vị rất lạ đúng không? Nông viện viện hình như biết rõ vị trà, cười nhẹ nói. Diệp Phàm làm theo, mấy giây sau, cuối cùng hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm nông viện viện chờ cô giải thích. Có phải cảm thấy nơi đầu lưỡi có vị vừa ngọt vừa chua? Vị ngọt chua này không giống đường trắng với cam, cũng không giống đường đỏ và giấm, mà là vị ngọt chua tinh khiết của thiên nhiên. Hơn nữa, càng để lâu, vị ngọt chua kia sẽ càng đậm, tản ra theo đầu lưỡi, hương thơm cũng dần lan ra. Nông viện viện mỉm cười giải thích, một thứ hương thơm như hoa lan tỏa ra từ người cô tỏa về phía Diệp Phàm. Tốt! Cùng lúc đó một tiếng thịch vang lên, Diệp Phàm vỗ tay một cái vào bàn làm việc. Diệp Phàm nhất thời quá hưng phấn, vô tình dùng nội lực, cái bàn làm việc cũng không chịu được, suýt đổ. Tuy nhiên, đã khiến nông viên viên, người đang mỉm cười vừa giải thích vừa pha trà sợ quá, chén trà rơi loảng xoảng xuống bàn, hơn nữa còn vô tình bị bỏng ở tay. Đau đến miệng cô mở lớn mà không dám kêu lên. Để tôi xem nào. Diệp Phàm vội quýnh lên, bước một bước đến chỗ nông viện viện, nâng bàn tay bị bỏng hơi đỏ lên. Hơi vận động bàn tay, hơi ấm từ bàn tay tỏa ra, nắm lấy bàn tay nông viện viện vừa xoa nhẹ vừa nâng lên. Đừng, tôi. Nông viện viện hoảng hốt, muốn rụt tay lại, nhưng lại e rằng không nể mặt chủ tịch Diệp, không dám lên tiếng. Hơn một phút trôi qua. Đỡ hơn chút nào chưa? Diệp Phàm trị thương xong ngẩng đầu lên mới nhận ra hành động vừa rồi của mình hình như có chút hơi quá. Nắm tay một cô gái lại còn xoa nắn, bởi vì khuôn mặt nông viện viện lúc này như đang nở đầy hoa đào, ngượng đến nỗi cổ cũng ửng hồng. Ha ha, vừa rồi tôi có chút cuống quýt. Hắn ngượng ngùng nói. Không sao đâu, chủ tịch, chỉ là quan tâm cấp dưới thôi. Nông viện viện cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Giọng nhỏ chỉ hơn tiếng muỗi. Tuy nhiên trong lòng lại thầm trách, xem ra chủ tịch Diệp này cũng không tốt đẹp gì. Đàn ông đều không thể thoát khỏi chữ sắc, sau này phải cẩn thận mới được, trong phòng làm việc, lần đầu gặp mà dám làm vậy, thế này về sau, trước khi anh ta chọn thư ký, vậy cứ phải im lặng chịu đựng anh ta ư, làm sao bây giờ? Diệp Phàm không thể ngờ chỉ vì bản thân nhất thời quá tốt bụng quan tâm người khác đã để lại trong lòng phó chủ nhiệm nông ấn tượng về một chủ tịch háo sắc. Cách đó không xa chính là tòa nhà có phòng làm việc của một vị chủ tịch điên một vị chủ tịch chết mà Liễu Mi Phương nói. Đầy cái cửa gỗ nặng trịch, bên trong là cảnh vật thật thê lương. Khắp nơi là tơ nhện và phân chuột rải khắp nơi, cỏ dại mọc thành bụi. Một con mèo hoang to tướng nhìn Diệp Phàm nhưng lại không hề có ý định bỏ chạy. Đôi mắt mèo mở to như đang khiêu khích Diệp Phàm. Diệp Phàm tức giận tiện tay cầm hòn đó ném. Dù con mèo có linh hoạt thế nào. Không may hôm nay nó lại gặp phải Diệp Phàm. Bị ném đá vào giữa người, đau quá kêu meo meo, vội chạy đi. Nó còn quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, như là phải ghi nhớ, khiến Diệp Phàm thấy buồn cười. Đây là Diệp Phàm đã nể tình rồi, nếu không nó đã thành món cao rồi. Chủ tịch Diệp, con mèo đó. Nông viện viện phía sau bộ dạng trần trừ, hình như con mèo này có vấn đề gì. Chương 777 Chủ tịch Giang treo cổ chết tại căn phòng này. Gì vậy, chỉ là một con mèo hoang mà gan cũng lớn lắm, còn dám khiêu khích cơ đấy. Diệp Phàm thuận miệng hừ nói. Con mèo đó, hình như là do chủ nhiệm Mã Vân Tiền nuôi trong nhà,
thường xuyên đi lang thang ở chỗ huyện phủ này. Có lúc còn đi tè ở phòng làm việc của người ta, ai cũng biết là mèo của chủ nhiệm Mã, nên chẳng ai tính toán với nó. Vừa rồi không biết nó có bị thương không, nếu bị thương thì chủ nhiệm Mã lại mắng người ta mất thôi. Nông viện viện có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, thú vị thật. Diệp Phàm thản nhiên cười, không cho là quan trọng, tiếp tục đi vào bên trong. Trong tòa nhà trồng nhiều cây trúc trông cũng khá tươi tốt. Quang cảnh trong tòa nhà khá đẹp, đi trên nền đá trải đầy lá rụng, Diệp Phàm bùi ngùi. Tòa nhà lớn như vậy mà không ai ở, để không thật uổng phí. Có phải huyện chúng ta nhiều phòng quá đến mức dùng không hết không? Diệp Phàm quay đầu hỏi nông viện viện đang đứng bần thần phía sau, có vẻ rất hoang mang, đứng cách hắn đến 7-8 mét. Ôi, có phải cô bị hành động đột ngột vừa rồi của tôi dọa cho sợ quá phải không hay là bị chuyện ma quỷ ám ảnh vậy? Diệp Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười. Diệp, chủ tịch Diệp, nghe nói ở đây có ma. Chúng ta đừng nhìn nữa, đi thôi, vừa bẩn vừa hôi. Ở đây có tòa nhà không có người ở, vì thế vấn đề chỗ ở cũng đang gay gâu đấy ạ. Nông viện viện kiên trì, ánh mắt đảo qua đảo lại tòa nhà, đến cổ họng cũng có chút run rẩy. Nếu thiếu phòng thì tôi quyết định rồi. Phòng mà huyện cấp cho tôi không cần nữa, tôi sẽ ở đây. Tòa nhà lớn vậy, ở thoải mái. Phó chủ nhiệm Nông, cô sắp xếp lại một chút, kêu vài người đến quét dọn qua là được, ha ha. Diệp Phàm tiện miệng cười nói. Diệp, chủ tịch Diệp, anh nói đùa đúng không? Nông viện viện mở to mắt, sợ run lên hỏi. Việc này có thể nói giỡn sao? Tôi nói thật đó, cô lập tức sắp xếp người đi. Diệp Phàm cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc. Không, không thể được. Nông viện viện chợt bình tĩnh lại, giọng như hét lên. Sao lại không được, chúng ta đều là người hiện đại cả, còn đi tin thuyết ma quỷ gì đó sao? Đó đều là mê tín, không cần nói thêm nữa, tôi quyết định vậy rồi. Diệp Phàm ý đã quyết. Đương nhiên thằng nhóc này thực ra cũng không phải có đại nghĩa như vậy. Hắn muốn chuyển đến ở đây là có mục đích cả. Lý do đầu tiên là do có môi trường tốt, thứ hai, chủ yếu là muốn từ tòa nhà này tìm ra chút ít dấu vết còn để lại, để tạo mối quan hệ với chủ nhiệm Thiết trên tỉnh. Bởi vì chủ nhiệm Thiết của Ủy ban Kỷ luật tỉnh giao cho Diệp Phàm việc điều tra cái chết cả chủ tịch Giang. Dù nói không bắt hắn nhất định phải điều tra rõ ràng nhưng dù có là làm bộ làm tịch thì cũng phải tra cho có chứ, đúng không nào? Hơn nữa, nếu thật sự có thể điều tra rõ ràng thì sau này còn có thể cải thiện quan hệ với chủ nhiệm Thiết. Có được mối quan hệ tốt với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật sắp được vào thường vụ, điều này đối với hắn mà nói thì thật là một chuyện tốt chỉ có lợi mà không bị thiệt thòi gì cả. Phía sau huyện còn có tòa nhà, chủ nhiệm Liễu và mấy người đều ở phía trong, còn để trống ba phòng. Chính là để lại cho chủ tịch mới đến, vẫn để trống suốt, bởi vì không có ai đến. Nông viện viện giải thích. Vẫn còn phòng, những tòa nhà lớn như của Mã gia có vẻ cũng không ít nhỉ. Diệp Phàm nở nụ cười. Đương nhiên là để trấn tĩnh nông viện viện một chút. Hết rồi, có ba tòa nhà lớn nhất. Mã Hồ Tử có ba anh em. Nơi anh cả Mã Hồ Tử ở chính là tòa văn phòng đảng ủy mà Bí Thư Chu hiện tại đang làm việc. Nơi anh hai Mã Chính Lương ở chính là văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện mà anh vừa anh đến. Em út Mã Vũ Đồng là em gái, ở ngay tại tòa nhà này. Ba tòa nhà lớn này đều có đến khoảng 60 phòng, phòng khách cũng rất lớn, hơn nữa còn được chia làm ngoại viện và nội viện. Nội viện là nơi ở của những họ hàng và cấp dưới của ba anh em bọn họ, là nơi xử lý tranh cãi về những chuyện gia tộc. Nội viện là nơi người nhà nghỉ ngơi. Ngoài ba tòa nhà lớn này còn có mười mấy tòa nhà khác, có mười mấy đến khoảng 30 phòng. Trước kia chỗ Mã Hồ Tử ở đều là họ hàng thân thích hoặc cấp dưới của ông ta. Khi đó Chủ tịch Ngưu và Chủ tịch Giang đều làm việc trong tòa nhà này, bọn họ đều ở trong nội viên. Chủ tịch Giang treo cổ tự tử chính trong phòng mình, cho nên Chủ tịch Diệp, anh không thể ở đây được, rất nguy hiểm. Nghe nói lưỡi của người treo cổ rất dài, hơn nữa bọn họ thường là có nỗi oan khuất. Trong lòng oán khí không tiêu tan, sẽ ảnh hưởng đến người sống. Nông viện viện có chút né tránh nói. Không phải nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Cô gọi mấy đồng chí nam đến giúp dọn dẹp qua. Cả năm nay không có ai ở, xem chừng cũng phải khử độc diệt chuột rán côn trùng gì đó. Phải rồi, tòa nhà này không có phòng vệ sinh sao? Diệp Phàm hỏi. Phòng vệ sinh, hình như có hai phòng, một ở nội viện và một ở ngoại viện.
lúc đó sau khi xây dựng huyện đã sửa nhà vệ sinh cũ thành một nhà vệ sinh khá lớn. Nông viện viện chỉ trỏ. Tòa nhà lớn thế này mà chỉ có 2 phòng vệ sinh, cũng khá bất tiện đây. Sao không xây thêm vài phòng, nửa đêm muốn đi vệ sinh thì thật quá bất tiện. Diệp Phàm nhíu mày, đây là một vấn đề lớn. Phòng vệ sinh mới sửa ở tận tầng 1, giả sử ở tầng 3, vậy thì nếu đêm hôm mà muốn đi vệ sinh hay gì đó thì chẳng phải là quá phiền phức sao. Dù sao thì cũng không thể học theo người xưa, dùng lại bô để tiểu. Khi đó thiếu kinh phí, bây giờ muốn xây nhà vệ sinh với bể chứa nước, bên trong có bồn cầu và chậu rửa gì đó nữa, thì cũng phải tốn khoảng 5.000, huyện ta lấy đâu ra tiền. Nếu thật sự Chủ tịch Diệp muốn ở đây thì tôi sẽ cử người xây một phòng vệ sinh chuyên dụng cạnh phòng anh. Nông viện viện nói. Cũng được, nói thêm với những cán bộ trong huyện là ai muốn chuyển đến ở đây tôi đều rất hoan nghênh, càng đông càng vui mà. Mà tôi xin nói trước, nếu đông người ở thì phải tiến hành sửa chữa tổng thể. Thêm nữa, để phòng chống như vậy thật quá lãng phí. Tôi đoán còn rất nhiều thanh niên chưa được phân chỗ ở đúng không? Diệp Phàm cười nói. Dạ, thật ra chỉ có cán bộ cấp phòng ban mới được phân phòng, nhân viên bình thường đều phải thuê phòng tại nhà dân. Về vấn đề thu nhập tài chính của huyện, mỗi năm chỉ riêng lương còn phải nợ cán bộ công nhân viên vài triệu, lấy đâu ra tiền xây tòa nhà ở cho cán bộ. Tuy nhiên, may là nhà dân cũng rẻ, thuê một căn phòng khoảng 10 đồng là đủ rồi. Đương nhiên, nếu thuê phòng xây bằng gạch thì đắt hơn nhiều. Chủ tịch Diệp cũng thấy rồi đấy. 80% phòng ở của huyện chúng ta đều là tường đất nhà gỗ. Phòng xây bằng gạch là rất hiếm. Những điều nông viện viện biết quả thực không ít. Bí thư Chu, Chủ tịch Diệp nói là muốn ở tòa nhà ma quái kia, phải làm sao bây giờ? Chủ nhiệm Liễu nhíu mày hỏi. Cô chưa giải thích rõ cho anh ta sao? Bí thư Chu Phú Đức vừa cào nhàu vừa rót cốc nước sôi, hỏi có vẻ bất ngờ. Bí thư Chu chưa bao giờ uống trà, cũng không thích dùng tách trà. Kiểu nói của ông ta đặc sệt kiểu nông dân, uống rượu thích dùng chén lớn, ăn thịt thích gặm miếng to, uống nước cũng nên như vậy mới đúng. Phó chủ nhiệm nông đã giải thích qua, anh ta nói muốn dành phòng của mình cho những người cần đến, còn bảo tòa nhà kia để trống thì thật lãng phí những cái gì nữa. Anh ta còn nói thêm những người muốn đến đó ở anh ta đều hoan nghênh. Giao cho phó chủ nhiệm nông thống kê việc sửa chữa tòa nhà. Liễu Mi Phương nói, hừ. Bắt đầu lung lạc lòng người rồi, tôi dù sao cũng muốn xem ai dám ở cùng anh ta. Cái chốn đầy suối quẩy này còn sợ gì rơi xuống âm tào địa phủ. Chu Phú Đức đột nhiên nghĩ lại, không giống vẻ ngoài hào nhoáng của ông ta, khoát tay cười nói. Tính theo ý anh ta đi, Chủ tịch Diệp vừa đến đã có thể nghĩ cho huyện ta như vậy, thật là một cán bộ gương mẫu. Cái đó tôi giao cho phó chủ nhiệm nông toàn quyền chịu trách nhiệm rồi. Tuy nhiên, Chủ tịch Diệp muốn huyện làm cho anh ta một phòng vệ sinh chuyên dụng. Nếu nhiều người ở chỉ e còn phải xây thêm phòng vệ sinh. Tòa nhà đó mà sửa chữa phải tốn đến mấy chục nghìn. Liễu Nghi Phương vừa nói đến tiền, bộ ngực kia đột nhiên rung lên. Vừa nhắc đến tiền, đàn bà đã thấy tiếc, mà cũng có phải tiền riêng đâu. Chu Phú Đức liếc nhìn bộ ngực chủ nhiệm Liễu. Hơi nhíu mày, nói. Dù sao đây cũng thực sự là một vấn đề. Như vậy đi. Xây một phòng vệ sinh chuyên dụng cho Chủ tịch Diệp là được. Phải dùng vật liệu tốt, không được bớt xén. Nếu có người khác muốn ở, nhất định không xây thêm phòng vệ sinh nữa. Huyện cấp phòng ở là tốt lắm rồi, dù sao cũng đâu phải nhà trọ. Tuy nhiên ông ta thầm mắng ai mà dám đến ở cái nơi suối quẩy đó chứ. Phòng vệ sinh này làm ra chả phải lãng phí thì là gì? Lẽ nào tên họ Diệp này vừa đến đã muốn thể hiện rồi? Hôm qua cậu ta mang về 4-5 cái xe, hôm nay mình đã không được yên rồi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cố Vân Phong, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lan Tân, còn có mình nữa chứ, một đám đều chả làm được cái gì, nhưng khi đòi xe thì đưa ra đầy đủ lý lẽ hùng hồn. Cái gì mà vì yêu cầu của công việc, mấy người có mà phá hoại công việc thì có. Cái xe này chả phải là để đưa bà xã với con cháu đi hóng gió chơi đùa còn gì. Tuy nhiên, xe này tạm thời lại chính là khoai lang bỏng tay. Vốn cho rằng giành quyền phân phối xe cho mình còn khen hắn biết điều. Hóa ra cái biết điều này cũng là có âm mưu cả, tên nhóc này thật không đơn giản. Muốn qua mặt mình à, cậu còn non nớt lắm, bí thư Chu xoa huyệt thái dương, cảm giác như đang nghĩ ngợi gì ghê lắm khiến người khác cũng phải phiền lòng. Buổi chiều,
Diệp Phàm vào phòng làm việc của bí thư Chu Phú Đức. Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa nhân vật quan trọng thứ nhất và thứ hai của huyện Ma Xuyên. Phòng làm việc của Chu Phú Đức bố trí không khác mấy phòng của Diệp Phàm. Cũng là phòng cao nhất của tòa nhà, còn to hơn phòng của Diệp Phàm một chút. Bên trong không có ghế xoay, thay vào đó là mấy cái ghế gỗ cũ kỹ, thô ráp, trông cũng không được tinh xảo lắm. Thấy Diệp Phàm vào, Chu Phú Đức đứng lên, chỉ vào chiếc ghế đối diện, cười nói. Chủ tịch Diệp, ngồi đi. Tiện tay rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc để trên bàn vứt qua, lại gõ gõ nắp bao thuốc trong tay, cười nói. Tôi hút cái này đây, thói quen mười mấy năm nay rồi. Nếu chủ tịch Diệp không quen thì cũng xin tùy ý. Có gì mà không quen, tôi cũng sinh ra từ trong khổ cực, trước đây cũng hút loại này. Diệp Phàm cười nói, liền đứng dậy châm thuốc cho Chu Phú Đức, rồi cũng châm cho mình một điếu. Hai người im lặng hút đến nửa điếu thuốc, khói thuốc bay phủ khắp phòng, có cảm giác như căn phòng thần tiên trong núi. Diệp Phàm cười nói, bí thư Chu, nhiệm vụ lần này đến Ma Xuyên của tôi quả thật rất khó khăn. Chương 778, cuộc đối thoại của Đại Đương gia và Nhị Đương gia. Ôi, một nhiệm vụ không thể hoàn thành được, bảo huyện Ma Xuyên chúng ta phải vượt qua huyện Hồng Sa Châu, thật là không thể nào được. Chu Phú Đức cũng không già mồm cãi láo, nói thẳng ra, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đúng thế, chỉ có 2 năm, nếu cho 10 năm thì còn có thể. Với thời gian ngắn như thế, tình hình huyện Ma Xuyên chúng ta thì bí thư Chu cũng nắm quá rõ rồi. Công nghiệp thì yếu kém, nông nghiệp cũng không có gì đặc sắc. Dân cư đều sống dựa vào việc trồng khoai lang, trồng lúa, nuôi lợn. Còn về việc trồng trà thì cũng không ra sao cả. Không có nguồn thu nhập nào khác, cả việc cơm ăn áo mặc và việc trẻ em được đến trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề nan giải nhất là giao thông trong huyện. Cái gì mà gọi là đường chứ, núi thiên xa đó, chẳng qua chỉ là một con đường cụt. Diệp Phàm cũng đã có những tìm hiểu bước đầu về những khó khăn của Ma Xuyên, nêu ra một vài vấn đề còn tồn tại. Cũng chẳng phải là nền tảng công nghiệp yếu kém, chẳng qua chỉ là lời nói giảm nói tránh của anh. Giữa hai chúng ta cũng không cần phải nịnh nọt nhau làm gì. Huyện chúng ta cơ bản là chẳng có được vài cái nhà máy. Về công nghiệp, ngoài mấy nhà máy và mỏ đồng bên thị trấn Thanh Sơn do đồng chí Thiết Đông thu hút được đầu tư ra, thì huyện cũng không có được vài cái nhà máy. Có thể nói như vậy, công nghiệp hoàn toàn không có nền tảng gì, thu nhập tài chính của huyện ta một năm không đến chục nghìn, đều là thu được từ nông nghiệp thôi. Ngoại trừ mỏ đồng đã khai thác từ lâu, ước tính thu nhập từ công thương nghiệp không được 10%. Thế thì gọi gì là công nghiệp chứ? Phó Chủ tịch Lôi được phân công quản lý về công nghiệp nhàn đến phát bệnh. Mỗi ngày ngoài câu cá, chơi cờ ra chẳng có việc gì khác để làm. Đối với mấy cái nhà máy rách nát kia, một ngày đi loanh quanh hết. Ngày ngày cứ phải dương mắt chứng kiến tình trạng kinh tế trì trệ, thật là bực mình. Chu Phú Đức vẻ mặt nghĩ ngợi, chẳng thể vui lên được tí nào. Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái dò xét, nói. Lần này bên Mạc Hương đặc biệt phái anh đến đây, những việc anh làm đối với Ngư Dương cũng có chút nổi bật. Khiến một huyện vốn nghèo thứ 5 thứ 6 của huyện trong chốc lát trở thành huyện đứng thứ 15 của tỉnh cũng phải cần đến hơn một năm, tiến lên một giai đoạn. Tin rằng Bí Thư Trang và Chủ tịch Địa Khu Vương cũng thấy được điểm này, điều động anh đến đây. Bọn họ giao cho anh nhiệm vụ này cũng là ép buộc phía tỉnh rồi. Huyện Ma Xuyên chúng ta nếu vẫn không thể thoát khỏi cái tiếng nghèo nhất tỉnh thì tôi thật chẳng còn biết giấu mặt vào đâu. Hàng ngày cứ phải nhìn cảnh cả huyện chẳng có được đoạn đường nào trải nhựa cả. Đến giờ vẫn toàn đường đá, xe cộ đi qua là bụi bay đầy trời, áo quần thì bám dày một lớp bụi. Thật đáng buồn, ôi! Biết là hổ thẹn đấy nhưng tôi cũng lớn tuổi rồi, trình độ văn hóa thấp, kiến thức nông cạn, chẳng thể nào theo kịp thế hệ trẻ bây giờ nữa rồi. Anh có ý tưởng gì, phải làm những gì, tôi đều toàn tâm toàn ý ủng hộ. Cảm ơn anh, Bí Thư Chu, có câu này của anh tôi yên tâm rồi. Nói thật là tôi cũng đang trong thế khó đây. Kinh tế của Ma Xuyên mà không đi lên, tôi còn có thể đứng vững ở đây nữa không? Qua bước đầu tìm hiểu, tôi cho rằng huyện mình vẫn nên giữ nguyên bản sắc. Trước tiên phải mở rộng, sửa sang đường xá một chút. Nếu không các loại nông sản, hoa quả trồng trong núi không có cách nào vận chuyển ra được. Bàn đến vấn đề đường xá ở Ma Xuyên, chỉ cần mấy vị lãnh đạo của địa khu và một vài thương nhân hợp tác với nhau là sẽ ổn thỏa thôi. Không sửa chữa nâng cấp đường xá thì không xong. Tuy nhiên,
chúng ta cũng không có tiền để sửa chữa toàn bộ. Tôi nghĩ vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên và dân chúng trong huyện hợp mưu hợp sức, xem có thể làm được chút nào không. Huyện đầu tư một chút, dân chúng bỏ công bỏ sức giúp một chút là có thể sửa xong được con đường đó. Nếu không thì bàn chuyện gì cũng chỉ là nói suông thôi. Các nhà đầu tư còn chẳng vào được thì nói gì đến chuyện đầu tư phát triển kinh tế. Diệp Phàm chân thành nói. Trong lòng thầm nghĩ, anh dĩ nhiên là ủng hộ tôi rồi. Đạt được thành tích thì cả hai chúng ta cùng hưởng, lỡ có thất bại thì một mình tôi chịu. Tuy nhiên lần này cũng chỉ là ngoài mặt đồng ý ủng hộ, thái độ thật sự thì còn phải xem biểu hiện bằng hành động như nào nữa. Có vẻ cũng không dễ để làm được những việc đó. Trước đây mỗi năm Cục Giao thông địa khu sẽ trích một ít, tôi cũng sẽ đi tới các ban ngành của các địa khu khác để huy động một ít, toàn bộ khoản tiền nhiều nhất là được 700-800 nghìn. Thiếu chút nữa khiến cục trưởng Ngô giơ chân rồi, thấy tôi liền trốn mất, căn bản là không tìm thấy người, nói huyện Ma Xuyên chúng ta chính là một khối u ác tính gì gì đó. Khoản tiền đầu tư cho giao thông năm nay vẫn chưa được trích. Vài ngày nữa tôi sẽ đi địa khu một chuyến. 700-800 nghìn này là khoản tiền cố định rồi, còn về huyện mình thì anh chẳng cần nghĩ làm gì nữa. Tình hình tài chính của huyện có lẽ anh cũng chưa nắm rõ lắm. Về mặt sổ sách thì đều là các khoản thâm hụt. Hiện nay còn nợ bên ngoài hơn 10 triệu, muốn người dân đóng góp công sức thì có thể tuyên truyền được. Kêu gọi trưởng ban tuyên giáo Đỗ phối hợp thực hiện, khuếch trương thanh thế. Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Chu Phú Đức vừa nhả khói vừa khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi nhức đầu. Còn nữa, 5 chiếc xe anh mang về định sắp xếp thế nào? Hôm đó đưa cho cục trưởng Ngô 2 chiếc, còn lại 3 chiếc, anh đưa ra ý kiến đi, bây giờ xe còn đang để ở trong huyện. Chu Phú Đức nói. Kỳ lạ thật, con người Chu Phú Đức khôn khéo như vậy sao lại không hiểu để đi làm mà lại để việc tốt như thế cho mình? Chẳng lẽ việc phân phối xe này sẽ gây phiền toái gì đó? Diệp Phàm giật mình, lập tức cười nói. Bí thư Chu, mặc dù những chiếc xe này là do tôi lấy từ chỗ cục trưởng Lâm về nhưng cũng là dựa vào danh nghĩa của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ma Xuyên. Đương nhiên nên để anh lo việc phân phối chứ. Bảo tôi đi phân phối, thứ nhất là tôi không hiểu rõ tình hình trong huyện, không biết đơn vị nào cần đến xe. Hai là cũng không được thỏa đáng, vẫn nên để anh phân phối thì hơn. Diệp Phàm vội đem củ khoai lang bỏng tay này trả lại Chu Phú Đức. Ha ha, tôi già rồi. Phòng tài chính là do anh quản lý, việc phân phối xe vẫn nên để anh đảm nhiệm đi, quyết định thế. Chu Phú Đức cười. Vậy được, tôi thấy chiếc Santana của bí thư Chu cũng khá cũ rồi, không tiện lợi cho việc công tác. Anh là người đứng đầu của huyện ủy, trước tiên anh hãy chọn lấy một cái còn chiếc xe cũ của anh có thể phân cho đơn vị nào đó. Diệp Phàm trước là dành cho Chu Phú Đức một ân tình. Hơn nữa, xe mà bí thư Chu cần dùng, tự nhiên sẽ không có ai dám giành đoạt. Còn lại 2 chiếc xe sẽ nghĩ cách để phân phối đi. Không nên vì chuyện xe cộ mà đắc tội với người ta lại chuốc thêm phiền phức. Ha ha, được, tôi cũng không khách sáo nữa. Trước tiên chọn chiếc đời 2 đi. Còn chiếc xe cũ của tôi anh cứ xem xét rồi sắp xếp đi. Chu Phú Đức cười, trong lòng thầm khen Diệp Phàm hiểu chuyên, mắt nhìn thật chuẩn. Còn nữa, huyện ta cũng đã hơn 1 năm nay không có chủ tịch huyện. Nên chiếc xe trước kia đã chuyển sang cho đơn vị khác từ lâu. Tôi nghĩ anh cũng nên lấy một chiếc đi. Không cần đâu, tôi có mang một chiếc xe tới, dùng cái đó là được rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy sao được, chiếc xe của anh đã quá cũ rồi, nếu giữa đường bị hỏng hóc thì ảnh hưởng đến công tác. Hơn nữa đường ở huyện ta quá kém, như vậy thì nguy hiểm lắm. Chu Phú Đức lắc đầu. Không sao đâu. Chiếc xe này của tôi là phần thưởng khi bắt được tội phạm quốc gia khi còn ở Lâm Tuyền. Tuy sau đó có đụng độ vài lần, có hơi hỏng chút xíu nhưng tình trạng vẫn còn tốt. Diệp Phàm từ chối, trong lòng thầm nghĩ, bảo mình lấy một chiếc, không chừng sau lưng còn bao nhiêu ánh mắt muốn giết chết mình. Vừa quay lại phòng làm việc phó chủ nhiệm nông viện viện báo cáo tòa nhà đã được dọn dẹp lau rửa sạch sẽ. Chỉ có điều hiện tại còn chưa xác định được số người ở cho nên tạm thời chưa có biện pháp sửa chữa. Đã dán thông báo rồi nhưng chưa có ai đến đăng ký. Ha ha, đừng lo, thử đợi vài ngày xem, có lẽ mọi người còn đang suy tính, liệu có phải sẽ có người đi đầu xông vào hang cọp. Diệp Phàm cười nói, nhưng trong lòng thì lại thấy sửng sốt, quái lạ, chẳng lẽ cán bộ ở huyện này đều thật sự tin vào ma quỷ. Nếu không phải,
chẳng lẽ họ không muốn làm bạn với mình? Tại sao lại không muốn đến ở, không lẽ còn nguyên nhân nào khác? Phó chủ nhiệm nông, cô thông báo cho các phó chủ tịch huyện, đặc biệt là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp, đồng chí Lôi Lượng Minh và phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, đồng chí Bao Trường Thanh. Bảo họ chuẩn bị đi, mai tôi muốn nghe họ báo cáo cụ thể tình hình nông nghiệp và công nghiệp trong huyện. Trọng điểm là vấn đề khôi phục kinh tế, tập trung việc ổn định và phát triển nông nghiệp, làm nổi bật đặc sắc của ngành nông nghiệp. Về mặt công nghiệp có ý tưởng gì hay cứ việc đề xuất. Đổi mới và phát triển là chính, càng mạnh dạn càng tốt. Diệp Phàm giải thích, nói một lần một loạt các yêu cầu. Vừa nói xong, ở cửa có một ông lão đến, trên đầu lưa thưa vài sợi tóc, dưới cằm thấp thoáng mấy sợi râu. Dáng người thẳng, mặc chiếc áo tôn trung sơn màu xanh cổ bị giặt trắng. Khổ người có chút già lão. Diệp Phàm đang buồn bực thì nông viện viện vội hô. Xin chào chủ nhiệm Cố. Chủ nhiệm Cố, là chủ nhiệm của địa phương nào vậy? Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, nhất thời không nghĩ ra. Tuy nhiên thấy điệu bộ cung kinh của nông viện viện, trong lòng thầm nghĩ người này chắc cũng có chút vai vế trong huyện. Bởi vậy muốn chào hỏi ông ta một tiếng. Ai ngờ chủ nhiệm Cố lại mở miệng trước, nói bằng giọng kiêu căng. Tôi là Cố Vân Phong, làm việc ở Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân, hóa ra là chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cố Vân Phong. Ta nói có gì mà ghê gớm, một ông già sắp xuống mồ rồi còn khoe khoang cái khỉ gì nữa. Diệp Phàm cười thầm trong lòng, miệng thì nhiệt tình cười nói. Là chủ nhiệm Cố đấy à? Chào chú, mời ngồi. Phó chủ nhiệm nông, mau pha trà. Không cần, ta chỉ hỏi chủ tịch Diệp một câu thôi. Cố Vân Phong còn nghĩ mình là nhân vật chính thật, ra vẻ. Xem chừng là tật xấu khi còn là nhân vật số một. Dù bây giờ đã lui về tuyến hai nhưng vẫn chưa quên những lời nói quyền uy. Chủ nhiệm Cố, mời chú nói đi ạ. Diệp Phàm hơi có phần khách sao, bởi vì một chủ tịch huyện như hắn cũng vẫn còn cần sự tán thành của Hội đồng Nhân dân. Một thời gian nữa huyện sẽ tổ chức đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau khi buổi lễ đó xong, hắn mới chính thức thành chủ tịch huyện. Tuy nói đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân chỉ là một thứ thủ tục, phần lớn đều là do phía trên giao cho một số vị đại biểu đến cùng tổ chức qua loa là xong. Tuy nhiên cũng có chuyện lật thuyền trong mương, ví dụ như trường hợp nhảy phiếu hoặc chưa thông qua. Tình huống kiểu này thường là do có người dở trò. Đương nhiên, không thể thông qua. Anh đành phải lén lút tìm đường về phủ còn vấn đề về sau sẽ do cấp trên tự khắc giải quyết. Đương nhiên, tình huống như này cũng không thường xuyên xảy ra, thường là rất hiếm. Bởi vì cả đảng ủy và hội đồng nhân dân đều phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh tình huống này. Như thế thực ra chứng tỏ đảng không thể kiểm soát gì được địa phương, ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi tôi đi tìm bí thư Chu, anh ấy nói còn hai chiếc xe, tôi cũng không làm kiêu, liền chọn một cái Santana 2. Hội đồng Nhân dân chúng tôi cho tới nay, vì ủng hộ công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, không lẽ đến chiếc xe cũng không nỡ phân cho sao? Tình hình tài chính của huyện như thế nào chúng ta đều rõ cả. Trước đây thì không nói làm gì, tuy nhiên lần này địa khu đã phân cho mấy chiếc xe, nói thế nào cũng nên phân cho hội đồng nhân dân một chiếc. Nếu không, với tư cách cơ quan đại biểu của nhân dân, làm sao thực hiện được nghĩa vụ giám sát mà nhà nước giao cho? Làm sao để giữ được mối quan hệ tốt với nhân dân? Đừng tưởng chủ nhiệm Cố già rồi, miệng lưỡi xem ra vẫn còn rất sắc sảo, mồm mép tuyệt nhiên không già chút nào. Để lấy được chiếc xe đã phải đưa ra bao nhiêu lý lẽ, cứ như hội đồng nhân dân đã làm được bao nhiêu việc lớn kinh thiên động địa không bằng. Chẳng làm được cái trò trống gì đến lúc muốn xe thì đòi quyền lợi, sao không thấy nói đến trách nhiệm? Diệp Phàm trong lòng cười khổ, đối với lão già ghê gớm này. Tạm thời chưa nghĩ ra cách đá đít. Diệp Phàm cười nói. Chủ nhiệm Cố, Hội đồng Nhân dân là một trong bốn cơ quan điều hành của huyện. Theo lý mà nói nên được phân xe. Tuy nhiên, tình trạng của huyện ta chú cũng thấy cả rồi, tiền đều là đi vay, đều chỉ là hình thức thôi. Khó khăn lắm mới lấy được mấy chiếc xe từ địa khu về. Vừa chốc cái đã chỉ còn hai chiếc, nhiều phòng trong huyện còn chưa có xe những đơn vị chấp pháp như viện kiểm sát. Tòa án nghe nói rất khan hiếm xe cộ. Cảnh sát của phòng công an còn phải lái máy kéo đi phá án. Cho nên, chú xem như này được không, vừa hay bí thư Chu vừa để lại chiếc Santana chỗ tôi, trước mắt cấp cho hội đồng nhân dân dùng, thế có được không? Diệp Phàm thương lượng, cố gắng không để đắc tội với lão già lợi hại này.
Loại người như lão già này, đảm bảo sẽ không giúp ai lo chuyện bao đồng, trước mặt cấp trên nói vài lời tuyệt nhiên là chẳng còn vấn đề gì nữa. Hơn nữa, như Cố Vân Phong, dù sao cũng sắp nghỉ hưu rồi, cũng không muốn thăng quan gì nữa, ông ta còn sợ ai chứ? Nói chung không thể đề nghị lãnh đạo địa khu lấy đi cái mũ chủ tịch hội đồng nhân dân của ông ta. Giả ăn mày đấy hả? Chiếc xe của bí thư Chu ai mà không biết, trên đường về xã thị trấn còn phải dừng lại vài lần. Cái thể loại xe sắp vứt đi này còn đem ra dùng làm gì? Dù sao cũng không thể coi hội đồng nhân dân như tổ tông già cần phải thờ cúng. Chi phí hương khói mỗi năm cũng không đáng bỏ ra. Cố Vân Phong có chút kích động, môi run lên bần bật, như sắp tuôn ra một tràng những lời oán giận. Tiền sửa chữa ủy ban nhân dân huyện đưa cho, các chú dùng thế nào? Diệp Phàm vẫn kiên nhẫn thuận theo tính khí của Cố Vân Phong. Chủ tịch Diệp, nói thật với anh, nếu hôm nay anh không cấp cho chúng tôi một chiếc xe mới, tôi sẽ không đi đâu. Có phải anh coi hội đồng nhân dân chúng tôi là đồ giặc rưởi phải không? Hừ. Cố Vân Phong đấu với Diệp Phàm, đem hội đồng nhân dân ra dọa dẫm, núp dưới chiêu bài hội đồng nhân dân còn đồng chí Cố Vân Phong như kẻ mình người đầu trâu. Cứ tưởng ông bí thư Chu cáo già này khẳng khái hào phóng, không thèm lợi lộc, còn giao cho mình việc phân phối xe. Hóa ra chỉ là một màn kịch, chiếc xe này, bây giờ đã thành một cái que hàn nóng bỏng tay. Chương 779, Giáp Công. Tuy nhiên, tạm thời chưa thể đắc tội với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Mặc kệ, cứ phân một chiếc rồi tính. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng, miệng thì lại cười nói. Được, vậy cấp một chiếc đời hai. Tôi viết vài chữ rồi chú đến chỗ chủ nhiệm Liễu bên văn phòng huyện ủy nhận xe là được. Mong rằng sau này Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ công tác của huyện, đưa kinh tế cũng như mọi mặt của huyện Ma Xuyên chúng ta đi lên. Được, coi như anh vẫn là người biết điều. Không như tên Chu Phú Đức kia, chỉ toàn dở trò quỷ quái. Cố Vân Phong thản nhiên cười nói, gật gật đầu. Lão già này cũng hài hước gớm. Diệp Phàm trong lòng thầm kinh ngạc. Xem chừng trong số nhân dân của huyện chỉ có Cố Vân Phong là dám gọi Chu Phú Đức, nhân vật số một của đảng ủy này là tên. Xem ra lão già Cố Vân Phong này cũng có chút ảnh hưởng, không có chút gì là sợ Chu Phú Đức. Về sau này có việc gì không chừng còn có thể nhờ đến lão già này để gây sức ép một chút với Chu Phú Đức. Cho dù không khống chế hoàn toàn được Chu Phú Đức nhưng xem chừng lão già này đủ khả năng khiến cho ông ta phải đau đầu một phen. Cố Vân Phong cầm tờ giấy vừa quay người thì ở cửa xuất hiện một người tuổi trung niên. Dáng người mập mạp, mắt hí. Người này vừa đến thấy Cố Vân Phong cầm tờ giấy trong tay, lại nhìn lướt Diệp Phàm một cái, lập tức hiểu ra, cười nói. Ông Cố, đi nhanh vậy. Chim dậy sớm thì kiếm được miếng mồi ngon. Những lời này nghe cũng rất có lý. Ha ha, lão mập, anh cũng đâu có chậm. Cố Vân Phong cười nói, giơ tờ giấy trong tay lên, khoe khoang rồi cong mông đi ra. Chủ tịch Lan, xin chào, mời uống trà. Nông viện viện sợ Diệp Phàm không biết ông ta nên vừa rót trà vừa gọi rõ ràng. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, nhân vật trong huyện được gọi là chủ tịch chỉ có thể là chủ tịch mặt trận Tổ quốc, Lan Tân. Còn các chủ tịch khác như chủ tịch công đoàn hay chủ tịch ủy ban giáo dục thì có đáng kể gì? Chủ tịch Lan, chào ông, mời ngồi, hút điếu thuốc chứ. Diệp Phàm gượng cười đưa điếu thuốc Hồng Tháp Sơn cho, vừa nhìn người này là biết đến đòi xe, thầm nghĩ mẹ nó liều thật, mấy cái xe cũ rích còn không đủ cho mấy lão già các ông giành giật. Được, Lan Tân cầm lấy điếu thuốc rồi liếc nhìn, cười nói. Hồng Tháp Sơn cơ đấy, thật không tồi, làm chủ tịch huyện đúng là có chút đỉnh tiền. Nói vậy là có ý gì đây? Chẳng phải đang bảo mình tham ô hay chỉ biết hưởng thụ hay tiêu tiền của nhà nước gì gì đó hay sao? Diệp Phàm hơi trầm mặt xuống, ấn tượng về người này rất xấu. Tiện miệng nói, cũng không có gì đâu. Hồi còn ở Ngư Dương tôi đảm nhiệm chức chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền. Hồi đó mỗi tháng được cấp 2 bao phủ dung vương để phục vụ việc tiếp khách. Hiện nay tôi cũng chưa thấy thuốc để tiếp khách nên bao Hồng Tháp Sơn này là do tôi bỏ tiền riêng ra mua. Ha ha! Thường thì khi huyện ta có khách mới được mời thuốc lá. Vừa rồi có phải lão già Cố Vân Phong đã lấy một chiếc xe rồi. Vậy vừa hay còn một chiếc, nói thẳng ra thì cấp cho mặt trận Tổ quốc chúng tôi đi, chúng tôi. Lời Lan Tân nói cũng không khác mấy với Cố Vân Phong. Cũng chẳng gì ngoài những lý do kiểu như mặt trận Tổ quốc huyện không có xe mà vẫn một lòng vì nhân dân như thế nào, triển khai công tác phục vụ nhân dân ra sao. Ha ha,
Chủ tịch Lan, vừa hay còn một chiếc xe, là xe thương vụ. Nghe nói nhập khẩu từ Nhật, là loại xe tải có thể chở đến 7-8 người đấy. Cái này tôi định phân cho phòng công an huyện, nếu không cảnh sát nhân dân lại cứ phải lái máy kéo đi thi hành công vụ thì thật chướng mắt quá. Huống chi, đi địa khu cũng có thể thấy một phần. Nếu chủ tịch Lan thật sự cần dùng xe, thì vẫn còn chiếc Santa mà chủ tịch Chu ngày trước vẫn dùng. Tình trạng xe cũng còn tốt, còn dùng được vài năm nữa. Diệp Phàm cũng không pha trò, không có ấn tượng tốt với người này, nói thẳng ra luôn. Tôi không cần cái xe nát mà ông ta bỏ đi. Lan Tân đặt mạnh chén trà xuống bàn, trong lòng bất mãn. Tất cả đều nhăn nhó, nghĩ mình là bù nhìn chắc. Cố Vân Phong nhăn nhó là vì mình còn chưa hoàn tất quá trình để thành chủ tịch huyện chính thức, sợ phiền toái. Ông cũng nhăn nhó, Diệp Phàm nổi sung, tuy nhiên cố nén lại, nói. Chủ tịch Lan, bàn của tôi không phải làm bằng thép đâu, nhẹ tay chút, ha ha. Về phần chiếc xe mà ông gọi là xe nát tôi thấy có lẽ cũng không phải nát quá. Bí thư Chu còn có thể đi được, dùng thêm vài năm nữa chắc cũng không vấn đề gì. Ý Diệp Phàm đương nhiên là bí thư Chu là nhân vật số một mà còn có thể dùng chiếc xe đó được, ông chỉ một người ăn không ngồi rồi bên mặt trận tổ quốc thôi mà còn đòi hỏi này kia. Thật ư, vậy sao lúc nãy chủ tịch Diệp không bảo Cố Vân Phong lấy chiếc xe đó đi, hừ. Lan Tân cúi mặt xuống, lặng lẽ. Chú ấy đến trước mà, bây giờ chỉ còn lại một chiếc nên để dành cho phòng công an. Diệp Phàm nhịn cười, nói. Chiếc xe đó tôi nhất định phải có, chủ tịch Diệp. Nói một lời cuối cùng đi, có cấp hay không? Lan Tân nói như ra lệnh. Nếu muốn thì cấp cho chiếc Santa mà bí thư Chu từng dùng, không cần thì thôi. Còn chiếc xe kia thì không thể, không cấp cho bất cứ ai ngoài phòng công an. Diệp Phàm nói, giọng lạnh như băng, quay đầu về phía phó chủ nhiệm nông viện viện đang há hốc mồm, nói. Lập tức gọi điện cho trưởng phòng Ngô đến lĩnh xe. Không được gọi. Lan Tân giận quá mất khôn. Không ngờ dám kêu như vậy. Chủ tịch Lan, đây là Ủy ban Nhân dân huyện, không phải là mặt trận tổ quốc của ông. Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, vẻ giận dữ khiến nông viện viện phát hoảng. Hắn hét lên. Còn không mau gọi điện, không muốn giữ chức phó chủ nhiệm này nữa hả? Diệp Phàm trừng mắt, nông viện viện sợ đến bủn rủn cả chân tay, luống cuống nhấc điện thoại lên gọi. Được đấy chủ tịch Diệp, anh là cái thứ chủ tịch huyện thế này đấy hả? Nhất bên trọng nhất bên khinh, mặt trận tổ quốc là con mẹ kế, còn hội đồng nhân dân là con mẹ đẻ chứ gì. Hừ, Lan Tân tức giận đỏ bừng mặt, đập sầm cánh cửa bỏ đi. Diệp, chủ tịch Diệp, vẫn gọi chứ. Lúc này nông viện viện hỏi, hóa ra vừa rồi chỉ là giả bộ chứ không dám gọi thật, vẫn là nghĩ cho Diệp Phàm. Xem chừng cô là một người rất tinh tế, có thể chia sẻ nỗi lo nghĩ với lãnh đạo. Gọi cho Ngô Đồng bảo ông ta một câu. Hạn cho thời gian một giờ, nếu không đến nhận xe thì lần sau đừng đến đây nữa. Diệp Phàm hừ nói. Quan chức ở cái huyện Ma Xuyên này đều là một đám thổ phỉ, ai cũng mười đầu sáu tay, toàn là các ông lớn. Diệp Phàm nhất thời quên đi nông viện viện bên cạnh, bất giác mắng mỏ một câu. Ta đây còn là vương trên núi đấy. Hi hi. Nông viện viện cuối cùng cũng bật cười nhưng vừa thấy Diệp Phàm trừng mắt nhìn vội che miệng lại. Cười gì? Tôi nói có gì sai sao? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Chủ tịch Diệp, nghe nói trước đây chủ tịch Lan và chủ nhiệm Cố một người là chủ tịch huyện, một người là bí thư. Hai người cả đời đấu đá tranh giành, cho nên hôm nay chủ tịch Lan mới tức giận đến vậy. Nông viện viện cất tiếng giải thích. Thì ra là thế, tôi cứ thầm nghĩ bảo không hiểu sao lão già này lại có gan lớn đến vậy, hóa ra là gặp phải oan gia đối đầu. Thật là thú vị. Diệp Phàm trong lòng bình tĩnh trở lại. Lại viết tờ giấy đưa cho nông viện viện, nói. Cô đi lấy chìa khóa chiếc xe cũ của bí thư Chu đến nhà cho chủ tịch Lan đi. Giữ thái độ nhã nhặn vừa phải, thay tôi nói mấy lời dễ nghe. Ha ha! Chủ tịch Diệp, cái này. Nông viện viện có chút hối hận, không ngờ Diệp Phàm lại giao cái trọng trách nặng nề này cho mình. Cặp mắt to xinh đẹp kia đau khổ nhìn Diệp Phàm. Ha ha! Sao thế, không muốn ư? Diệp Phàm chợt nổi hứng trêu đùa cô, nói giỡn với cô vài câu cảm giác cũng dễ chịu hơn. Không, không phải, tôi đi. Nông viện viện bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, cô đi đi, nếu đưa được chìa khóa thì tôi sẽ thưởng cho cô. Diệp Phàm thản nhiên cười. Thưởng, thưởng gì?
Nông viện viện bắt đầu hứng thú. Đôi mắt to tròn ướt ướt nhìn Diệp Phàm khiến hắn thấy dạo dực trong lòng. Thiếu nữ dân tộc Choang có nét thú vị thật lạ. Nói xem cô muốn được thưởng cái gì? Diệp Phàm cười nói. Để tôi nghĩ xem. Nông viện viện khẽ nhắm mắt, nghĩ ngợi. Cái dáng điệu này, thật khiến người khác bồi hồi, có phần giống như các cô gái đang chờ đợi cái hôn của người yêu. Thư ký của anh do tôi chọn. Nông viện viện đột nhiên thốt lên một câu, khiến hắn giật nảy mình. Thử nói xem là ai để tôi xem có phù hợp không. Diệp Phàm giật mình, thấy nông viện viện có vẻ cũng là người tốt, vừa rồi còn tìm cách che chắn cho cấp trên. Có lẽ người mà cô giới thiệu cũng không có vấn đề gì. Phải biết là chức thư ký này khá quan trọng, có khi một nửa bí mật của mình thư ký đều nắm được cho nên không thể không cẩn thận. Tuy nhiên, đối với Diệp Phàm hiện nay mà nói, mọi thứ đều mù mờ. Tình hình Ma Xuyên hắn không nắm rõ, làm sao biết được ai làm thư ký thì phù hợp. Cho dù hỏi Phương Viên xem chừng anh ta cũng không hiểu rõ mấy thư ký trong tổ thư ký của văn phòng huyện ủy. Những người chủ nhiệm Liễu giới thiệu, Diệp Phàm cũng đã xem qua, tạm thời vẫn chưa quyết định. Nếu Liễu Nghi Phương có mục đích khác, sắp xếp một thư ký nằm vùng chỗ mình, chẳng phải mình gặp phiền phức rồi sao? Dù sao cũng không thể việc gì cũng phòng bị giấu giếm, thật là mệt. Đồng chí Sa Hồng Quân ở văn phòng thư ký huyện ủy cũng khá thích hợp. Nông viện viện lén thăm dò ý tứ của Diệp Phàm, điệu bộ lo lắng. Họ Sa, làm tôi giật cả mình, còn tưởng người nào từ Hàn Quốc mò đến cái xó huyện Ma Xuyên nghèo rất mồng tơi này để làm thư ký cơ đấy. Ha ha, Diệp Phàm thoải mái cười to. Cái gì chứ, không phải người Triều Tiên, anh ta cũng là người dân tộc Choang chúng tôi, là người Ma Xuyên chính tông. Nông viện viện quính cả lên, tự mình để lộ nội tình. Cậu ta chàng trai dân tộc Choang, cô là cô gái dân tộc Choang. Hai người có phải, cái kia? Diệp Phàm cố ý làm nét mặt có vẻ mờ ám. Nông viện viện thẹn đỏ mặt, vội nói. Không phải. Không phải thì là gì? Tôi có chút bối rối. Diệp Phàm từng bước tạo ra một cái giếng, trực tiếp đưa nông viện viện vào trong. Nói thật với anh ấy là anh họ tôi. Tôi cũng không sợ chủ tịch Diệp chê cười, anh ấy đúng là anh họ tôi. Nhưng anh ấy vốn không giỏi giao tiếp, đến tặng rượu cũng không dám. Tuy nhiên, anh ấy không phải ngốc nghếch gì, cũng là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Thủy Châu. Chỉ có điều. Diệp Phàm rút cục cũng khiến nông viện viện nói rõ chân tướng. Chương 780, nghèo còn ra vẻ. Chẳng lẽ có việc gì xảy ra với anh họ cô? Diệp Phàm cố ý hỏi, đã có ý định tạm thời để Sa Hồng Quân làm thư ký. Đã định như vậy thì phải tìm hiểu anh ta từ một phương diện khác. Diệp Phàm tiện tay lật sấp tài liệu Liễu Mi Phương đưa qua, kinh ngạc phát hiện không có tài liệu của Sa Hồng Quân, xem ra người này không có vị trí gì trong mắt cấp trên. Vậy anh có dự định cho anh ấy làm thư ký không, nếu không có thì tôi sẽ không nói đâu. Nông viện viện chớp chớp lông mi, nhìn thấy một tia giả dối lộ ra, xem ra cô gái này cũng không dễ qua mặt. Đương nhiên là có ý định rồi. Nếu không tôi quan tâm mấy chuyện tào lao đấy làm gì? Muốn làm thư ký của tôi thì tôi phải tìm hiểu rõ ràng, nếu không. Diệp Phàm giả vẻ nghiêm túc. E rằng anh nghe xong chuyện của anh ấy thì có khi sẽ không chọn anh ấy làm thư ký nữa, ôi. Nông viện viện lại thở dài. Trước tiên hãy cứ nói tôi nghe đã. Diệp Phàm cười nói. Anh họ tôi là Sa Hồng Quân, năm nay gần 28 tuổi. Vừa tốt nghiệp đã làm việc tại tổ thư ký của văn phòng huyện ủy. Lúc đó văn phòng huyện ủy phân ra làm các tổ, tổ thư ký văn thư, tổ tổng hợp, tổ tin tức, v.v. Vốn dĩ làm việc rất tốt, cấp trên cũng khá trọng dụng. Năm 26 tuổi còn được đề bạt làm tổ trưởng tổ tổng hợp của văn phòng huyện ủy. Tuy nhiên sau đó lại xảy ra một việc. Nói đến đây, nông viện viện có vẻ như e dè cái gì đó, ngó ra phía cửa xem xét. Nói tiếp đi. Diệp Phàm dục, cảm thấy nhất định thư ký Sa này hẳn phải liên quan đến chuyện gì thần bí. Cái đó xin anh nhất thiết đừng nói ra ngoài. Nông viện viện liếc Diệp Phàm căng thẳng nói, xem ra là thật lòng, sợ chủ tịch Diệp lại để lộ bí mật gì gì đó. Cái miệng này của tôi, cô có dùng thép trời cũng không cậy nổi đâu. Diệp Phàm đốt một điếu thuốc thản nhiên cười nói. Anh họ tôi năm 26 tuổi thích một cô giáo trong huyện. Không lâu sau hai người trở thành bạn. Phiền phức này sinh chính từ đây. Không lâu sau,
có con trai một vị lãnh đạo địa khu đến Ma Xuyên chơi vừa nhìn đã thích bạn gái anh họ tôi. Còn đưa tiền bảo anh tôi họ tôi rút lui gì gì đó, nhưng bị anh tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Anh ấy nói tình yêu không phải bán cải bắp, có đưa 100 triệu cũng không rút lui. Nếu Tố Khiết tự nguyện theo anh, tôi sẽ không nói nửa lời. Ôi, Tố Khiết chính là chị dâu tôi, tuy nhiên họ vẫn chưa kết hôn. Về sau, tên lưu manh kia còn đi làm phiền chị dâu tôi. Chị ấy đương nhiên không chịu, mắng mỏ thế nào cũng không chịu đi, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt. Anh họ tôi cuối cùng không chịu được, đánh nhau một trận với tên lưu manh đó, còn bị đâm một dao vào đùi, khâu mất hơn 10 mũi. Ôi, sau đó, chuyện đề bạt cũng vì vụ đánh nhau này mà thành mây khói. Tuy nhiên, cũng còn may, chị dâu tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh họ tôi, tình cảm càng bền chặt hơn. Chỉ có điều chị dâu tôi lại bị điều đến thị trấn Thanh Sơn dạy học. Anh họ tôi vốn dĩ cũng muốn đi, ngờ đâu huyện không đồng ý, cứ bắt anh ấy phải ở lại văn phòng huyện ủy. Mỗi ngày vài tập tài liệu văn kiện gì đó, mấy năm nữa đã 30 tuổi, cả đời như vậy thì còn hy vọng gì nữa. Chủ tịch Diệp, anh xem, anh hơn anh họ tôi bao nhiêu, anh đã là chủ tịch huyện rồi, còn anh họ tôi, hiện nay còn chẳng phải phó phòng gì cả. Đồng nghiệp cùng làm việc với anh ấy ở tổ thư ký văn thư có người đã làm đến chức chủ tịch thị trấn. Còn anh họ tôi, chính vì vụ việc đánh nhau mà ngần ấy năm vẫn bị người ta ức hiếp. Lãnh đạo trong huyện cũng khó xử, cấp trên lúc nào chẳng theo dõi. Cho nên ngay cả chuyện anh họ tôi muốn đến thị trấn Thanh Sơn làm việc cũng không được giải quyết. Thật là ức hiếp người ta quá mà. Nông viện viện giận đỏ bừng mặt, lo lắng cho anh họ cô, khóe mặt như có nước. Vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Phàm giống như đang trông mong vào vị cứu tinh khiến trong lòng Diệp Phàm cảm động. Con trai nhà ai ở địa khu? Diệp Phàm khẽ cau mày, không ngờ lại động tới một vụ phiền phức. Nếu quả thật là một nhân vật có ảnh hưởng lớn thì mình cũng phải xem động chạm tới người ta có đáng không. Hiện nay công việc của mình cũng còn cần tới sự ủng hộ của các vị lãnh đạo thành phố. Tuyệt đối không thể nhân thất đại. Hơn nữa, quan hệ của nông viện viện với mình cũng đâu phải quá sâu sắc. Ừ, nông viện viện mãi không nói thành lời. Đôi lông mi dài chớp vài cái. Nước mắt không kìm lại được lăn dài trên má. Khóc gì, trả lời tôi đi. Diệp Phàm thấy phiền, giọng điệu có phần nặng nề. Tôi biết, những người làm quan đều ngại phiền phức. Tôi. Nông viện viện nghẹn ngào. Ngại gì, dù sao cô cũng phải nói rõ xem sự tình như thế nào chứ. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, không ngờ nông viện viện lại nghĩ tới băn khoăn của mình, thật là một cô gái thông minh. Tôi nói rồi anh có dám dùng anh họ tôi không? Nông viện viện kiên cường, lau miệng, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Tôi sẽ dùng anh họ cô, tôi đây sợ ai chứ? Diệp Phàm bị cô khiến cho phải ra vẻ đàn ông, dù sao cũng không thể để một cô gái coi thường được. Cuối cùng, đến những lời mạnh bạo này cũng dám nói ra rồi, lại nói. Nhưng tôi cũng phải xem liệu những lời cô nói có phải thật không, nếu là thật thì không thành vấn đề. Tuyệt đối không nói dối nửa câu. Đó chính là con trai phó chủ tịch Đường Thiên Thạch ở địa khu. Nông viện viện cuối cùng cũng nói ra. Đường Thiên Thạch. Diệp Phàm miệng nhắc lại, giật mình thầm kêu một tiếng may mắn. May mà không phải phó chủ tịch thường trực địa khu đồng chí Triệu Sa Thành. Nếu không đúng là mình cũng không dám động vào củ khoai lang bỏng tay này. Thật may vì không phải ủy viên thường vụ địa khu. Thảo nào. Diệp Phàm hừ một tiếng càng khiến nông viện viện lo lắng. Nghĩ đến việc toàn bộ lãnh đạo huyện Ma Xuyên không dám dùng anh họ mình, chủ tịch Diệp hiện nay có khi cũng là lừa mình mà thôi, lập tức cảm thấy oan ức, nước mắt như những hạt châu rơi xuống không ngớt. Ha ha, lại khóc rồi, như con mèo con ý. Cô dù sao cũng là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân, làm sao lại cứ động tí là khóc, cứ như trẻ con ý. Nào, lại đây, trước tiên lau nước mắt đi đã. Diệp Phàm thấy buồn cười, rút ra tờ giấy đưa qua. Không lau, anh không dám dùng anh họ tôi thì bỏ đi. Tôi biết lãnh đạo các anh cũng có chỗ khó xử, xem như tôi chưa nói gì. Nông viện viện không cầm tờ giấy, rõ ràng có phần tức giận, quên luôn Diệp Phàm dù sao cũng là chủ tịch huyện. Ai nói không dùng, dù sao cô cũng phải cho tôi chút thời gian xem xét chứ. Sau đó còn phải điều tra thêm. Hơn nữa, nhiệm vụ đưa chìa khóa kia cô cũng chưa hoàn thành mà. Không làm được thì chẳng có gì để nói nữa. Đến lúc đó cũng không thể trách tôi sợ đắc tội lãnh đạo gì gì đó đúng không? Diệp Phàm thản nhiên cười.
chỉ cần anh dùng anh họ tôi có phải đập đầu xuống đất cũng phải đưa chiếc chìa khóa này đến tận tay Chủ tịch Lan. Nông viện viện nén tiếng nức nở, nhìn Diệp Phàm một cái. Vậy quyết định thế, ha ha, hình như hết giờ rồi, tôi phải đi ăn đây. Diệp Phàm cười đứng lên. Tôi mời anh ăn, anh thấy sao? Nông viện viện hỏi. Đi đâu? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Đi nơi tốt nhất Ma Xuyên chúng ta, thần nữ tử lầu. Nông viện viện lau nước mắt nói. Cũng khá hào phóng đấy, cô không sợ bị tôi ăn đến rỗng túi hả? Diệp Phàm làm điệu bộ trêu chọc cười. Không sợ, tiền lương cả tháng tôi không cần nữa, dù sao cũng còn có thể ăn bớt ở nhà. Nông viện viện cười nói. Nhưng mà tôi muốn ăn đồ ngon nhất, một tháng lương của cô có lẽ là không đủ. Diệp Phàm giả vờ giả vịt lắc lắc đầu. Một tháng không đủ, vậy hai tháng tôi cũng không sợ. Nông viện viện hăng hái. Họ vừa xuống lầu đã thấy trưởng phòng công an Ngô Đồng thở hồng hộc chạy tới. Chủ tịch Diệp, tôi. Ngô Đồng ấp a ấp úng, liếc nhìn nông viện viện, hình như có chuyện muốn nói. Chủ tịch Diệp, tôi đi gọi món ăn trước, lát anh cứ đi thẳng đến thần nữ tử lầu là được. Nông viện viện rất hiểu chuyện, mượn cớ đi trước. Không cần đâu cô nông, vừa rồi chỉ đùa với cô chút thôi. Diệp Phàm cười nói, vẻ rất hiền hòa. Chủ nhiệm nông, cô đi gọi món trước đi, hóa đơn để tôi thanh toán. Ngô Đồng cười nói, đảo mắt, vừa nghĩ tới chuyện mời Chủ tịch Diệp ăn cơm, nói. Chủ tịch Diệp, rất hân hạnh được mời anh, được không vậy, ha ha. Ngô Đồng cười gượng. Mời một hồi rồi muốn đánh tôi một hồi hả, ít nhất phải ba hồi, ba chiếc xe, cũng đến cả triệu đấy. Diệp Phàm trêu chọc Ngô Đồng. Được, bao nhiêu cũng để tôi thanh toán tất. Ngô Đồng ưỡn ngực ra vẻ. Ái chà, xem chừng phòng công an cũng khá giàu đấy nhỉ. Diệp Phàm cố ý nói. Dù không có tiền cũng phải mời Chủ tịch Diệp. Nói ra thì chúng tôi lãi quá rồi, một bữa cơm đổi lấy một chiếc xe. Ngô Đồng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Được rồi, tôi cũng chưa đến tử lầu ở Ma Xuyên này bao giờ, buổi tối đi thử xem sao. Tuy nhiên, cô nông, đừng gọi nhiều đồ ăn quá, lãng phí. Diệp Phàm cười nói. Tôi biết rồi. Nông viện viện vui vẻ đi như một cơn gió thổi qua. Lấy xe rồi hả? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Lấy xe rồi, cái này thật là phải cảm ơn Chủ tịch Diệp. Nếu không, đến trưởng phòng như tôi cũng không có xe mà đi. Anh không biết chứ, lái chiếc xe kia về mà cả phòng công an chấn động. Có đồng chí lão thành giơ tay vuốt chiếc xe cảnh sát Việt dã rộng thùng thình kia mà không ngăn được dòng lệ. Nói là chưa từng thấy xe tốt như vậy ở Ma Xuyên. Trước kia chỉ nhìn thấy ở địa khu, phòng công an huyện chúng tôi cũng đã đến lúc được nở mày nở mặt rồi. Ngô Đồng có chút kích động, môi run run. Ý anh là trước kia đều thắt lưng buộc bụng. Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Chủ tịch Diệp, những thứ khác không nói, cả ngày nhìn đã quen mắt cảnh trưởng đồn công an của bốn trấn khu tự trị Giang Tân và Sương Châu lái xe Jeep. Tháng trước đột nhiên thấy đổi một chiếc Santa mới tinh, hai vị Mã Lục Tử và Trịnh Đông muốn khoe khoang ra vẻ. Thích lái vòng vòng qua cửa cục huyện Ma Xuyên chúng ta hóng gió. Anh bảo có tức không? Chúng ta có lòng tiếp đón, nhưng cả phòng ngoài ba chiếc xe tải ra chỉ còn lại là chiếc máy kéo. Cái này, bọn họ lại chẳng cho là mình keo kiệt ấy à? Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sáng sớm nay, phòng cảnh sát chúng ta cũng lái xe đi hóng gió đấy. Mấy cán bộ cảnh sát đã nghỉ hưu cứ đòi quay lại để được lái xe mới, đi dạo vài vòng các thị trấn xung quanh. Lần này phải khiến Mã Lục Tử và Trịnh Đông mất mặt một phen. Xe của chúng ta là Mitsubishi, nghe nói là hàng nhập khẩu. Cái thói đời, rút cục cũng đến lượt chúng ta khoe khoang rồi. Ha ha, Ngô Đồng nói liến thoáng, chút nữa phun cả vào người Diệp Phàm. Chợt nhìn thấy Diệp Phàm nhíu mày mới có chút ngượng ngùng, không nói gì nữa. Chương 781, phong cảnh vô tận phía dưới bàn. Cục trưởng Ngô. Không phải anh chỉ đến để khoe khoang đấy chứ. Diệp Phàm như cười như không, biết là chắc có chuyện chưa nói ra. Chủ tịch, cái kia, Mitsubishi, mất một chiếc rồi. Ngô Đồng vẻ mặt phẫn nộ. Mất rồi, có chuyện gì thế? Diệp Phàm thiếu chút nữa tưởng là nghe nhầm, còn nghĩ có thể là đổi xe. Chủ nhiệm Mã Vân Tiền nói là chiếc Santana của Ủy ban Chính trị Pháp luật quá cũ rồi, nghe nói dùng cũng đã nhiều năm. Nên thay mới từ lâu, cho nên liền. Ngô Đồng vẻ mặt xấu hổ vô cùng.
đổi mất rồi. Diệp Phàm trong lòng chấn động, nổi giận đùng đùng. Thầm mắng trong lòng, thật là cái huyện toàn bọn thổ phỉ, một đám lãnh đạo ăn cướp. Nào là chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cố Vân Phong, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lan Tân, chẳng ngờ bây giờ đến cả chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Mã Vân Tiền cũng dám ra mặt giành xe. Đây là cái kiểu gì nữa không biết, chẳng lẽ thật là mình rơi vào cái ổ ăn mày sao? Không, không phải đổi, mà trực tiếp lấy đi rồi. Tôi vốn đã nói đây là xe mà chủ nhiệm Diệp chỉ đích danh phân cho phòng chúng tôi. Mã Vân Tiền chẳng phải là người đứng đầu Ủy ban Chính trị Pháp luật sao? Phân cho các anh thì khác gì phân cho Ủy ban Chính trị Pháp luật. Kết quả là đến cả cái Santana cũng không để lại. Ngô Đồng vẻ mặt uể oải. Hừ, tôi biết rồi. Mặt Diệp Phàm chợt trầm xuống, nói. Lên xe. Nói rồi quay đầu vào chiếc Wrangler. Chủ tịch Diệp, đây là xe của anh sao? Ngô Đồng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm sửng sốt. Không thể tưởng tượng được chủ tịch Diệp lại cao thượng đến vậy, mấy cái xe do anh lấy về nhưng bản thân lại lái chiếc xe cũ nát này. Dù cho có là Wrangler tốt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là xe cũ, chẳng đáng kể gì. Ngô Đồng quá ngạc nhiên. Ha ha, vừa rồi quên mất, hẳn là anh có lái xe tới. Ăn cơm trước đã, chuyện khác tính sau. Diệp Phàm cười nói, lấy lại bình tĩnh, ngọn lửa giận trong lòng bỗng dịu xuống. Thần nữ tử lầu thật không tồi. Một tòa nhà 6 tầng, tổng thể xây thành hình lục lăng. Ở đỉnh có bức tượng nữ oa đang ngồi, thật có dáng vẻ nữ thần. Diệp Phàm vừa xuống xe, Nông Viện Viện và một bà cô đi lắc mông uốn éo đầy quyến rũ đã đi tới. Hai bầu vú trước ngực giống như hai trái bóng chuyển căng khí, cặp mông như chậu rửa chân, khuôn mặt còn khá là lơi, tuyệt nhiên không phải kiểu mặt dữ tợn, so với những người phụ nữ bình thường cũng xinh đẹp hơn một chút. Bà béo ấy là Dương Khả Hoàn, bà chủ của Thần Tử Lầu. Biệt danh là Ngọc Hoàn. Bởi vì tên bà ấy so với Mỹ nữ Dương Ngọc Hoàn triều đường chỉ khác một chữ cho nên khoe khoang rằng mình không thể so với Dương Ngọc Hoàn đại tỷ, liền nhận là Ngọc Hoàn. Ngô Đồng giới thiệu với Diệp Phàm. Nghe nói mà Diệp Phàm nổi cả da gà. Trong lòng thầm thán phục trí tưởng tượng phong phú của bà ta. Nhìn cái thân hình của bà ta xem, không ngờ cũng dám xưng là Ngọc Hoàn. Eo như thùng nước, mông tựa chậu rửa, vú như trái bóng chuyền. Nếu Dương Quý Phi biết được, có lẽ sẽ tức giận đến mức lật mồ bật dậy cho bà cô không biết xấu hổ này mấy cái bạt tai. Chợt có tiếng hô to. Cái đầu thô như cột thế mà đòi so với bà cô tôi sao? Trong lúc Diệp Phàm đang miên man nghĩ ngợi, đầu óc tự dưng thấy mù mờ. Chỉ nghe thấy một âm thanh khô khốc như tiếng quả kêu bên tai. Ái chà, thì ra là chủ tịch Diệp đại giá tể quán, thật là thất lễ không biết để nghênh tiếp từ xa. Tôi là Dương Khả Ngọc, bà chủ của quán này. Đây là điện thoại của tôi, chủ tịch Diệp sau này bất cứ lúc nào muốn ghé cứ gọi cho tôi là được. Bà chủ lớn Dương Khải Hoàn với cái miệng dày đỏ chót có thể nuốt được cả một quả trứng ngỗng to tươi cười chào, tay phải bà ta cầm tấm danh thiếp. Chủ tịch Diệp dùng mình lạnh xương sống, lập tức cười nói. Bà chủ Dương khách sáo quá, chỉ là ăn cơm thôi làm gì phải đón tiếp từ xa. Không thể nói thế được, chủ tịch Diệp lần đầu đến quán, đương nhiên phải hoan nghênh rồi, đúng không? Dương Khả Hoàn tươi cười, thái độ nhiệt tình quá mức. Nhiệt tình quá khiến Diệp Phàm thấy không tự nhiên, hướng ánh mắt về phía Nông Viện Viện. Cô chợt hiểu ý, cười nói. Dương đại tỷ, vào trong thôi. Chủ tịch Diệp lần đầu đến, dù sao chị cũng không thể để anh ấy cứ đứng ở ngoài thế này chứ. Thật là, xem tôi này, đã quên cả chuyện chính rồi, đúng rồi, lên lầu thôi. Dương Khả Hoàn như vừa mới nhớ ra việc này, vội nghiêng người qua một bên. Diệp Phàm vừa đi qua, cảm thấy hai trái núi trước ngực đột nhiên đè vào. Chưa chuẩn bị tinh thần nên tí nữa tên thất đẳng cao thủ này đã bị đứng bất động ở khung cửa. Không biết là Dương Khả Hoàn cố ý làm mấy chuyện hư, ở phía cửa đẩy chỉ mở một cánh. Cặp vú của bà cô này còn co giãn hơn trái bóng chuyền. Mình tí nữa đã bị bà ta đè cho nghẹt thở. Diệp Phàm thầm mắng, Nông Viện Viện thì đang che miệng cười trộm. Diệp Phàm biết là bị trêu, giận quá chừng mắt nhìn cô. Nông Viện Viện hoảng quá vội cúi đầu. Thật ra Ngô Đồng phía sau cũng nén vẻ khó chịu, chỉ là không dám cười. Nông Viện Viện người ta là người đẹp dân tộc Choang, thánh thiện thế, có cười thì có lẽ chủ tịch Diệp cũng còn nể mặt không chấp nhặt gì, chứ mình mà dám cười thì chắc chắn là không xong. Ôi, đây chính là cô em nức tiếng cả vùng,
thật tội nghiệp đám đàn ông chúng ta. Ngô Đồng trong lòng xót xa. Quay đầu về phía nông viện viện hỏi. Cô nông, mấy cô gái bên phòng công an sao không thấy đến? Có hai người đến, hai người còn lại thì không. Họ bảo không dám xuống lầu. Nói rằng chủ tịch huyện là nhân vật lớn, các cô ấy chưa quen sẽ run, sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của phòng nên đang trốn trên lầu. Lúc này chắc đang trong phòng vệ sinh, hi hi. Nông viện viện cười đắc ý. Nói bậy, năm ngoái cục trưởng Lâm ở thành phố về họ còn dám uống rượu cùng, chẳng lẽ chủ tịch Diệp lại đáng sợ hơn cục trưởng Lâm sao? Ngô Đồng lập tức có chút bực mình. Chủ tịch Diệp đương nhiên đáng sợ hơn cục trưởng Lâm, nếu không thì cái xe của phòng công an lấy đâu ra? Đừng tưởng chúng tôi không biết, chủ tịch Diệp là xạ thủ thần, việc này ai cũng biết cả. Nông viện viện có vẻ đắc ý, làm bộ ưỡn ngực. Ngô Đồng lập tức trợn trừng, không di chuyển. Hừ. Nông viện viện hừ một tiếng lạnh lùng, cuối cùng làm trưởng phòng Ngô bừng tỉnh. Liếc mắt nhìn chủ tịch Diệp đang tán gẫu vui vẻ với Ngọc Hoàn, trong lòng thầm nghĩ, không thể là chủ tịch Diệp vừa đến đã thích nông viện viện chứ. Cô gái xinh đẹp dân tộc Choang này hẳn là vừa nhìn đã thích rồi. Nghe nói có khá nhiều lãnh đạo trong huyện ủy để ý đến cô ta. Tuy nhiên, cô ta cũng thật biết gây khó dễ, cứ ngây ngô giữ mình. Có lẽ giờ vẫn là một đóa cúc khuê nữ. Nếu không sao chủ tịch Diệp không dùng thư ký nam mà lại đòi nông viện viện đến giúp dọn dẹp. Cái này, trước là giúp đỡ trong công việc, dần già sẽ giúp cả trong đời sống của chủ tịch Diệp. Rồi thêm một thời gian, đến quần lót của chủ tịch Diệp cũng là do cô ta giặt. Tiếp đến có khi còn làm nệm ấm trên giường nữa ý chứ, mẹ ơi, không dám nghĩ nữa. Lãnh đạo mà, toàn có phúc như vậy. Lúc này, vầng hào quang mà chủ tịch Diệp khó khăn lắm mới tạo được trong mắt Ngô Đồng đã bị hủy hoại hoàn toàn vì cái vẻ của nông viện viện. May mà Diệp Phàm không hay biết, chứ không thì không biết nên khóc hay nên cười. Không khí bữa tối khá tốt. Hai nhân viên mà Ngô Đồng gọi tới Tửu Lượng đúng là sánh bằng biển, Tửu Quốc nữ anh hùng. Thay nhau chuốc rượu chủ tịch Diệp. Nông viện viện lại có vẻ tự nhiên hào phóng nhưng không uống nhiều rượu lắm. Có lúc còn uống thay Diệp Phàm mấy chén. Tên nhãi Ngô Đồng này đương nhiên có ý đồ muốn chuốc cho chủ tịch Diệp tối nay phải say bét nhè nằm bẹp trên giường. Dưới sự tấn công của một nam hai nữ, chủ tịch Diệp cũng có chút cảm giác đơn độc chống đỡ. Dĩ nhiên, Ngô Đồng và hai nữ cấp dưới cũng kha khá rồi, thật ra có vẻ cũng túy lúy tìm không ra đường nữa rồi. Tuy nhiên, thằng nhãi này ý chí cũng rất lớn, không bỏ qua cho chủ tịch Diệp. Hơn nữa đến phần sau, nông viện viện cũng nổi hứng, tham gia vào cuộc bao vây Diệp Phàm cho nên cuộc tử chiến vẫn tiếp tục. Đúng lúc này, bà chủ Ngọc Hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, xoay cái mông to tướng, vừa đẩy nông viện viện đang ngồi cạnh Diệp Phàm sang ghế bên cạnh. Bà ta áp sát chủ tịch Diệp rồi ngồi xuống. Nông viện viện không biết làm thế nào, đành phải đem chén sang bên kia Diệp Phàm để còn chăm sóc hắn. Nông viện viện nhường chỗ ngồi của mình, xem chừng trong lòng còn có chút không thoải mái. Cơ hội tốt để tiếp cận chủ tịch Diệp như vậy lại bị bà cô thô lỗ này làm cho đi tong. Hơn nữa, cảm giác ngồi cạnh Diệp Phàm lúc nãy có chút kỳ lạ, dường như là vị trí của chủ tịch Diệp. Cũng không biết Ngọc Hoàn vô tình hay hữu ý mà lại đặt đôi chân to tướng thô kệch lên chân Diệp Phàm một cách rất tự nhiên. Diệp Phàm say túy lúy cảm giác như có cái cột to lớn đè lên. Muốn thò tay xuống dưới bàn hất bỏ cái cột thịt đang đè lên chân mình như một phản xạ tự nhiên, nếu không nặng trịch rất khó chịu. Tuy nhiên, tay lại chạm phải không đúng chỗ, cũng có thể là Ngọc Hoàn cố tình, xem ra là do quá say, không khống chế được độ mạnh. Vừa thò tay đã sờ phải cặp mông của Ngọc Hoàn, cảm giác da thịt đầy cả 10 ngón tay. Trong lòng đang thấy buồn bực, cái cột này lại như không có gốc vậy, cho nên đôi tay của tên say này cứ thò xuống muốn tìm chỗ để nhấc cái cột ra. Nhưng càng tìm thì càng không ra. Cảm giác mơ hồ tựa như một cái khe rãnh, bàn tay suýt nữa đã sờ phải khe mông của người ta. Thế rồi đột nhiên tỉnh, vội rụt tay lại. Tuy nhiên, muộn mất rồi, vào thì dễ ra thì khó. Cái này, chính là vào hang sói khó ra. Phía trên mặt bàn Ngọc Hoàn cười khanh khách, sắc mặt không chút biến đổi. Tự nhiên cũng ly với bọn Ngô Đồng, bàn tay dưới bàn cũng không ngừng nghỉ. Giữ chặt bàn tay Diệp Phàm đặt ở mông mình đang chuẩn bị rụt lại. May là, cái bàn của bà chủ Dương khá to, hơn nữa còn phủ một tấm khăn trải bàn, luôn buông xuống chạm đùi. Dưới bàn có diễn trò gì thì bọn Ngô Đồng say bí tỉ kia xem chừng cũng không thể hay biết. Kể cả người bình thường có biết thì cũng giả như không biết.
bà chủ Ngọc Hoàn rõ ràng muốn đã làm là phải làm đến cùng. Bàn tay thô ráp kia giữ chặt lấy tay Diệp Phàm di chuyển lên phía trên, chúng giữ mục tiêu. Diệp Phàm thấy như có một luồng khí ấm truyền tới, cảm giác có chút hiếu kỳ, thử nắm lấy, chỉ thấy mềm mềm rồi chán ngấy, trong lòng thầm mắng, chẳng ngờ lại sờ phải phía trên cái hố hoa đào của ả này, cũng may còn có lớp vải chứ không thì mang cả suy khí về nhà. Thằng nhãi này đương nhiên là còn giả vờ như không có cảm giác gì, trong nháy mắt còn xoa nhẹ mấy cái, giống như gẩy đàn vậy. Cảm giác như Ngọc Hoàn người run lên vài cái. Thằng nhóc xấu xa này thầm nghĩ, chẳng qua là bà bắt tôi làm vậy. Tôi là đàn ông cũng không thể quá khách khí, nếu không bà lại tưởng tôi không biết gì, như vậy thật chẳng biết tính toán gì. Lập tức ngón tay xê dịch xuống dưới, Dương Khả Hoàn rõ ràng có phản ứng, hai chân không tự chủ được, cọ cọ vào nhau, như thể cái nơi nhạy cảm kia đang bị ngứa ngáy. Hơn nữa, Dương Khả Hoàn còn đang bận cụng ly với mọi người. Rượu uống vào kích thích càng cao, phản ứng kia càng lộ rõ. Phần dưới mông bắt đầu run lên, cảm giác Dương Khả Hoàn đang tới hứng. Diệp Phàm cũng không vừa, đúng lúc này chợt rụt tay lại, thầm nghĩ, ông đây nhất định phải treo cổ bà, dám trêu ông à. Miệng thì vẫn mỉm cười tiếp rượu Ngọc Hoàn. Dương Khả Hoàn tự nhiên đầy oán trách, tuy nhiên đành ngượng ngùng lại đưa tay để tay Diệp Phàm vào nơi nhạy cảm của mình, trong lòng buồn bực thực sự. Nhưng Diệp Phàm người ta là chủ tịch huyện, Dương Khả Hoàn cũng không dám làm càn thái quá, đột nhiên chuyển mục tiêu sang Ngô Đồng. Không ngờ lại phải cùng chơi đùa với trưởng phòng Ngô Đồng. Diệp Phàm đồng ý cả hai tay với đề nghị của Dương Khả Hoàn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tên Ngô Đồng này, vừa rồi cùng với hai người của phòng công an gây sức ép mình. Nhân lúc vừa rồi ngọn lửa tình của bà chủ Dương bị mình nhen lên không có chỗ giải tỏa vậy để cho bà ta dùng thói lẳng lơ mà tiếp Ngô Đồng. Ha ha, để cho bà chủ Dương này không nhịn nổi sẽ ăn sống nuốt tươi Ngô Đồng, thế thì hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây. Tên này không chỉ cho biết mặt thì không được. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm mơ hồ liếc nhìn về phía nông viện viện ngồi cạnh mới phát hiện ra bộ dạng kỳ lạ của cô. Mặt cô ta thẹn đỏ như hoa đào, tinh khiết tươi đẹp như trái đào. Lạ hơn là lúc này hai chân cô cứ khép chặt, giống như đang đề phòng bọn lang sói quỷ dâu xanh, như con thỏ bị làm cho kinh sợ. Không xong rồi, có lẽ hành động của Ngọc Hoàn đã bị cô ta phát hiện. Khả năng đồn đại ra ngoài là rất cao, mình lại thành kẻ mang tiếng phong lưu. Đã bị phát hiện rồi đành phải kéo cô ta cùng xuống ngựa. Dùng chiêu này đối phó với phụ nữ cũng khá hiệu quả. Cứ như vậy, kẻ cắp gặp bà già, cả làng huề nhau, đến lúc đó chẳng ai nói được ai, Diệp Phàm trong lòng giật mình, chợt nảy ý đồ mở ám. Thằng nhãi này không động tính gì dùng tay phải cầm ly lên chúc tụng cười đùa với bọn Ngô Đồng, tay trái thì như đang rút thuốc hút. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa lấy được, tay chưa sờ được đến túi quần mà lại mò về phía đùi nông viện viện. Cảm giác nông viện viện cả mình mẩy có phần cứng nhắc, hai chân nhanh chóng khép lại hơn nữa còn hơi run run. Chương 782, ngậm miệng. Hừ, ông mày cũng không có cách nào để ngậm miệng. Diệp Phàm trong lòng căm phẫn phỏng đoán nông viện viện ở trong hoàn cảnh này cũng không dám có hành động gì ghê gớm. Bàn tay linh hoạt như mãng xà cứng rắn luồn vào giữa hai đùi, rồi thuận tay lướt qua nơi thần bí kia. Đương nhiên nông viện viện hốt hoảng sợ hãi, chỗ đó bị đầu ngón tay cho vào giường như là cho cả bàn tay vậy. Mặc dù cách lớp quần ngoài và trong nhưng vẫn ngượng chết người. Nhưng phản ứng đặc biệt tự nhiên cho sự sợ hãi hốt hoảng của nông viện viện là khép chặt hai đùi lại. Đây là động tác phòng thủ tự nhiên của phái nữ. Nhưng chủ tịch Diệp lại cho đó là tội, cảm thấy đầu ngón tay dường như bị kẹp chặt lại. Trong khe hở mê người ngón tay cảm nhận được trọn vẹn, có vẻ còn mang theo dòng nước nóng hổi mềm mại. Chợt, hắn hơi ngẩn người, có vẻ là tay đã để nhầm chỗ, rất tự nhiên nhanh chóng thu tay về, rút trong túi áo ra bao thuốc, tiện tay đưa cho Ngô Đồng một điếu, hai người đàn ông bắt đầu phun khói mù mịt. Trong lúc đó, nông viên viên trầm mặc không lên tiếng, hai chân run lẩy bẩy, dường như không cử động được nữa. Nhưng trong đôi mắt lóe lên ánh mắt phức tạp khó lý giải, giống như oán giận, như căm phẫn, như nóng giận, như đợi chờ. Xin lỗi viện viện, để cô không nói linh tinh thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ nhau, như vậy coi như hòa. Cô không nên. Diệp Phàm trong lòng có chút khiêm tốn nghĩ. Chuyện lạ xảy ra. Chỉ cách đó nửa phút. Nông viện viện đột nhiên giống như điên, đứng dậy, tiện tay làm sạch hai bát mốc canh, rót đầy hai bát rượu, giơ lên, có vẻ như hô lên nói.
Chủ tịch Diệp, anh là lãnh đạo trực tiếp của tôi, sau này công việc còn phải nhờ anh chỉ bảo nhiều, nhân đây tôi kính anh một bát. Được, được, chủ nhiệm Nông Oai Phong, thật không hổ thẹn. Chủ nhiệm Nông như người ta mới được gọi là đáng nể, một bát rượu bằng mấy chục ly, ha ha ha. Ngô Đồng cũng say rồi, đứng một bên vỗ tay ồn ào, nhân tiện còn muốn giáo huấn hai cảnh sát nữ của mình vừa rồi không dùng bát, có vẻ như không đủ dũng cảm, ba nữ cảnh sát khác cũng ồn ào lên. Thôi đi chủ nhiệm Nông, cô còn uống được nữa không? Diệp Phàm có chút buồn bực, rõ ràng là biết Nông Viện Viện đang chút bỏ sự bực tức về sự quấy rầy cơ thể cô của ngón tay hắn vừa rồi. Hừ, ai bảo tôi không uống được nữa? Nông Viện Viện hừ lạnh một tiếng, một hơi cạn sạch. Bát rượu sạch bong, tức khắc, Nông Viện Viện mặt đỏ bừng, đến ngấn cổ cũng nhuốm đỏ, đưa tay chống lên bàn, phỏng chừng nếu không chống tay thì sẽ ngã ngay. Được, chủ nhiệm Nông tửu lượng cao thật. Diệp Phàm tán dương, đương nhiên cũng không thể yếu thế, bưng bát rượu lên ừng một phát cạn sạch. Nông Viện Viên lảo đảo vào phòng vệ sinh, đoán rằng để giải quyết vấn đề, trong đôi mắt Diệp Phàm lóe lên tia thương hại. Không lâu sau, không ngờ lại có ba, bốn cán bộ bước vào, dù sao Diệp Phàm cũng không biết, nói là ngồi ăn cơm ở ghế bên cạnh, biết chủ tịch Diệp ở đây nên kéo nhau đến chào hỏi. Thực ra là mấy người này nhìn thấy Nông Viện Viện đi vào thần nữ tử lầu, nghe ngóng thì biết vị chủ tịch huyện mới cũng đến ăn cơm. Ngay lập tức tin tức này được truyền đi, những cán bộ biết được tin về vị chủ tịch huyện lâm thời thì kéo nhau đến thần nữ tử lầu chơi bời một phen. Tuy một ly rượu không thể làm chủ tịch Diệp nhớ được mình nhưng ít nhất cũng gọi là ra mắt, sau này qua lại cũng thuận lợi hơn. Mà chủ tịch Diệp mới đến nơi đây, vốn muốn uống với mỗi người một nửa ly, nghĩ ngẫm thì có chút không thỏa đáng. Mình vừa mới đến không thể tỏ ra quá, làm cao, được. Đương nhiên cũng không thể tuyệt tình từ chối lòng tốt của mấy vị cán bộ, vì vậy, một vòng người đến chúc rượu, chủ tịch huyện cũng không từ chối, vui vẻ uống cùng. Về sau càng ngày càng ghê gớm, một đám khách lũ lượt kéo nhau từ bàn bên cạnh đến. Tuy chén rượu không to nhưng kiến nhiều thì đè chết voi, chủ tịch Diệp dù tửu lượng tốt. Còn có khả năng quốc thuật thất đẳng giải một ít rượu nhưng xét cho cùng hắn không thể giống như trong Anh Hùng Xạ Điêu được. Lúc đạo trưởng Khâu Sứ Cơ đấu rượu với Giang Nam Thất Quái, cái kỹ thuật có thể trực tiếp ép rượu xuống chân rồi xuống đất chỉ có trong phim mà thôi. Cuối cùng, chủ tịch Diệp cũng ngà ngà rồi, vẻ vang trên bàn rượu. Dù chủ tịch Diệp ngà ngà say rồi, nhưng cũng vì hắn muốn có được tiếng tốt, muốn mọi người nói hắn mới đến Ma Xuyên nhưng không tự cao tự đại. Hòa cùng với đám nhân viên cấp dưới nên đã thể hiện đầy đủ tư tưởng thân thiện, cởi mở của chủ tịch huyện với dân. Hiệu quả của điều này thì đồng chí Diệp dù thế nào cũng không thể dự tính được. Nửa đêm thì tỉnh giấc, nhìn thấy trên bàn để lại một mẩu giấy, mở ra xem mới biết là Phương Viên đã đến. Diệp Phàm theo phác họa đơn giản của tờ giấy mà tìm đến quán ăn hẻo lánh quán cơm Tuyết Liên. Cửa không đóng, đẩy nhẹ rồi bước vào. Chủ tịch Diệp đến rồi, lên lầu ngồi đi. Phương Viên mặc bộ jacket màu đen bước đến, phía sau còn có một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ trắng, mái tóc màu đen được chải búi hình long phượng, bên trên cài một chiếc châm bạc, trong sự giản dị toát lên vẻ hào phóng trang nhã. Thấy Diệp Phàm liếc mặt một cái, Phương Viên cười nói. Cô ấy tên là Sa Tuyết Liên, bà chủ quán ăn này. Lại quay sang phía Tuyết Liên nói. Vị này là chủ tịch Diệp vừa mới đến huyện Ma Xuyên. Chào chủ tịch huyện Diệp, Phương Viên. Cô dẫn chủ tịch Diệp lên tầng thượng ngồi đi, tôi hâm lại rượu thức ăn rồi mang lên sau. Sa Tuyết Liên thuần khiết giống như khối tuyết liên thiên sơn vậy, người quả thật như tên. Ha ha, Phương Viên, tiến bộ quá đấy, mới mấy ngày đã dụ dỗ được người ta rồi, có điều, người phụ nữ này. Diệp Phàm đang nói thì dừng lại, có chút không yên tâm, nhưng nghĩ Phương Viên làm việc nhất định là không hồ đồ rồi. Ha ha, Diệp tiên sinh. Lúc tôi vừa mới đến Mã Xuyên đi dạo đến quán cơm này, gọi một bình rượu uống, sau đó có mấy tên lưu manh đến ăn không trả tiền, tôi tiện tay đã xử lý. Chính là quen biết như vậy, Tuyết Liên mệnh khổ, kết hôn mới được một năm thì chồng lái xe ngã chết ở núi Thiên Sa. Một người phụ nữ, mở quán ăn này không dễ dàng gì. Phương Viên giải thích một lượt, trước mắt Diệp Phàm liền hiện ra dung mạo tuyệt đẹp của đầu bếp Xuân Hương của thị trấn Lâm Tuyền. Trong lòng thở dài. Sao lại giống nhau vậy nhỉ? Tuy là gặp dịp mua vui nhưng cô cũng không thể ngược đãi người ta. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Phương Viên cười nói. Tôi hiểu ý Diệp tiên sinh, chỉ là chuyện ấy không kéo dài được,
điều này tôi cảm thấy có lỗi với Tuyết Liên. Phương Viên thở dài. Bây giờ có thể duy trì được bao lâu? Diệp Phàm cũng không dè dặt, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là liên quan đến việc trong khi Phương Viên đi Thái Lan thi hành nhiệm vụ đã bị đánh lén vào hạ bộ. Đó không phải là chuyện đùa. Lúc tinh lực dồi dào nhất, cùng sự tương trợ của Xuân Cung Hoàn mà anh cho thì chỉ có thể kéo dài một phút, nếu không có Xuân Cung Hoàn tương trợ e rằng mười mấy giây là suốt rồi, vài cái là xong, e rằng Tuyết Liên không cảm giác được gì. Mẹ kiếp, khó chịu thật. Phương Viên bộ dạng chán nản đấm lên bàn. Không có cảm giác gì thì cậu có thể điều chỉnh trước, kích thích cô ấy, ví dụ như vuốt ve, hôn môi, đàn bà thì thường đến tầm muộn, chờ cô ấy sắp đến trạng thái ấy rồi thì cậu lên, như vậy cũng có thể nếm mùi khoái cảm. Diệp Phàm không dè dặt, trực tiếp chỉ bảo, dẫu sao cũng đều là những cách mà hắn là vận dụng qua. Lâu dài cũng không ổn, việc quái quỷ gì vậy, tôi còn là đàn ông nữa không? Phương Viên đau khổ, răng xé bạt mạng mái tóc rối. Không sao đây anh Viên, chỉ cần mình anh vui vẻ là được rồi, em không sao đâu. Trước cửa đột nhiên vang đến giọng nói, đó là của Sa Tuyết Liên. Cô đang bưng mấy đĩa thức ăn nóng hổi, trong đôi mặt ngập tràn những giọt lệ. Có lẽ Phương Viên đã nói với cô rồi, nếu không cô sẽ không nói như vậy. Vừa rồi nhìn thấy Phương Viên bạt mạng hành hạ bản thân, người phụ nữ này am hiểu lòng người, không kìm nổi lên tiếng an ủi. Không sao Phương Viên. Lần này tôi mang đến đồ tốt. Diệp Phàm trong lòng tâm động, từ trong túi ra lấy ra một cái hộp khá tinh xảo. Bên trong là cái gì vậy? Phương Viên giọng có chút run rẩy, là một người đàn ông, cái đó bất động là không thể chấp nhận nổi, có khó chịu hơn là giết người phóng hỏa. Phương Viên bị giày vò đến sắp phát điên rồi, nếu không phải là Diệp Phàm đồng ý đưa y đi Thái Lan một chuyến thì trong lòng bứt rứt không yên. Lại thêm gần đây Diệp Phàm luôn kê thảo dược phối hợp với Xuân Cung Hoàn trị liệu, hiệu quả cũng có một chút, nếu không chàng trai này đã sớm hành hạ mình thành điên rồi. Một miếng thịt chăn già mấy trăm năm, tôi kết hợp với thảo dược, Tuyết Liên, phiền em đi cách thủy, sau 2 tiếng có lẽ được. Một tuần ăn một lần, không được ăn quá nhiều, tôi sợ cơ thể Phương Viên chịu không nổi, dần dần đi, có lẽ hy vọng rất lớn. Diệp Phàm dặn dò Tuyết Phi, lại quay sang Phương Viên nói. Đừng vội, chờ sau khi qua giai đoạn này, tôi sẽ tìm một cách lâu dài. Diệp Phàm ám chỉ đương nhiên là đi Thái Lan rồi, Phương Viên đương nhiên hiểu, gật gật đầu, khuôn mặt cảm kích. Sa Tuyết Liên lúc này mới nhớ ra vừa rồi những lời mình nói ra thật là mất mặt, khuôn mặt liền ửng đỏ, vừa rồi vì quan tâm Phương Viên nên không có cảm giác gì. Giây phút này là lúc người ta thẹn thùng, trông vô cùng thuần khiết, Phương Viên không thể không cào nhau một tiếng, rất bất nhã nuốt nước bọt. Sa Tuyết Phi không nhìn y mà nhận lấy thuốc và thịt chăn của Diệp Phàm chuẩn bị xuống dưới hầm canh. Khoan đã, lần đầu gặp mặt, một cái lì xì may mắn, nhận đi. Phương Viên và tôi là anh em tốt. Diệp Phàm cười, từ trong túi rút ra một phong bì dày cộp đưa qua. Chủ tịch Diệp, cái này tôi không thể nhận. Sa Tuyết Liên tương đối cảm động, giọng có chút run run không nhận, nhìn sang Phương, chờ y quyết định. Cầm lấy đi. Diệp tiên sinh là người đặc biệt, chỗ tiền này là do anh ấy bán thuốc kiếm được, rất sạch sẽ. Anh ấy tuy làm quan nhưng không tham. Phương Viên khuyên nhủ Sa Tuyết Phi, liếc sang cái phong bì dày dày, phỏng đoán có trên dưới 20-30 nghìn tệ. Y biết Diệp Phàm có y thuật trong người, chút tiền này đối với hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Vì vậy, cũng không ngoan cố. Hơn nữa, Ma Xuyên này nổi tiếng nghèo, Sa Tuyết Liên mở quán ăn này cũng không dễ dàng. Cả năm kiếm chưa được 4.000 tệ. Chương 783, am hiểu lòng người. Cảm ơn Chủ tịch Diệp, sau này coi đây là nhà đi, muốn ăn gì thì gọi điện thoại nhé, tôi sẽ làm mang tới. Ma Xuyên chúng tôi những thứ khác thì không có nhưng những món đặc biệt trên núi, cá trong hồ thì nhiều vô cùng, hơn nữa lại rẻ. Em trai tôi rất biết làm nữa. Sa Tuyết Liên ngập tràn nước mắt đón lấy. Được, được rồi, Phương Viên thật là có phúc ăn đó. Tin rằng tay nghề của em tuyệt đối không tồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Nhưng mà Tuyết Liên, chuyện chủ tịch Diệp và anh, em phải chú ý một chút, không thể tiết lộ một ly một tí nào, kể cả người thân thiết nhất với em như em trai em. Phương Viên dặn dò, thật ra y đã sớm dặn dò qua mấy lần rồi. Em biết rồi, đánh chết em cũng không để lộ một chữ. Sa Tuyết Liên thận trọng gật gật đầu. Ha ha, người phụ nữ này thật không tồi, dịu dàng. Hiểu lòng người,
đáng tiếc là quả phụ, nếu không, có thể. Diệp Phàm thở dài. Cô ấy tuổi tác không nhiều, mới có 21, 19 tuổi đã lấy chồng rồi, còn cũng mới hơn một tuổi. Nhưng, cô ấy rất tốt với tôi, vừa rồi Diệp tiên sinh cũng thấy rồi đó, tôi không thể bạc đãi cô ấy. Phương Viên thở dài. Ừ, Phương Viên, là một người đàn ông, không thỏa mãn với người đàn bà là chuyện bình thường, làm gì có mèo nào không ăn thịt, chỉ cần không bạc đãi người ta thì trong lòng chúng ta cũng thoải mái một chút. Diệp Phàm cười, hai người cạn ly, chuyển chủ đề hỏi. Cậu gọi tôi qua đây không chỉ vì mỗi chuyện này chứ? Diệp tiên sinh, tôi cũng chỉ đến sớm hơn anh mấy ngày, nhưng anh là Vinh Quang mà đến Ngư Dương còn tôi là lặng lẽ tới, chỉ có một cái ba lô, lúc đầu đến, đến cái chăn còn không có. Nhưng, Diệp tiên sinh, nghe nói anh vừa đến đã tỉ thí một phen với cục trưởng Lâm Thiên, điều này có chút gai mắt. Người Lâm Thiên này không dễ chơi. Nghe nói bối cảnh trong tỉnh thâm hậu, nếu vì chuyện đó mà đắc tội y thì là phiền phức không nên, chỉ sợ người này về sau sẽ thường xuyên tranh chấp ma xuyên với chúng ta. Phương Viên chau mày. Cậu nghe ngóng rõ bối cảnh của y chưa? Diệp Phàm cũng trầm lặng, nghĩ đến ngay cả bí thư ủy ban chính trị pháp luật Hạ Hải Vĩ cũng bị Lâm Thiên, một cục trưởng cục công an ức hiếp đến không thở nổi, người này chắc chắn có bối cảnh thâm hậu. Hơn nữa, lúc đó tự mình khoe khoang tờ phê mà chủ tịch địa khu Vương Triều Trung tự tay viết, tên này thật không thể khinh thường, là một người khá kiêu ngạo và ngông cuồng. Trước mắt thì không có, nghe nói là có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh, đợi tôi tìm hiểu rõ đã rồi nói. Phương Viên thận trọng nói. Phó chủ tịch tỉnh, hình như không phải họ Lâm, điều này thật kỳ lạ. Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng, quay sang cười nói. Không quan tâm nữa, một cục trưởng cục công an địa khu. Tin rằng y gánh không nổi sóng gió, nếu thật sự muốn đối đầu thì chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu, cuối cùng làm cho y đến cục trưởng cũng làm không nổi, dẫm chết y, muốn đấu với chúng ta ư. Tôi đã từng cho mấy tên cục trưởng vào trại giam rồi. Tôi quên mất Diệp tiên sinh còn có một thân phận khác, nếu mang trên mình thân phận đó thì đừng nói là một cục trưởng cục công an địa khu, mà ngay cả chủ tịch tỉnh anh cũng không sợ, ha ha. Phương Viên trong phút chốc hồi tưởng lại không ít. Nghĩ đến thân phận phó soái tổ đặc nhiệm số 8 của Diệp Phàm. Nếu nói ra thân phận này thì bí thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh, Mã Quốc Chính cũng phải run rẩy đôi phần. Đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi bây giờ nói thật, thân phận đó thật ra là một công việc đặc biệt bí mật. Mọi người nói là sát thủ vương bài, không có nghĩa gì cả. Chuyện của tổ đặc nhiệm không dính vào là tốt nhất, một khi dính vào thì không rút tay ra được. Tôi vô tình trà trộn vào đó, hơn nữa. Gần đây còn có chút phiền phức. Diệp Phàm khuôn mặt lo âu trăm mối. Nhưng lại khiến Phương Viên vô cùng hứng thú, hỏi. Diệp tiên sinh có thể nói phiền phức đó không? Đó chắc chắn là phiền phức ghê gớm lắm. Nói cho tôi nghe đi, nếu có thể giúp trong âm thầm thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai, trước đây tôi có đánh cược với con gái của lão bà Mai Thiên Tuyết của cung Vu Sơn. Tôi thắng thì con gái bà là Lạc Tuyết Phiêu Mai phải làm vợ tôi. Lúc đó là tiện mồm nói, chỉ đùa thôi. Diệp Phàm thở dài, việc này cũng không cần phải giấu Phương Viên. Diệp tiên sinh chắc chắn là sẽ thắng đúng không? Phương Viên đột nhiên trợn tròn mắt, trong lòng khá kinh ngạc. Mai Thiên Tuyết là chủ quản của cung Vu Sơn, trong giới quốc thuật thì danh tiếng vang dội như sấm bên tai. Nghe nói hồi còn trẻ bà là mỹ nữ bậc nhất Giang Nam, lúc đó những cao thủ giới quốc thuật và những tai to mặt lớn trong giới thương gia muốn chiếm trái tim bà nhiều như cá chép trôi sông. Hơn nữa người phụ nữ này đường đường là cao thủ bát đẳng, Diệp tiên sinh nếu động đến bà ấy thì ngày tháng khó mà trôi qua êm đềm. Thắng thì thắng, con gái bà ta là cô nương cũng thẳng thắn nhận nhưng sau đó bị Mai Thiên Tuyết biết, nói tôi kiêu ngạo, ngông cuồng, dám bảo con gái bà ta làm thiếp, trực tiếp hô hào mệnh lệnh phái lang phá thiên đi lấy một chân tôi. Bằng không thì không biết thế nào, dẫu sao cũng là một mớ lằng nhằng lôi thôi, cũng may lần đó tôi bị trọng thương, lang phá thiên giúp tôi. Nói dối tôi chết rồi nên mới qua một kiếp nạn. Bằng không, Phương Viên, cậu e rằng chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng lý thiết quải của tôi thôi, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ sở. Lang Phá Thiên, lẽ nào là cái người được mệnh danh là sát thần? Hình như là vị tổ trưởng tổ vệ sĩ Trung Nam Hải tự xưng là cục cảnh vệ Trung ương đúng không? Phương Viên mở to mắt, đến hít thở cũng có phần gấp gáp. Xem ra cái uy danh của sát thần còn đáng sợ hơn là Mai Thiên Tuyết. Trên thực tế đương nhiên là Mai Thiên Tuyết đáng sợ rồi,
chỉ những người thuộc tầng lớp cao nhân như Mai Thiên Tuyết là thuộc về kiểu người ở trong truyền thuyết. Vốn đã khó gặp rồi, đối với Phương Viên mà nói, những người thế này chỉ có thể trông lên mà không thể gặp được. Sát thần Lang Phá Thiên là người của tổ đặc nhiệm, đương nhiên cảm thấy có chút gần gũi, tên tiếng cũng nổi hơn. Ha ha, có lẽ là vậy. Diệp Phàm thuận miệng cười hồn nhiên không để ý gì. Hắn không biết Phương Viên trong lòng càng không bình tĩnh. Theo lời của Diệp tiên sinh có thể suy đoán, sát thần Lang Phá Thiên có quan hệ mật thiết với hắn, nếu không tuyệt đối không thể cam tâm mạo hiểm đắc tội với Mai Thiên Tuyết. Sát thần từ trước tới giờ là người máu lạnh, người bình thường đâu có thể có con mắt như y, không có quan hệ thân thiết, y đâu cần quan tâm anh có gãy chân hay không. Phương Viên thậm chí có thể kết luận, nếu cái mà Mai Thiên Tuyết muốn không phải là chân của Diệp Phàm mà là chân của mình thì e rằng Lang Phá Thiên không cần chau mày, chỉ cần một tiếng động thôi là mình đã trở thành Lý Thiết Quải rồi. Không nói chuyện đó nữa, bây giờ tôi trốn ở Ma Xuyên, đoán rằng Mai Thiên Tuyết nằm mơ cũng không thể ngờ tôi lại ở đây. Ha ha ha, vì vậy, chuyện của tổ đặc nhiệm tôi không muốn nhắc nữa, chuyện đó coi như là một giấc mơ đi. Diệp Phàm tiện miệng cười, bên ngoài có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực ra trong lòng nặng trĩu không dễ chịu gì. Diệp tiên sinh, Ma Xuyên này quá nghèo, ngoài mấy đồ mặt vặt trên núi, đến xưởng cũng chẳng có được mấy cái. Mấy ngày này tôi không có việc gì đến đây loanh quanh một vòng, bây giờ nhà nhà đều ăn cơm độn khoai, chỉ như vậy để ăn tạm bợ. Thậm chí có thôn còn có người ăn lá khoai, nói rằng lương thực không đủ ăn. Nếu thật sự trong vòng hai hăm gấp đôi huyện Hồng Sa Châu thì tuyệt đối không thể. Tôi nghĩ chỉ thị mà chủ tịch địa khu Vương giao cho anh thật quá khắc khổ. Hai, chủ tịch huyện như anh cũng phải chịu ấm ức rồi. Cho dù anh có thể là chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất tỉnh Nam Phúc, nhưng hai năm sau thì làm thế nào? Phương Viên lại nghĩ đến việc trước mắt, không có chút gì lạc quan. Lẽ nào ruộng đất ở Ma Xuyên quá ít? Diệp Phàm hỏi, sớm đã chuẩn bị tư tưởng. Ruộng nương thì không ít, mà ngược lại, còn tương đối nhiều. Người ở huyện Ngư Dương không đến 2 mẫu một người, còn ở huyện Ma Xuyên thì bình quân hơn 3 mẫu một người, cái này còn chưa kể đất núi trong rừng. Huyện Ma Xuyên nằm ở phía tây bắc tỉnh Nam Phúc, phía tây giáp với huyện Giang Tân của tỉnh Giang Đô, phía đông giáp với huyện tự trị Sương Châu của tỉnh An Đông, là một huyện đất liền, nhưng có không ít sông hồ, có sông Thần Nữ chảy xuyên suốt, thực ra sông Thần Nữ còn phân ra nhiều sông nhánh, tạo thành một mạng lưới sông ngòi. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn, ngoài trừ thị trấn Thành Quan Tam, thị trấn Mã Hồ Tử, thị trấn Ngưu Đầu, thị trấn Dương Giác ra còn có Thanh Sơn cũng được gọi là thị trấn. Còn lại 11 vùng khác đều là xã, kinh thế có thể biết thế nào rồi. Dân số nghe nói có 500.000, thực ra không chỉ dừng lại đó, Phó Chủ tịch huyện cổ quản lý kế hoạch hóa gia đình có nói, thành tích kế hoạch hóa gia đình của Ma Xuyên đứng cuối toàn khu vực. Sinh không có hộ khẩu ước chừng có khoảng 170-180.000 gần 200.000, trên thực tế dân số thực ra là hơn 700.000 người. Ban đầu làm kế hoạch hóa gia đình là một phiếu phủ quyết. Cũng tức là nếu anh làm tốt đến mấy những công việc khác nhưng kế hoạch hóa gia đình nghiêm trọng thì phiếu này có thể phủ quyết hết tất cả thành tích của anh. Nhưng, những công việc khác ở Ma Xuyên của địa khu Đức Bình dù có thêm mấy cán bộ kế hoạch hóa gia đình nữa cũng chẳng nghĩa lý gì, dẫu sao cũng là lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng, Diệp tiên sinh, anh lại không như vậy, ban đầu kế hoạch hóa gia đình là một vấn đề lớn. Nếu tiếp tục sinh tiếp thì anh cho dù trên mặt kinh tế có xuất sắc đến mấy thì kế hoạch hóa gia đình vẫn là quốc sách cơ bản. Trước đây nhất thời người ta quản thúc anh thì không thể được, nếu sau này Diệp tiên sinh dẫn dắt dân toàn huyện xóa bỏ điều đó thì lúc bấy giờ người ta sẽ tìm anh để tính món nợ kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, kế hoạch hóa gia đình cũng đủ để anh uống mấy bình rồi, người ở đây, càng nghèo càng đẻ nhiều thì lại càng nghèo. Độ cao so với mặt nước biển của Ma Xuyên khoảng từ 80m đến hơn 1.300m, xã Thiên Hầu Tử thấp nhất mới có độ cao so với mặt nước biển là 10m. Cao nhất là Giao Chỉ Phong, hơn 1.300m. Huyện thành chúng ta nằm ở vị trí trung gian, cả huyện thuộc vào khí hậu núi nhiệt đới, nhiệt độ bình quân trong năm trên dưới 17 độ, lượng mưa trung bình năm khoảng 1.500mm, núi cao, rừng bạt ngạt, ruộng nhiều, mật độ dân số tương đối, điều kiện tự nhiên ác liệt. Kinh tế lạc hậu, giao thông cực kỳ kém. Phương Viên ra sức vừa nói vừa cầm những tài liệu có liên quan đến Ma Xuyên như địa lý nhân văn đưa cho Diệp Phàm. Điểm thứ nhất là kế hoạch hóa gia đình, e rằng việc này tương đối khó, cái vấn đề người này,
đẻ quen rồi nhất thời muốn hãm lại thì phải chặt đứt con đường sau này của người ta. Người dân Ma Xuyên đã quen với cái nghèo rồi, chỉ muốn sinh thêm mấy đứa nữa xem có thể mang đến phúc tài không, nói cách khác là để giải quyết vấn đề sau này, ví dụ như dưỡng lão. Nói khó nghe một chút, là để thêm vài chân vài tay nữa, cho vui cửa vui nhà. Nhưng việc không như mong muốn, lại là càng đẻ càng nghèo, cuối cùng càng nghèo lại càng đẻ. Điều thứ hai tôi có chút không hiểu chính là, bình quân mỗi người trên dưới 3 mẫu ruộng, sao vẫn không đủ ăn, chẳng lẽ bỏ hoang hết sao? Hay là có nguyên do đặc biệt nào khác, ví dụ như đất đai cằn cỗi, sản lượng thấp? Diệp Phàm rất không hiểu điều này. Chương 784, Vận mệnh. Hoang thì không có gì bỏ hoang, đoán là do sản lượng quá thấp, có lẽ nào có liên quan đến thổ nhưỡng, kỹ thuật canh tác hay hạt giống không? Phương Viên cũng không thể hiểu rõ điều này, chau mày lại, cũng không thể làm rõ được tình trạng này. Tôi biết rồi, mai đến hỏi lãnh đạo phân công quản lý nông nghiệp, còn chuyên gia về mặt kỹ thuật nông nghiệp thì nói sau đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Còn nữa, quan hệ lãnh đạo ở Ma Xuyên tương đối phức tạp. Trước đây nói về Ngư Dương có 4 dân tộc lớn, thực ra sự phức tạp ở huyện Ma Xuyên cũng không thua kém gì Ngư Dương. Chỉ là tính phức tạp không giống nhau mà thôi. Ma Xuyên trước đây là ổ thổ phỉ có tiếng, vì vậy, thổ phỉ cũng hình thành những gia tộc lớn nhỏ. Giống như ở thị trấn Mã Hồ Tử chính là địa bàn của người của Mã Gia, coi thủ lĩnh thổ phỉ Mã Hồ Tử là tập đoàn thổ phỉ Mã Gia của những gia đình lớn. Sau này Mã Hồ Tử bị tiêu diệt, nhưng đại đa số thổ phỉ đều quy hàng. Họ Mã ở thị trấn Mã Hồ Tử về cơ bản đều là người nhà họ Mã, cũng có thể nói, trước khi giải phóng tổ tiên của bọn họ ít nhiều có liên quan đến thổ phỉ. Thị trấn Ngưu Đầu họ Tôn khá nhiều, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Tôn Minh Ngọc chính là ở thị trấn Ngưu Đầu. Nhưng nghe nói, cha người này là bộ trưởng Tôn Quốc Đống đã sớm quy tiên, Tôn Minh Ngọc y bây giờ là người đứng đầu thị trấn Ngưu Đầu, uy danh ở thị trấn đó tương đối lớn. Vung tay hô một tiếng, người hưởng ứng tuyệt đối vô số. Đương nhiên, uy danh của y yếu hơn không ít Chu Phú Đức, dù sao thì cũng rời khỏi thị trấn một thời gian khá dài, nhưng, quan niệm gia tộc, xu thế trọng nghĩa khí của thổ phỉ vẫn không bị mất đi. Thị trấn Dương Giác là thiên hạ của nhà họ Thiết, bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Sơn, ủy viên thường trực huyện Thiết Đông chẳng phải là rất sung, đoán rằng còn lợi hại ngạo khí hơn gấp 10 lần anh ở thị trấn Lâm Tuyền lúc đầu. Thế mạnh của người này có thể sánh với Lâm Thiên, cục trưởng cục công an địa khu. Chính vì người họ Thiết không ít ở trong huyện, nên y chính là một con dê trẻ khỏe, còn là thuộc vào loại dê con có thể dùng gió xoáy kẹp chết người. Bí thư huyện ủy Chu Phú Đức là nhân vật số một với danh hiệu bá chủ, trước đây Chu gia và Mã gia của thị trấn Mã Hồ Tử có quan hệ tương đối tốt, phỏng chừng Mã gia của thị trấn Mã Hồ Tử đang ủng hộ Chu Phú Đức. Hơn nữa, tổ tiên của Chu Phú Đức trước đây dường như chính là quản gia của nhà Mã Hồ Tử. Ngoài Chu Phú Đức, còn có một người đáng chú ý. Đó chính là bí thư đảng quần chúng Vi Bất Lý, người này xuất thân dân tộc Choang ở bờ sông bên kia. Nghe nói vợ người này Âm Tố Tố là mỹ nữ số một của Ma Xuyên chúng ta, còn thế nào tôi cũng không rõ, chưa từng gặp bao giờ. Diệp tiên sinh, đừng nhìn vẻ mặt nhu nhược hiền lành của người này, nghe nói ông ta không hề giống vẻ hiền lành thể hiện bên ngoài, còn làm bộ nho nhã. Loại người này thực ra còn khó đối phó hơn Chu Phú Đức, lấp trong chỗ tối. Phương diện đối nhân xử thế lại khó có thể nắm bắt điểm yếu, là đối thủ đủ để mất sức. Hơn nữa, địa khu cũng có lãnh đạo ủng hộ y. Nghe nói việc chủ tịch huyện Giang làm mấy chục nghìn mẫu cây đào ở xã Kim Đào có liên quan đến y, tôi luôn nghi ngờ, chủ tịch huyện Giang lẽ nào là do y hại chết, hoặc là bức chết, điều này trước mắt vẫn chưa có căn cứ. Ngoài mấy người này tôi đã nghe được một ít tin tức ra thì những người khác tôi không rõ, nhưng xin Diệp tiên sinh yên tâm. Tôi sẽ luôn để ý. Phương Viên tham mưu cho Diệp Phàm, giảm bớt đi những phiền toái tương đối nhiều của Diệp Phàm. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền là người thế nào? Diệp Phàm hỏi. Người này, không rõ. Phương Viên lắc lắc đầu. Mã Vân Tiền, người họ Mã chính cống thị trấn Mã Hồ Tử. Người này không ra gì, mọi người đều bảo thỏ không ăn cỏ gần hang, người này lại ngược lại, nghe nói người người mang họ khác bị hắn hại không ít. Đều là những người không mang họ Mã ở thị trấn Mã Hồ Tử. Hơn nữa, đến vợ của người cho ngọ Mã cưới cũng bị hắn làm chuyện ấy rồi. Đúng là một tên súc sinh, tên khốn khiếp. Sa Tuyết Liên mang canh thịt đã hầm xong lên, đúng lúc nghe thấy liền lên tiếng mắng nhiếc. Thật không,
em có căn cứ gì không? Hơn nữa, tại sao không có người tố cáo y? Diệp Phàm trong lòng tâm động, tùy tiện hỏi. Em đã đích thân trải nghiệm rồi, em vừa đến thị trấn Mã Hồ Tử này mở cửa hàng, tên chó Mã Vân Tiền không lúc nào là không đến sinh sự. Có một lần còn bị hắn chui vào phòng trong, cũng may là em trai em xông vào, bằng không. Sa Tuyết Liên khuôn mặt phẫn nộ, liếc sang nhìn hai người, lại nói. Còn về tố cáo, ai dám, năm ngoái có em trai của một cô gái một mực la hét phải đến địa khu, đến Thủy Châu kiện y. Kết quả thì sao chứ? Không hiểu sao chết ở dưới chân núi Thiên Sa, lật xe, hơn nữa, đến chồng của cô gái đó cũng bị lật xe, một gia đình bây giờ chỉ còn lại cô nhi quả phụ, thật đáng thương. Mọi người đều đoán là Mã Vân Tiền làm, nhưng mọi người cũng chẳng báo công an, bí thư Chu trong huyện sủng ái y, cục công an lẽ nào có thể vạch trần y sao? Kết quả đương nhiên là tai nạn giao thông không giải quyết được gì. Sau này, người vùng này không ai dám hô hào gì nữa, người phụ nữ bị ức hiếp cũng nhẫn nhục, còn có cách gì chứ? Dân không đấu được với quan, huống hồ y còn là một tên lang quan hung ác ức hiếp người dã man, họ Mã còn có một đám côn đồ, bình thường hay vênh váo gây lộn, chẳng có ai dám chọc giận đám hung ác này. Đánh cho mặt mũi bầm dập là chuyện nhỏ, đánh gãy chân là chuyện bình thường. Hơn nữa, chúng đến tiền thuốc men cũng không bồi thường, có một lần một người bị đánh, đi đòi bọn chúng tiền thuốc, đám thổ phỉ nhà họ Mã nói thế nào, còn muốn đòi tiền à, lần sau mà còn đến nữa thì chân kia cũng không còn đâu, muốn đến đòi ông mày tiền thuốc à, Ma Xuyên này vẫn còn là thiên hạ của người nhà họ Mã. Mã Vân Tiền trên quan trường lăn lộn có tiếng, phương diện xã hội đen thì nuôi cả một đám côn đồ, trăng đen câu kết, ai dám chọc vào y là tự chuốc vạ. Nói về con mèo hoa to mà y nuôi thì thôi rồi, vô cùng đáng ghét, thường xuyên ăn vụng đồ, nhưng cả thị trấn Mã Hồ Tử chẳng có ai dám động vào con mèo đó một lần. Có lần có một thanh niên vùng khác vô cùng có nghĩa khí, vì con mèo đó cào bị thương mặt bạn gái của cậu ta, người thanh niên tiện chân đá cho nó một nhát, kết quả còn bị Mã Vân Tiền phái người làm cho vào tù, nhốt 15 người, lấy cớ là ngược đãi động vật gì đó. Kết quả, chàng thanh niên vùng khác đó bị lũ côn đồ nhà họ Mã vòi mấy nghìn tệ mới thả ra, bạn gái cậu ta nghe nói suýt thì bị ức hiếp, cuối cùng là trưởng phòng Ngô Đông nhìn gai mắt, đứng ra ngăn cản thì mới bảo vệ được an toàn cho cô gái đó. Đồ cặn bã, tên chó khốn khiếp. Đoang một tiếng, cái bàn bị Phương Viên đập cho lung lay, suýt chút nữa thì gãy. Phương Viên mặc dù cơ thể không khỏe, từ tứ đẳng tụt xuống nhị đẳng, nhưng thân thủ nhị đẳng cũng là một nhân vật đáng gờm. Hơn nữa Phương Viên còn ở phân trạm tổ đặc nhiệm Hồng Kông, chuyện mờ ám, tàn nhẫn gì mà không dám làm, đoán rằng việc giết người không làm qua không ít, đương nhiên, việc đó đều là vì thi hành nhiệm vụ. Lúc này khuôn mặt lộ ra chút vẻ dữ tợn tàn nhẫn vô, bây giờ Sa Tuyết Liên bên cạnh đã là vận phẩm riêng của Phương Viên, sao có thể dễ dàng để Mã Vân Tiền đến quấy rầy. Tuyết Liên, em yên tâm, nếu y còn dám đến thì em cứ gọi điện thoại cho anh ngay lập tức, xem anh có rút ra hắn ra để làm chống không. Bình tĩnh đi Phương Viên, chúng ta là cán bộ của đảng, chứ đâu phải là thổ phỉ. Diệp Phàm quát, quay sang chỉ vào bàn, nói. Cậu quên là cậu làm gì à? Ha ha! Ồ quên mất, ha ha! Phương Viên trong mắt hiện lên tia mờ ám. Mã Vân Tiền nếu đã làm nhiều việc ác vậy thì đương nhiên sẽ có kẽ hở. Phương Viên là bí thư đảng ủy, thật sự chú ý đến y thì còn lo không có cơ hội ra tay sao? Sa Tuyết Liên biết điều bỏ bát canh thịt chăn xuống. Cô ấy rất hiểu chuyện đó, ha ha! Diệp Phàm cười. Bằng không tôi cũng không gọi anh qua đây. Trước kia tôi ở bộ đội. Vấn đề giữ bí mật là vô cùng quan trọng. Phương Viên trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, xem ra Sa Tuyết Liên thật sự rất tốt với y. Tên Mã Vân Tiền này thật sự đáng căm phẫn, tôi nói về việc xe của cục công an huyện, y không ngờ lại vô liêm sĩ chiếm dụng một chiếc đi. Hơn nữa, đến chiếc xe Santana mà y bỏ đi cũng không cho phòng công an huyện. Cái loại mà không cần đến thể diện này, một cán bộ mà không có những đạo đức cơ bản, mông của y còn có thể sạch sẽ sao? Nếu y còn đến chọc ghẹo Tuyết Liên thì chúng ta hãy chuẩn bị một chút đồ cho y đựng máu. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Tôi biết rồi, nhất định một dao thấy máu. Phương Viên giơ vai vẽ hình chữ thập lên bàn, ý là cho tên khốn này hình phạt treo cổ. Ác giả ác báo, chúng ta mặc dù không tự xưng là bao thanh thiên, nhưng lương tâm đạo nghĩa công đức cơ bản vẫn cần phải có. Nhưng, việc này phải động đến Chu Phú Đức, chúng ta tạm thời không vội.
nếu phải động thủ thì nhất định phải làm một đòn chí mạng, phải nắm được chứng cứ khiến Chu Phú Đức mướt mồ hôi thì mới hữu ích. Bằng không, nếu đắc tội với Chu Phú Đức, một búa lại không đập chết Mã Vân Tiền, răng nanh này nếu mà cắn lại thì cũng tương đối có uy lực đó. Xét cho cùng chúng ta đều là người vùng khác, tục ngữ có câu cường long khó đấu địa hổ, điều này lúc nào cũng là chân lý. Thế lực của bọn chúng quá lớn, được nhiều người ủng hộ. Không cần nói gì khác, chỉ cần thường xuyên làm vài động tác nhỏ gây rối phá hoại đại cục phát triển kinh tế toàn huyện thì cũng đủ làm chúng ta nhức đầu rồi. Diệp Phàm miệng nói, tay đập lên bàn, khẽ hừ nói. Một quyền thấy máu, một phát súng lấy mạng. Phương Viên đáp lại, trong đôi mắt, bắn ra những ánh căm phẫn. Lão Chu, thằng nhãi đó khẩu khí tương đối lớn. Tên khốn Mã Vân Tiền không ngờ chưa ngủ, trên bàn bày một bàn cờ, đang vừa uống vừa đánh cờ với bí thư huyện ủy Chu Phú Đức, có vẻ thong dong tự đắc. Cái này không gọi là khẩu khí lớn, đây là một loại khí thế, lão Mã, ông xem, khí phách mà tổ tiên chúng ta để lại đã bị ông làm hủy hoại hết rồi. Ha ha, trời mà muốn cản tôi thì tôi phá trời, nhưng chỉ mong hắn thật sự có thể bài trừ đám khói mờ mịt chắn ngang trên bầu trời nhân dân Ma Xuyên. Chu Phú Đức thản nhiên cười, trong ngữ điệu nói có phần tán thưởng. Lão Chu, anh coi trọng thằng nhãi ấy vậy, tôi thì không thấy thằng nhãi đó tốt ở điểm nào. Chỉ dựa vào hắn, một nhóc con mới 20 tuổi đầu cũng dám kiêu ngạo, ngông cuồng, mạnh mồm thì ai cũng có thể nói, nhưng trên thực tế để làm nên chuyện, thì còn khó hơn cả lên trời. Nếu dãy núi Thiên Sa dễ phá như vậy thì cũng không cần đợi đến bây giờ. Tình hình địa khu chúng ta ai cũng rõ. Muốn kiếm tiền từ địa khu phát triển Ma Xuyên, con đường này sớm không thành rồi. Bí thư đảng ủy Mã Vân Tiền vô cùng thản nhiên và tự tin, đương nhiên là không thấy đồng chí Diệp Phàm có gì hay ho. Địa khu mỗi năm cho Ma Xuyên tiền đều phải đau xót mấy lần, vốn không đặt Ma Xuyên vào sự phát triển các khu vực huyện địa khu, sắp trở thành nơi âm u kém văn hóa rồi. Chu Phú Đức tâm trạng phức tạp. Lão Chu, anh thật sự muốn để lại quyền lực cho tên nhãi đó làm. Mã Vân Tiền trên mặt lộ vẻ lo âu sầu não. Tên khốn này đương nhiên không lo lắng kinh tế huyện Ma Xuyên bị làm khốn đốn, người dân chịu khổ, mà ông ta lo lắng quyền lực trong tay mình sẽ gặp phải áp lực. Đời trước của Mã Vân Tiền và Mã Hồ Tử thực ra là cùng một hội, ngày xưa tổ tiên của Chu Phú Đức chỉ là quản gia trong nhà Mã Hồ Tử. Vì vậy, Chu Phú Đức và Mã Vân Tiền có quan hệ khá phức tạp. Bằng không, Mã Vân Tiền danh tiếng xấu xa như vậy còn có thể làm mưa làm gió ở huyện Ma Xuyên sao? Đương nhiên, nhân được sự dung túng bao che của nhân vật số 1 Chu Phú Đức phải có quan hệ nhất định. Bây giờ khí thế Diệp Phàm đang mạnh, khiến cho Mã Vân Tiền cũng có cảm giác sâu sắc, khiến người ta phải ức chế khó thở. Hôm nay, Mã Vân Tiền mặt dày tuy nói cướp về một chiếc Mitsubishi từ phòng công an huyện, nhưng trưởng phòng công an huyện Ngô Đồng không mấy nhã ý cũng khiến y tương đối khó chịu. Người này luôn hô lên đây là xe mà chủ tịch huyện Diệp đích thân sắp xếp cho cục. Hơn nữa trước mặt toàn cục cảnh sát còn lấy cớ nói là chuyên dùng cho công an gì đó, suýt nữa thì làm mất mặt Mã Vân Tiền. Trước đây lúc Diệp Phàm chưa đến, Ngô Đồng còn nghe lời, ít nhất không phục thì cũng không dám chống đối. Bây giờ Ma Xuyên dường như đã thay đổi rồi, tên nhãi này có phần thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Điều này không thể không dẫn đến sự cảnh giác của Mã Vân Tiền. Cũng có phần hận chủ tịch huyện Diệp là nguyên nhân của tình trạng thay đổi này. Trao quyền cho cấp dưới, ha ha, giới hạn này có chút hồ đồ, cũng không thể nói như vậy, không thể, cũng có thể nói một chút như thế. Chỉ cần chủ tịch huyện Diệp có thể làm nên thành tích, tôi cho hắn một chút quyền lực cũng được thôi, nếu cần ngựa chạy nhanh thì phải cho một chút cỏ ngon đúng không? Hơn nữa, làm nên thành tích chúng ta chẳng phải đều có phần sao. Hơn nữa, nếu tiếp tục không vực dậy Ma Xuyên thì huyện chúng ta thật sự không còn hy vọng gì, bằng không. Chu Phú Đức chợt lắc lắc đầu, không muốn nói tiếp việc này. Quay sang, nửa đùa nửa thật cười nói. Lão Mã, hành vi của ông hôm nay có chút không hay, vì một chiếc xe, có chút không đáng. Có gì mà không đáng, tôi là bí thư đảng ủy, chiếc xe đó anh không phải là chưa từng thấy qua, vậy còn có thể gọi là xe sao? Còn không bằng máy kéo. Ít nhất có thể đi xa chút, chiếc xe đều của tôi, trên đường đi địa khu dự họp đã phải ngắc ngứ mấy lần. Có lần vứt tôi tại cửa thiên tường lão hổ, kết quả đợi nửa ngày cũng không có xe đến, cũng may ở đấy không xa có mấy hộ gia đình. Bằng không, nửa đêm phải chết cóng trong cái xe đều đó. Hơn nữa, đứng đầu hệ thống chính trị pháp luật,
lãnh đạo có bộ mặt tốt, cấp dưới mới có thể phát triển công việc càng tốt. Tôi cần chiếc xe, hoàn toàn chính đáng. Mã Vân Tiền không biết vô liêm sỉ là gì, hùng hồn đầy lý lẽ, cứ như là cướp xe chấp pháp của cục công an là lý phải làm vậy. Bộ mặt tốt, thằng nhóc cậu cả ngày chỉ biết đến phụ nữ, những người phụ nữ bị cậu làm cho mang thai còn ít sao. Đoán rằng con riêng cũng phải nửa lớp học, đừng cho rằng lão già tôi già hồ đồ rồi, lần nào mà không phải lão già này âm thầm lau dấu vết cho cậu, phái người đến đưa trẻ sơ sinh đi, hừ. Chu Phú Đức trong lòng thầm mắng, trên mặt lại hiện ra vẻ cười nói. Hai, cũng tại trong huyện không có tiền, bằng không cậu cũng không cần phải chịu khổ như vậy, vì một chiếc xe mà tranh giành với cấp dưới, thật sự có chút. Gần đây phó chủ tịch huyện Phương có vẻ thành thật hơn nhiều, nhưng tôi cảm thấy y chỉ là tạm thời thành thật. Bây giờ chủ tịch Diệp đến rồi, có thể tên này lại muốn gây sóng gió. Mã Vân Tiền cười, nhắc đến oan gia của Chu Phú Đức, phó chủ tịch thường trực huyện Phương Hồng Quốc chọc giận y. Bởi vì trong lòng tên khốn này có chút không phục, cho rằng Chu Phúc Đức nói có phần khó nghe. Tuy rằng không bảo mình trả lại xe cho cục công an huyện, nhưng từ cướp khiến Mã Vân Tiền có chút khó chấp nhận. Ha ha, tôi mỏi mắt mong chờ, nếu, hừ. Chu Phú Đức đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói câu bỏ lửng, Mã Vân Tiền đương nhiên đang cười thầm trong bụng. Tên khốn này thầm đắc ý nói. Thấy chưa, vừa nhắc đến Phương Hồng Quốc lão già anh chắc chắn lập tức rối loạn, còn nói ông mày cướp xe gì đó, anh chẳng phải cùng với Phương Hồng Quốc tranh giành phụ nữ sao, cái đó còn đê hèn hơn ông mày. Thực ra chuyện đó sớm đã trở thành dĩ vãng. Chu Phú Đức lúc trẻ thực ra còn là bạn bè khá thân với Phương Hồng Quốc, sau này vì một người phụ nữ, hai người từ huynh đệ biến thành kẻ thù. Sau đó, thắng lợi đương nhiên là Phương Hồng Quốc, Chu Phú Đức buồn bực trong lòng quyết phải chuyên tâm thăng cấp trên quan trường. Không ngờ là vận mệnh của y tốt, hồi đó quen biết không phải chủ tịch địa khu, chỉ là Vương Triều Trung, cục trưởng cục tài chính địa khu. Từ đó, Chu Phú Đức bấu víu vào thế lực của Vương Triều Trung, mây xanh thẳng tiến. Luôn đuổi kịp và được đề bạt vượt qua một bước Phương Hồng Quốc, từ mặt quan trường mà nói, Chu Phú Đức tình trường không như ý nhưng hả hê trên quan trường. Lúc Phương Hồng Quốc làm chủ tịch xã Thanh Sơn thì Chu Phú Đức là bí thư, lúc Phương Hồng Quốc không dễ dàng gì leo lên chức phó chủ tịch huyện thì Chu Phú Đức người ta đã từ một bí thư đảng ủy xã Thanh Sơn vào thường vụ rồi. Hơn nữa còn là trực tiếp đề bạt thành phó bí thư huyện ủy. Chờ Phương Hồng Quân trở thành phó chủ tịch huyện thường vụ thì Chu Phú Đức người ta đã bí thư huyện rồi, như vậy càng làm Phương Hồng Quốc thêm ức chế. Phương Hồng Quốc đương nhiên cũng rốt ruột. Vì muốn thể hiện trước mặt vợ, y ra sức đuổi theo Chu Phú Đức, đến ngủ cũng nằm mơ thấy mình lên chức phó chủ tịch địa khu ngăn chặn Chu Phú Đức, nhân vật số một của huyện Ma Xuyên, đáng tiếc không như mong muốn, đợi khi y tỉnh dậy, chỉ có thể là sự tiếc nuối và đau khổ tột cùng. Thực ra vợ y vốn không để tâm chuyện này, đây chỉ là cuộc phân cao thấp âm thầm giữa hai người đàn ông mà thôi. Sau khi chủ tịch huyện tiền nhiệm Giang chết, Phương Hồng Quốc đương nhiên làm việc tích cực không ngừng, nhưng dù thế nào cũng không được bí thư địa ủy mới đến Trang Thế Thành coi trọng, bằng không đã sớm leo lên chủ tịch huyện rồi. Phương Hồng Quốc biết Chu Phú Đức rất thân thiết với chủ tịch địa khu, vì vậy tuyệt đối không thể tìm chủ tịch địa khu làm nơi nương tựa. Đáng tiếc Trang Thế Thành lại không thể có cơ hội tiếp cận. Vì vậy, ngược lại chức chủ tịch huyện của Diệp Phàm khiến Phương Hồng Quốc không ngừng buồn bực. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm lái xe đưa nông viện viện cùng đi đến xã Kháo Sơn Chuân Tử nghèo nhất, xa nhất huyện Ma Xuyên. Vừa lúc đó, trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc cũng có việc đi Kháo Sơn Chuân Tử, hai người dứt khoát đi cùng xe. Đến giờ, trong chiếc xe rộng lớn Wrangler, do một người tài xế họ Lý lái trong đội xe của huyện, nông viện viện ngồi ở hàng ghế lái phụ. Diệp Phàm và trưởng ban Tôn ngồi hàng ghế sau.